Mộ Dung Thường tiếp nhận ba khối ngọc bài, tiện tay ước lượng. Ngươi còn lại bao nhiêu? Không liên hệ gì tới ngươi. Khương Phàm mang theo Cổ La về tới sơn cốc trước đó. Thứ nhất, Nhậm Thủy Hàn sẽ không nghĩ tới bọn hắn sẽ còn về tới đây. Thứ hai, nơi này xác thực thích hợp để ẩn núp. Khương Phàm không đi đến vết nứt mà đi tới phía sau thác nước, nơi này có một hang đá không lớn không nhỏ. Thiên Sư Tông 5 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Khương Phàm thả tiểu xà ra, để nó đi ra bên ngoài trông coi. Cổ La hừ một tiếng. Ngươi không phải rất thông minh à, không phải cái gì cũng biết sao? Ta biết Thiên Sư Tông xuống dốc, nhưng không nghĩ tới 5 năm trước chúng ta còn là tam tôn chủ của La Phù. Từ tam tôn chủ đến vị trí 18 tông, bị người khác khi dễ, Thiên Sư Tông vậy mà chỉ dùng thời gian 5 năm. Khương Phàm cảm giác Thiên Sư Tông không chỉ gặp biến cố đơn giản như vậy. Cổ La trầm mặc một lát cũng mở miệng nói, dù sao cũng nhàn rỗi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra hắn sẽ cùng tên điên này ở đây đợi 3 ngày. Trong tam tôn chủ La Phù, Thượng Thanh Tông có thực lực mạnh nhất, một mực đứng đầu tam tôn, thực lực không thể dung chuyển. Ngọc Đỉnh Tông là tông môn đan sư, khống chế một nửa đan dược của La Phù Sơn Mạch, lại thông qua đan dược kết giao với vô số bằng hữu cho nên lực ảnh hưởng cũng có thể xưng là đứng đầu tam tôn. Duy chỉ có vị trí thứ 3, thường xuyên sẽ có biến cố. Thiên Sư Tông 10 năm trước tiến vào vị trí tam tôn, lúc ấy chính là thay thế Thiên Cương Tông. Thiên Cương Tông mặc dù không phục nhưng không thể không thừa nhận, thời điểm đó Thiên Sư Tông từ tông chủ đến trưởng lão đều cường đại lại cường thế, nhất là lực ngưng tụ càng không thể nói. Nếu như thuận lợi, Thiên Sư Tông còn sẽ chiếm lấy vị trí tam tôn chí ít 20 năm. Nhưng vào 5 năm trước xuất hiện một trận biến cố lớn. Một mảnh sơn lâm trong La Phù Sơn Mạch đột nhiên sụp đổ diện tích lớn, xuất hiện một tòa cổ thành phạm vi chừng mấy chục ngàn mét dưới mặt đất. Nơi cổ thành dưới đất 8.000 mét, mê vụ bao phủ, kỳ quang lượn lờ, bảo dược, bảo khí các loại, thậm chí có thể tự bay đi. Sau khi tin tức truyền ra đã gây nên náo động lớn. Tất cả tông môn La Phù Sơn Mạch cơ hồ đều tràn vào nơi đó, điên cuồng cướp đoạt, dẫn tới đã dẫn phát một trận đại hỗn chiến. Thiên Sư Tông lúc ấy xuất thủ quả quyết nhất, tông chủ trực tiếp mang theo toàn thể trưởng lão đuổi tới, ngay cả trưởng lão trấn thủ quặng mỏ tinh thạch đều điều tới. Dựa theo thực lực và lực ảnh hưởng, bọn hắn lấy được rất nhiều bảo bối, cũng dẫn đầu xông vào chỗ sâu nhất đại điện cổ thành. Nhưng, nơi đó bộc phát ra một cỗ năng lượng kinh người khiến bọn người tông chủ trọng thương. 80 vị trưởng lão chết thảm hơn phân nửa. Thiên Cương Tông sao có thể buông tha cơ hội, hô to rằng Thiên Sư Tông đạt được tuyệt thế trọng bảo, rất nhiều lượng tông môn tập kết triển khai vây quét bọn người tông chủ. Lúc ấy các tông đều đang vội vã tìm kiếm linh bảo mà chém giết lẫn nhau, ngay cả Ngọc Đỉnh Tông một mực tận sức thủ hộ La Phù đều không rảnh bận tâm. Kết quả chính là, chỉ có tông chủ và Dạ Thiên Lan lúc ấy là nhị trưởng lão chạy ra khỏi cổ thành. Còn lại 3-40 vị trưởng lão cùng hơn 500 vị đệ tử tinh nhuệ, toàn bộ đều chiến tử. Cổ La nói đến đây, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lúc đó là năm thứ 2 hắn gia nhập Thiên Sư Tông, bắt đầu bộc lộ tài năng, chuẩn bị đại triển khát vọng. Kết quả tông môn xuống dốc, loạn trong giặc ngoài. Trong những năm này, hắn không có học được bao nhiêu võ pháp, chỉ học được chịu đựng. Sau đó thì sao? Khương Phàm âm thầm lắc đầu. Rõ ràng là một cơ duyên to lớn, lại hủy cả một tông môn. Nhưng, ở giữa tòa thành cổ rốt cuộc là có thứ gì? Tông chủ có thể dẫn đầu Thiên Sư Tông tiến vào tam tôn chủ, người có thể tưởng tượng được thực lực của hắn. Lúc đầu chỉ cần hắn vẫn còn, Thiên Sư Tông còn có thể chịu đựng, nhưng kỳ quái là, tông chủ ngày thứ 2 lại bất đắc kỳ tử mà chết. Thương thế hắn mặc dù rất nặng, nhưng không thể chết. Thiên Sư Tông lập tức lâm vào hỗn loạn. Những tông môn Thiên Cương Tông kia thừa cơ cướp đoạt quặng mỏ của Thiên Sư Tông, tàn sát Thiên Sư đệ tử, cơ hồ còn muốn triệt để chôn vùi Thiên Sư. Là Dạ Thiên Lan cưỡng ép tiếp quản vị trí tông chủ, chỉnh đốn Thiên Sư Tông, đối kháng Thiên Cương Tông, cũng mời được Ngọc Đỉnh Tông, Linh Cực Tông và các loại đại tông ra mặt điều hòa, cuối cùng miễn cưỡng bảo vệ địa vị, nhưng thực lực và lực ảnh hưởng cũng rớt xuống ngàn trượng. Cổ La lắc đầu, cảm thán mấy năm kịch biến ngắn ngủi kia. Hỗn loạn, giết chóc, phản bội, tuyệt vọng, kiềm chế, thống khổ. Hắn đều đã tự mình trải qua, rõ mồn một trước mắt, khắc cốt minh tâm. Trong sơn động lâm vào một trận yên tĩnh lâu dài, Khương Phàm đột nhiên hỏi câu. Thiên Sư Tông lấy được bảo bối từ cổ thành dưới đất không? Là nhét vào nơi đó, hay là mang về một phần?
Ngươi hỏi cái này để làm gì? Mang về cũng sẽ không cho ngươi. Ta chỉ hiếu kỳ tông chủ chết ngay lúc đó thôi. Khương Phàm nghĩ đến một loại khả năng. Thời điểm Thiên Sư Tông xông vào đại điện cổ thành, đến cùng là đã đánh thức cái gì, là cưỡng ép cướp đi cái gì? Vật kia có phải bị mang về hay không? Tông chủ sốt ruột báo thù, muốn cưỡng ép xung hợp, kết quả. Chết bất đắc kỳ tử. Nếu thật là như thế, vật kia hẳn là còn ở Thiên Sư Tông. Đương nhiên, đây chỉ là một suy đoán. Tông chủ lúc ấy mang về rất nhiều thứ, bất quá Dạ Thiên Lan vì xin mời Ngọc Đỉnh Tông cùng Thánh Nữ Tông ra mặt, cơ hồ đã đưa hết ra ngoài. Bọn người Mộ Dung Thượng cẩn thận tìm kiếm Khương Phàm trong rừng cây, nhưng tìm mãi cho đến N oán chàng kết thúc, từ đầu đến cuối vẫn không thấy được bóng dáng Khương Phàm đâu. Đêm tối đi qua, sắc trời sáng rõ, mê vụ nơi biên giới N oán chàng dần dần biến mất. M thanh uy nghiêm vang vọng trăm dặm sơn lâm trong N oán chàng. Ân oán chàng năm nay chính thức kết thúc. Tất cả những người sống sót ngừng tranh đấu, tản ra linh văn, tập kết ở hướng đông. Trong vòng 2 canh giờ, nhất định phải toàn bộ rút khỏi, đến lúc đó N oán chàng một lần nữa phong bế. Các đệ tử Ngọc Đỉnh Tông cưỡi mãnh cầm xoay quanh ở các nơi N oán chàng, quan sát sơn lâm phía dưới. Mãnh cầm gáy to, linh văn lấp lóe. Khí tức cường hãn phô thiên cái địa vẩy xuống, cảnh cáo những nơi còn thân ảnh đang sao động. Kết thúc rồi, không biết năm nay có bao nhiêu có thể người còn sống mà đi ra. Phía đông sơn lâm, người người nhốn nháo. Các đệ tử đến từ các tông cùng các trưởng lão đều tụ tập ở chỗ này chờ đợi đệ tử nhà mình đi ra. Tông chủ Kim Cương Tông, Kim Bất Hoán đứng ở phía trước nhất, không nhìn thấy đội ngũ Thiên Sư Tông đâu. Bọn hắn ăn chắc Thiên Sư Tông. Nhậm Thủy Hàn ở đó, lại có tên ám tử cổ la kia, coi như không cần Thiên Cương Tông phối hợp, cũng có thể giết Khương Phàm. Đều chuẩn bị sẵn sàng cho ta, chỉ cần xác định Khương Phàm tử vong, lập tức đi đón nhận quặng mỏ. Kim Bất Hoán nhắc nhở đại trưởng lão Bùi Vân Hải. Ngọc Đỉnh Tông thay chúng ta bảo đảm, cũng phải mời bọn họ lộ mặt. Nếu như Thiên Sư Tông phản kháng, chẳng khác nào đắc tội Ngọc Đỉnh Tông. Bùi Vân Hải cười lạnh, cái này gọi là nhất cử lưỡng tiện. Bùi Tử Phong cũng không thể chờ đợi, bởi vì hắn đặc biệt thỉnh cầu qua Nhậm Thủy Hàn, không cần mang ra Khương Phàm nguyên lành, chỉ đem một cái đầu là được. Hắn sẽ đích thân mang theo cái đầu kia, ném cho Thiên Sư Tông. Ngẫm lại hình ảnh kia, cũng cảm giác toàn thân thoải mái. Đội ngũ Thiên Sư Tông rất an tĩnh, đều đang yên lặng nhìn qua mê vụ tan hết trong rừng rậm. Ngay cả Dạ An Nhiên một mực tin tưởng Khương Phàm cũng đều có chút khẩn trương. Nàng thậm chí hoài nghi Kim Cương Tông có phải hợp tác cùng Cổ La hay không, nhưng nghĩ lại, Cổ La mặc dù thiếu dũng khí, nhưng hẳn là còn có thể phân rõ trái phải. Ngoại trừ Cổ La, Kim Cương Tông còn có ám chiêu gì? Ngoài Kim Cương Tông cùng Thiên Sư Tông ra, còn có một số người cũng vô cùng gấp gáp. Chính là những kẻ chân chính chạy đi giải quyết N oán kia. Tỷ như Thánh Nữ Tông. Các nàng chỉ đưa một mình Tịch Nhan đi vào, không có đệ tử khác hiệp trợ. Đã chú định nàng sẽ tự sinh tự diệt. Tịch Giao chắp tay trước ngực, yên lặng cúi đầu, cầu nguyện cho muội muội. Chỉ là các đệ tử Thánh Nữ Tông và các trưởng lão đều tiếc nuối lắc đầu, các nàng rất rõ ràng, Tịch Nhan không có khả năng còn sống trở về. Kinh mạch vỡ vụn, không ai hiệp trợ, làm sao có thể sống mà đi ra khỏi N oán chàng. Có thể chết thống o á yêu ta cũng tốt, nếu như rơi xuống trong tay những tên khốn kiếp kia, nói không chừng sẽ gặp phải tra tấn thống khổ gì nữa. Ra rồi. Một tiếng hô to lập tức đưa tới sự chú ý của tất cả mọi người. Người đầu tiên đi ra là ba vị nam nữ tử, mặc dù bộ dáng chật vật chút nhưng có thể đi ra N oán chàng, một khắc này bọn họ đều nhẹ nhàng thở ra. Đăng ký tính danh, lưu lại ngọc bài. Ngọc Đỉnh Tông đã đứng chê y một đài cao chừng 50 mét. Người rời khỏi nhất định phải nộp lên ngọc bài đầu tiên. Có ngọc bài, sống. Không có ngọc bài, chết. Đây là quy củ của N oán chàng. Ngay sau đó, rất nhiều nam nữ lục tục ngo ngoe từ các phương vị khác nhau đi tới, sau khi nộp lên ngọc bài liền hướng tới tông môn của mình. Có mấy đệ tử muốn lừa dối vượt qua kiểm tra, bị Ngọc Đỉnh Tông vô tình kéo đi. Là Nhậm Thủy Hàn, bọn hắn đi ra rồi. Bùi Tử Phong chỉ vào nơi xa hô to, ca yêu ta siết động vỗ tay, không kịp chờ đợi muốn mang theo đầu Khương Phàm đi tới trước Thiên Sư Tông nhục nhã bọn hắn. Chuẩn bị tiếp quản tinh quáng.
Chê Y khuôn mặt già nua cứng rắn lạnh lẽo của Kim Bất Hoán lộ ra dáng tươi cười. Nhưng, Nhậm Thủy Hàn đi tới cũng không có đi đăng ký nộp lên ngọc bài, mà là đứng ở nơi đó, trở lại nhìn qua rừng cây rậm rạp. Không đúng, làm sao chỉ có một mình Nhậm Thủy Hàn? Bùi Vân Hải lập tức có một loại dự cảm không tốt. Nhậm Thủy Hàn, Khương Phàm đâu? Những sư huynh đệ khác đâu? Ngươi nói chuyện đi. Bùi Tử Phong kéo cuống họng hô to, nhưng Nhậm Thủy Hàn tựa như không nghe thấy, tiếp tục nhìn chằm chằm Sơn Lâm. Khương Phàm không chết. Trong đội ngũ Thiên Cương Tông, Mộ Dung Sung khẽ nhíu mày. Làm sao có thể? Hai tông liên thủ, còn có Cổ La làm nội ứng, Khương Phàm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mộ Dung Sung lắc đầu, chỉ sợ đệ đệ của mình kia không cùng Nhậm Thủy Hàn phối hợp, lại hoặc là Cổ La nơi đó xảy ra biến cố. Biểu hiện kỳ quái của Nhậm Thủy Hàn cũng dần dần gây nên chú ý tới các phương. Ta chút nữa đã quên chuyện này, còn ước định giữa Kim Cương Tông và Thiên Sư Tông nữa. Khương Phàm đã chết rồi sao? Kim Cương Tông chỉ còn một mình Nhậm Thủy Hàn, người của Thiên Cương Tông ngược lại là không ít. Đám người nghị luận ầm ĩ. Nếu như Khương Phàm chết rồi, tổn thất Thiên Sư Tông không chỉ là hai tòa quặng mỏ, càng là lực ảnh hưởng mà bọn hắn thật vất vả chấn lên. Nhưng nếu như Khương Phàm còn sống, Kim Cương Tông chỉ sợ cũng phải nắm chặt dây lưng quần, càng đừng vọng tưởng khiêu chiến Thiên Sư Tông. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đám người may mắn còn sống sót lục tục ngo ngoe đi ra, nhưng Thủy Chung không thấy Khương Phàm đâu. Các trưởng lão Ngọc Đỉnh Tông cẩn thận bấm đốt ngón tay tính thời gian, qua hai canh giờ nữa, N oán chàng sẽ một lần nữa phong bế, cũng triệt để thanh lý. Nếu như không thể đúng giờ đi ra, liền vĩnh viễn không ra được. Mau ra đây, đi ra. Thanh Văn thì thào nói nhỏ, lo lắng chờ đợi. Tịch Nhan, đi ra. Van cầu ngươi, đi ra đi. Hai mắt Tịch Giao dần dần y gờ lung, vừa lo lắng, cũng bắt đầu tuyệt vọng. Nàng biết N oán chàng tàn khốc, nếu đi vào trong, muội muội hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng đưa Tịch Nhan vào đó cũng không trông cậy bản thân muội ấy có thể đi ra, mà đang mong đợi có thể có đệ tử tông môn nào đó xem ở chê y mặt mũi tỉ tỉ này của nàng, phụng trộm bảo hộ Tịch Nhan, cho đến khi N oán chàng kết thúc, sau đó đến chỗ nàng đây lĩnh N tình. Nhưng bây giờ, nên đi ra đều đã đi ra. Tịch Nhan, có khả năng, đã chết ở bên trong. Tại thời điểm mê vụ lại bắt đầu từ đầu bao phủ Sơn Lâm, Khương Phàm cùng Cổ La không vội vã xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Không phải cố ý kéo dài, mà là tiếng thác nước quá lớn, hai người không nghe thấy Ngọc Đỉnh Tông nhắc nhở, kém chút lầm thời gian. Khương Phàm, đó là Khương Phàm. Hắn vậy mà sống sót đi ra ngoài. Bên ngoài đám người rối loạn tưng bừng. Một cái mạng, đổi hai tòa tinh quáng Kim Cương Tông, kiếm lợi lớn. A, à, Thanh Văn ca yêu ta xiết động kêu to. Tốt, ha ha. Dạ Thiên Lan cởi mở cười to, thật lâu không có thống oa yêu ta như vậy. Đáng chết. Sắc mặt của bọn người Kim Bất Hoán đều vô cùng khó coi, nhưng khi nhìn đến Cổ La bên cạnh Khương Phàm, bao nhiêu đều hiểu cả. Cổ La, không dựa theo ước định phối hợp với bọn hắn. Mộ Dung Sung làm hại Kim Cương Tông chúng ta. Bùi Vân Hải căm tức nhìn Mộ Dung Sung nơi xa, nếu như không phải Mộ Dung Sung tự thân lên cửa làm cam đoan, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cầm hai tòa tinh quáng ra đánh cược. Cổ La, ngươi dám lừa gạt ta. Ánh mắt Mộ Dung Sung dần dần âm lãnh, lúc ấy tìm tới Cổ La là bởi vì hiểu rất rõ tính cách Cổ La. Chỉ cần Cổ La tiếp nhận liền sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Thật không nghĩ đến, tên này vậy mà dám lật mặt qua tính kế hắn. Cổ La chẳng lẽ không sợ hắn trả thù? Không sợ Nhậm Thủy Hàn cùng toàn bộ Kim Cương Tông trả thù? Chúng ta đã ước định với nhau, tông chủ bên kia, ngươi không thể nói lung tung. Cổ La thấp giọng nhắc nhở Khương Phàm, hắn phảng phất cảm nhận được ánh mắt giết người của Nhậm Thủy Hàn, Mộ Dung Sung rơi vào chê y người mình. Sớm đi làm cái gì? Ngươi, trả lời thật với ta, sư phụ ngươi biết ngươi làm chuyện này không? Không biết, cho dù là biết, ngươi cũng không có gan to như vậy. Ngươi muốn làm gì? Cổ La lập tức cảnh giác. Chờ ngươi trở về, cùng sư phụ ngươi hảo hảo nói chuyện. Từ hôm nay trở đi, hoặc là thành thành thật thật phối hợp tông chủ, trọng trấn Thiên Sư Tông, hoặc là quy ẩn bế quan, vĩnh viễn không nhúng tay vào sự vụ tông môn. Cổ La nắm chặt tay, cau mày, âm thầm xoắn suýt, chợt phát hiện Khương Phàm đang theo dõi hắn. Ngươi nhìn cái gì?
Ta vừa mới không xác định sư phụ ngươi có phải biết hay không, hiện tại, đã xác định. Ngươi, trong lòng Cổ La dâng lên một đoàn lửa giận, lại càng cảm nhận được một luồng hơi lạnh. Tên gia hỏa này vô luận cử chỉ, lời nói hay là hành động luôn có thể cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Càng ở chung, loại cảm giác này càng là mãnh liệt. Sư đồ các ngươi thật tốt số, Thiên Sư Tông này còn có một chỗ cắm rủi cho các ngươi. Nếu không, các ngươi sẽ lập tức sẽ nếm được cảm giác bị đuổi ra khỏi cửa, cho dù có người chịu thu lưu các ngươi, cũng sẽ không thiện đãi các ngươi. Khương Phàm đi ra khỏi rừng cây, nhìn sáu vị nam nữ tử trước mặt, cười nhạt một tiếng. Các vị đang chờ ta. Khương Phàm, Cổ La, các ngươi cứ đợi đấy. Nhậm Thủy Hàn chưa từng nhận qua nhục nhã dạng này, càng chưa từng phẫn nộ như dạng này hôm nay. Hoan nghênh Nhậm cô nương đến Thiên Sư Tông làm khách, còn có vị này. Gọi là gì nhỉ? Khương Phàm đi qua bọn hắn, liếc mắt sắc mặt âm trầm nhìn Mộ Dung Thượng. Cháu trai, gia gia ta gọi Mộ Dung Thượng. Mộ Dung Thượng hiện tại hận không thể vặn đầu Khương Phàm xuống, lãng phí 3 ngày thời gian, vậy mà cả bóng người đều không tìm thấy. Nghe nói ngươi là cự mãng yêu văn gì đó, trách không được bò chậm như vậy, ta ở trong rừng đợi các ngươi 3 ngày, đều không đợi được đến nửa cái bóng người. Kiếp sau, thay thành cẩu văn, chạy nhanh, cái mũi lại còn linh. Khương Phàm cười nhạt, ngươi muốn chết. Mộ Dung Thượng bạo hống, khí lãng cuồng liệt phá thể mà ra, kịch liệt cuồn cuộn, mơ hồ hình thành một đầu thanh mãng to lớn bao quanh thân thể to con của hắn. Tính danh, Ngọc Bài. Lại không nộp lên thì lui về n oán chàng. Trưởng lão Ngọc Đỉnh Tông chê y đài cao nhắc nhở bọn hắn. Khương Phàm đi đến đài cao, lấy ra toàn bộ ngọc bài từ trong thanh đồng tiểu tháp, chỉ còn nữ hài ở bên trong. Hết thảy 37 khối. Hắn vẫn còn hoài nghi nữ hài này muốn đẩy hắn vào chỗ chết, cho nên không có ý định trực tiếp liền thả tới. Nhậm Thủy Hàn cố ý xếp ở phía sau bọn họ, đi lên đài cao. Mặc dù số lượng ngọc bài mỗi người giao đều sẽ giữ bí mật, nhưng Nhậm Thủy Hàn lại thô sơ giản lược liếc mấy cái ngay lúc Khương Phàm móc ngọc bài ra. Tối thiểu 30 khối. Mộ Dung Thượng, cho ta mấy khối ngọc bài. Nghĩ hay lắm. Số lượng ngọc bài của Khương Phàm rất nhiều, chỉ cần chúng ta vượt qua hắn thì có thể mời hắn tiến hành thi đấu khiêu chiến. Nhậm Thủy Hàn không nguyện ý từ bỏ, nàng còn có một cơ hội. Mộ Dung Thượng minh bạch ý tứ của nàng. Nhe răng cười một tiếng. Giao cho ta, thú linh văn ta càng thích hợp lôi đài chiến. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Ngươi xem thường ai đây, đồ hèn nhát như ngươi đây, ta dùng một bàn tay liền chụp chết. Nhậm Thủy Hàn tức giận, nhưng chú ý thấy các trưởng lão Ngọc Đỉnh Tông phía trước đang quăng tới ánh mắt bén nhọn, không muốn cãi vã nữa, cắn răng một cái lặng lẽ đưa cho Mộ Dung Thượng 10 khối ngọc bài. Giết hắn. Thông o à yêu ta, ha ha. Ta cam đoan hắn không sống rời khỏi được. Mộ Dung Thượng tiếp nhận ngọc bài, đi đến phía trước đăng ký. Khương Phàm đi xuống đài cao, chưa có trở về đội ngũ Thiên Sư Tông mà đứng ở một bên. Những tông môn đệ tử kia nộp lên 20-30 khối ngọc bài, cũng chờ ở chỗ này. Bầu không khí trong dãy núi dần dần an tĩnh lại, đang mong đợi mở màn xếp hạng cuối cùng. 3 vị đứng đầu đều sẽ đạt được kim tủy đan. Đây chính là đan dược tông chủ Ngọc Đỉnh Tông tự mình rèn luyện, không chỉ có dược hiệu phi phàm, càng có mấy phần ý nghĩa đặc thù. Hiện tại, công bố xếp hạng số lượng ngọc bài thu hoạch được tại N Oán Tràng. Trưởng lão Ngọc Đỉnh Tông không có để bọn hắn đợi lâu. Vị thứ 3, Khương Phàm, 37 khối. Qua, Thanh Văn Ca Iota Siết Động ở tại chỗ nhảy dựng lên. Tốt, Dạ Thiên Lan càng phấn chấn. Hận không thể hung hăng ôm Khương Phàm một cái. Được tinh quáng, lại được kim tủy đan, Thiên Sư Tông bọn hắn hôm nay xem như thật tốt mà mở mày mở mặt một lần. Ánh mắt rất nhiều người đều rơi chê y người Khương Phàm, đối với một tên Khương Phàm đột nhiên xuất hiện này càng cảm thấy hứng thú. Không chỉ có thể để Kim Cương Tông cùng Thiên Cương Tông đuổi bắt, còn có thể siêu tập đến gần 40 cái ngọc bài từ bên trong N Oán Tràng. Cái này cần phải giết bao nhiêu yêu thú. Lại giết bao nhiêu tử đệ tông môn? 37. Những người đạt được hơn 20 khối, hoặc có thể là vừa qua khỏi 30 kia đều thất vọng lắc đầu, vị trí thứ 3 đều đã 37, bọn hắn không có cơ hội. Vị thứ 2, Linh Cực Tông, Viên Quan Nam, 39 khối. Một vị thiếu niên tuấn mỹ giống như nữ nhân cởi mở cười to, trực tiếp đi lên đài cao. Nơi xa,
đội ngũ Linh Cực Tông cũng truyền tới từng trận gieo hò. Vị đầu tiên, Thiên Cương Tông, Mộ Dung Thượng, 46 khối. Mộ Dung Thượng ra vẻ ta đây nhúng người nhảy lên đài cao. Khương Phàm có chút ngoài ý muốn, tên gia hỏa này vậy mà có thể được đến 46 khối. Chẳng lẽ, chúc mừng các ngươi, mỗi người nhận được một viên kim tủy đan. Mặc kệ là vừa tiến vào Linh Anh cảnh cửu trọng thiên hay là đã vững chắc một đoạn thời gian, chỉ cần ăn vào kim tủy đan liền có thể cấp tốc ngưng tụ ra linh nguyên, cũng tiến vào linh nguyên cảnh. Không chỉ có không để lại bất kỳ tai họa ngầm gì, còn có thể cường kiện gân cốt, điều dưỡng linh văn. Trưởng lão Ngọc Đỉnh Tông giơ hộp gấm lên, hướng về toàn trường cao giọng tuyên cáo, trong lời nói rõ ràng mang theo vài phần kiêu ngạo. Đây là tông chủ của bọn hắn tự mình nghiên cứu, cũng chỉ có tông chủ của bọn hắn nắm giữ bí pháp. Số lượng luyện chế hàng năm chỉ có 5 viên, 2 viên để cho tông môn, 3 viên xem như phần thưởng. Mộ Dung Thượng, Viên Quan Nam, Khương Phàm nhận lấy hộp gấm dưới vô số ánh mắt hâm mộ của mọi người. Chỉ là Mộ Dung Thượng, Viên Quan Nam sớm đã giành Trấn La Phù, Khương Phàm thì hoàn toàn là một người xa lạ. Hiện tại điều duy nhất bọn hắn biết đến chính là Dạ An Nhiên mang hắn về từ nơi khác, đồng thời vào ngày đầu tiên đã được Tông Chủ Thiên Sư Tông Thu làm đại đệ tử, cũng liên tiếp nhục nhã Kim Cương Tông. Mộ Dung Thượng nói, dựa theo quy củ, N oán chàng còn chưa chính thức kết thúc. Ta nếu là người đứng đầu thì có tư cách cạnh tranh đan dược đúng không? Chỉ cần hai người bọn họ nguyện ý khiêu chiến, ngươi có thể cạnh tranh đan dược. Trưởng lão Ngọc Đỉnh Tông không có ý kiến gì. Hàng năm sau khi kết thúc N oán chàng đều sẽ có một trận luận võ như thế. Phàm là để đạt được kim tủy đan, hay là muốn danh chấn thiên tài La Phù Sơn Mạch, trận chiến này cũng sẽ vô cùng đặc sắc. Ta đồng ý khiêu chiến thi đấu, nhưng ta sẽ không trộn lẫn, hai người các ngươi từ từ đánh. Viên Quan Nam mang theo hộp gấm rời khỏi đài cao, đây rõ ràng là ân oán cá nhân của Khương Phàm và Mộ Dung Thượng, càng liên lụy đến Thiên Cương Tông cùng Thiên Sư Tông, hắn không nguyện ý xen vào. Trưởng lão Ngọc Đỉnh Tông nhìn Khương Phàm. Người nguyện ý tiếp chiến. Tiếp chiến. Khương Phàm rất sung sướng y gờ đáp ứng, đem hộp gấm thu vào thanh đồng tiểu tháp. Tiếp theo, tòa đài cao này giao cho các ngươi. Trưởng lão Ngọc Đỉnh Tông đang muốn rời khỏi, lại bị Mộ Dung Thượng ngăn lại. Chờ một chút, ta vừa mới nói, bởi vì ta là người đứng đầu, ta phát động khiêu chiến, N oán chàng năm nay còn không tính chính thức kết thúc, đúng không? Ngươi muốn nói cái gì? Nếu tranh tài không có kết thúc, Khương Phàm không coi là còn sống. Ước định giữa Thiên Sư Tông và Kim Cương Tông chưa xong, chưa xem như là thắng. Mộ Dung Thượng vừa nói ra lời này, lập tức khiến toàn trường tranh luận. Đổ ước tựa như là Khương Phàm sống mà đi ra khỏi N oán chàng coi thôi nha. Cái này rõ ràng là chơi xấu, Mộ Dung Thượng cũng không sợ hổ thẹn cho Thiên Cương Tông. Hắc hắc, Kim Cương Tông tìm được cớ. Kim Cương Tông nơi đó lập tức cao giọng tán thành, thúc giục Khương Phàm tiếp chiến. Khương Phàm quay đầu nhìn bọn người Dạ Thiên Lan. Dạ Thiên Lan cùng Dạ An Nhiên đều hiểu ý tứ của Khương Phàm, đây không phải đang hỏi có chấp nhận hay không, mà là nói lỡ như bại lộ thân phận thì làm sao bây giờ. Hai phụ tử đồng thời gật đầu. Không chỉ không sợ Khương Phàm bại lộ, ngược lại là đang mong đợi Khương Phàm phấn khích biểu hiện, lại dương uy phong cho Thiên Sư Tông. Khương Phàm cố ý hỏi để xác minh. Ta không hiểu ý của ngươi, trận chiến này, không chỉ là phân cao thấp, còn muốn định sinh tử. Thế nào, ngươi dám không? Ta dám, chỉ sợ Thiên Cương Tông các ngươi không chơi nổi. Thiên Cương Tông chúng ta thắng được cũng thua được. Mộ Dung Thượng cười gần bẻ bẻ cổ, lục phẩm thú linh văn, gần với thánh linh văn, hắn tuyệt đối nắm chắc có thể giết chết Khương Phàm. Trong đội ngũ Thiên Cương Tông, trưởng lão cùng các đệ tử đều rất có lòng tin với Mộ Dung Thượng. Lo lắng duy nhất không ở chỗ Mộ Dung Thượng có thể thắng hay không, mà là Khương Phàm có thể chịu bao lâu. Mộ Dung Sung nhưng từ chê y khuôn mặt Dạ Thiên Lan cùng Dạ An Nhiên thấy được nụ cười nhàn nhạt. Giờ khắc này, hắn có một loại dự cảm không tốt, lại nghĩ không ra lòng tin của bọn hắn ở đâu ra. Ta có thể tiếp nhận, nhưng ta có hai điều kiện. Nếu N oán chàng là Ngọc Đỉnh Tông chủ trì liền phải phụ trách tới cùng. Nếu như ta thắng, đầu tiên, Ngọc Đỉnh Tông nhất định phải bảo đảm Thiên Cương Tông không thể trả thù. Thứ hai, Ngọc Đỉnh Tông thay Thiên Sư Tông tiếp quản hai tòa tinh quáng từ Kim Cương Tông bên kia, lại chuyển giao cho Thiên Sư Tông chúng ta. Trưởng lão Ngọc Đỉnh Tông không biết tiểu tử này ở đâu ra lòng tin, bất quá vẫn gật đầu đồng ý.
Ngọc Đỉnh Tông chúng ta có thể bảo đảm trận chiến này, bảo đảm vụ cá cược này. Khương Phàm nhìn trưởng lão Ngọc Đỉnh Tông, lại nhìn Mộ Dung Thượng. Tranh tài cứ quyết định như vậy đi. Trưởng lão Ngọc Đỉnh Tông thối lui đến bên cạnh đài cao. Ta tuyên bố, tranh tài bắt đầu. Bộ dáng tươi cười của Mộ Dung Thượng dần dần dữ tợn, cự mãng linh văn chê y chán giống như là sống lại, nổi lên hồng quang yêu dị. Da thịt toàn thân nhúc nhích quái dị, trong ánh mắt tất cả mọi người, da thịt hắn lại biến thành lân phiến cứng cỏi. Bầu không khí trong dãy núi dần dần nóng lên, đối với thực lực Mộ Dung Thượng, các tông đều có chút hiểu rõ, nhưng đối với tên Khương Phàm này, bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Tiểu tử, xem ta làm sao giết chết ngươi. Con người Mộ Dung Thượng bỗng nhiên biến thành mắt dọc, bờ môi, hốc mắt, hiện ra huyết văn quỷ dị. Khí tức trở nên âm lãnh, nguy hiểm, giống như là yêu thú. Ha ha! Khương Phàm nhìn Mộ Dung Thượng đáng sợ cũng lộ ra dáng tươi cười. Ngươi cười cái gì? Đầu lưỡi Mộ Dung Thượng cũng hơi phân nhánh, tinh hồng đến đáng sợ. Ta cười trận sinh tử chiến này. Một tháng trước, cũng có một trận tranh tài như thế này, cũng là một trận quyết chiến phân cao thấp, cũng định sinh tử. Khương Phàm run run bả vai, dùng sức nắm chặt nắm đấm. Huyết dịch lao nhanh trong toàn thân, linh vụ trong khí hải ngập trời. Hỏa điểu yên lặng dương cánh gáy to. Kim viêm thánh văn càng ngày càng sáng tỏ, chiếu thấu ba tầng thắt lưng gấm. Kết quả thì sao? Ta vẫn còn sống đây, ngươi nói xem. Lần này, nhất định không, nhận lấy cái chết đi. Mộ Dung Thượng nâng mũi chân đạp mạnh xuống mặt đất, cả người nổ bắn ra như thiểm điện, tốc độ nhanh đến kinh người. Coi chừng! Thanh Văn nhịn không được mà kinh hô, lau đi mồ hôi chê y chán. Mộ Dung Thượng giống như cự mãng xuất động, thân hình tạo ra từng đạo tàn ảnh, khúc chiết hướng về phía trước, trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau Khương Phàm. Tay phải co lại giống như lợi chảo móc về phía gáy Khương Phàm. Khí lãng toàn thân sôi trào, khí thế độc ác lại hung hãn. Khương Phàm bỗng nhiên cúi người xuống tránh khỏi lợi chảo, đồng thời thân eo thay đổi, đối mặt Mộ Dung Thượng vung mạnh một quyền. Mộ Dung Thượng có thân pháp mạnh mẽ, phản ứng rất nhanh, xoay người tránh đi, chân phải đá ra giống như roi sắt về phía đầu Khương Phàm. Cánh tay trái Khương Phàm căng cứng ngạnh kháng, năm ngón tay tay phải giống như đao nhọn quét về phía yết hầu Mộ Dung Thượng. Bành bành bành, giao phong kịch liệt hỗn loạn, khiến cho người ta hoa mắt. Thân pháp của hai người thông thuận như nước chảy mây trôi. Thế công cương mãnh như lôi đình lập lòe. Toàn trường cấp tốc an tĩnh, khó có thể tin được mà nhìn va chạm chê y đài cao. Khương Phàm có thể đuổi theo tốc độ của Mộ Dung Thượng. Sau một lát, một tiếng bạo hống vang lên, âm thanh chấn động sơn lâm, Mộ Dung Thượng rốt cuộc cũng đẩy lui Khương Phàm. Tốt! Các đệ tử Thiên Cương Tông phấn chấn hô to. Bước chân Khương Phàm chưa loạn, ngược lại là dựa thế lui lại, thẳng đến 20 mét bên ngoài. Ánh mắt của hắn như điện, không có chút do dự nào, kinh mạch toàn thân phát sáng, hỏa điểu gáy to trong khí hải, kim viêm thánh hỏa toàn diện thức tỉnh. Ngọn lửa màu vàng óng phá thể mà ra, phạm vi trải rộng ra hơn 10 mét. Kim quang cuồn cuộn, sáng chói lóa mắt, nhiệt độ cao sáng rực, vặn vẹo không gian. Liệt diễm tam trọng Kaiota CS. Song trưởng Khương Phàm liên Kaiota CS, nhấc lên tam trọng sóng lớn chụp về phía Mộ Dung Thượng. Sóng lửa lao nhanh, cuồng mãnh đến cực điểm. Oa a! Mộ Dung Thượng lại đạp mạnh xuống mặt đất lao đến, cương khí cuồn cuộn. Vung mạnh quyền đầu đánh tới liệt diễm đang lao nhanh, há mồm lớn rít gào, giống như yêu thú. Khuôn mặt Khương Phàm có chút động, kim viêm vậy mà không thể gây tổn thương đến hắn. Mộ Dung Thượng phá tan liệt diễm chỉ trong chốc lát, tốc độ tăng vọt, vung ra từng đạo tàn ảnh tới gần Khương Phàm. Trong chớp mắt, cương khí sôi trào, kịch liệt xoay tròn hóa thành một đầu cự mãng quấn quanh cánh tay, theo hắn bạo Kaiota CS đánh về phía mặt Khương Phàm. Nếu như uy thế và tốc độ như thế thì lẽ ra nên tránh lui. Vô số đệ tử tông môn đều hít một ngụm khí lạnh, quá nhanh, quá hung hãn, đây quả thật giống như là một đầu man thú. Khương Phàm lại trầm ổn tỉnh táo, điều động liệt diễm ngưng tụ thành hỏa thương bén nhọn, đối diện mà lên. Ầm ầm, cự mãng bạo phất giống như lôi đình, khí lãng mãnh liệt gào thét chói tai. Kim thương đâm xuyên, quang mang chói mắt, nhiệt độ cao vặn vẹo không gian. Một tiếng đinh tai nhức óc vang lên. Cự mãng tán loạn, khí lãng mạnh mẽ nghịch chuyển cuồn cuộn, ngạnh sinh đẩy lui Mộ Dung Thượng về sau. Kim thương sụp đổ,
liệt diễm mất khống chế đánh bay Khương Phàm. Toàn trường kinh hô, tên Khương Phàm này thật có thể chọi cứng với Mộ Dung Thượng. Cương khí hỗn loạn, liệt diễm cuồn cuộn văng ra khắp nơi hơn 50 mét trên y đài cao. Mộ Dung Thượng không ngờ tới rằng mình đã toàn lực bảo ca Iota CS vậy mà lại bị đối phương chống đỡ, trở tay không kịp, bước chân loạn tại chỗ. Khương Phàm cũng đã ngờ tới việc kim thương sẽ tiêu tán, cho nên thuận thế lui lại, lại cùng lúc điều động liệt diễm càng cường thịnh hơn. Giống. Liệt diễm oanh minh giống như hổ khiếu sơn lâm, vô số đệ tử cả kinh, khí huyết sôi trào. Một đầu đại hổ uy mãnh màu vàng sôi nổi thành hình, sinh động như thật, uy phong lẫm liệt. Khi Khương Phàm giữ vững thân thể, một khắc này, trọng quyền oanh ca Iota CS, mãnh hổ gào thét đạp chê y ngọn lửa màu vàng mãnh liệt đánh tới Mộ Dung Thượng. Giờ khắc này, Thánh Linh Văn được phóng thích cùng vạn thú thiên hoàng quyền bộc phát, khuấy động tạo ra khí thế kinh người, càng mang đến cho cường giả toàn trường một loại áp bách không cách nào nói rõ. Vô luận cảnh giới như thế nào đều rõ ràng cảm thấy linh văn của mình ảm đạm, kinh mạch toàn thân đều yên lặng. Mộ Dung Thượng cưỡng ép giữ vững thân thể, lúc đầu có thể tránh né, lại đột nhiên phát hiện mình không biết lúc nào đã thối lui đến bên cạnh đài cao. Ngạo khí hắn dâng trào, cuồng tính đại phát. Khương Phàm một mực không tránh né, hắn há có thể tránh đi. Mộ Dung Thượng gầm lên giận dữ, khí lãng toàn thân tập hợp hóa thành đầu của một con cự mãng dữ tợn. Đầu chăn tỏa ra cương khí như lôi lóe lên ánh sáng, mở ra miệng lộ ra răng nanh giống như cối xay đánh về phía mãnh hổ. Ầm ầm, hổ mãng rắn, xa, chăn va chạm, chấn động đài cao. Giống như là hai đầu mãnh thú chân thực đối diện chạm vào nhau, lập tức nổ mạnh tạo ra quang mang trùng thiên. Nhưng, kịch liệt đối kháng chỉ một lát mà thôi, mãnh hổ màu vàng thiêu đốt lên liệt diễm, đụng nát đầu lâu của cự mãng, đạp vỡ cương khí đánh về phía Mộ Dung Thượng. Sắc mặt Mộ Dung Thượng đại biến, toàn thân căng cứng hứng chịu va chạm. Một tiếng oanh minh, mãnh hổ kịch liệt bạo tạc. Mộ Dung Thượng run rẩy toàn thân, huyết khí mất khống chế, kêu thảm bay ra ngoài, lân phiến toàn thân đều bị nổ huyết nhục mơ hồ. Biểu lộ ở trên y mặt các đệ tử Thiên Cương Tông lập tức cứng ngắc. Lân phiến phòng ngự của Mộ Dung Thượng có thể so với áo giáp, sao có thể bị thương thành dạng này? Khương Phàm há có thể buông tha cơ hội. Nhanh chóng phát động cự tượng quyền. Kim quang sáng chói, hỏa diễm bốc lên, uy thế vô tận cuồn cuộn toàn trường. Một đầu voi lớn màu vàng dài 5 mét ngạo nghễ thành hình, to lớn mà cuồng dã, rung động lòng người. So với mãnh hổ trước đó thì uy thế càng mạnh hơn, phảng phất xuyên thấu lòng người. Nhất là linh văn chê y chán Khương Phàm, quang mang tán phát ra hỏa diễm chân thực đốt xuyên 3 tầng thắt lưng gấm, rõ rõ ràng ràng hiện ra ở trước mặt mọi người. Đây là võ pháp gì? Con bà nó, đây là lục phẩm linh văn sao? Toàn trường oanh động, rung động nhìn đầu cự tượng đi ra kia, đại lượng trưởng lão càng là nhìn chằm chằm hỏa liên linh văn nở rộ chê y chán Khương Phàm. Mộ Dung Thượng, tránh ra. Mộ Dung Sung lớn tiếng la to, giờ khắc này, hắn rốt cuộc cũng biết tự tin của Dạ Thiên Lan cùng Dạ An Nhiên từ đâu mà tới. Cái đó là... ánh mắt bọn người Nhậm Thủy Hàn, Bùi Tử Phong lắc lư. Mộ Dung Thượng thống khổ lại phẫn nộ, lập tức sôi trào, nhưng bởi vì dùng sức quá mạnh, biên độ quá lớn, dẫn động thương thế toàn thân, đau đến kém chút ngạt thở. Cứ hơi trì hoãn như vậy, kim tượng nhấc lên khí lãng liệt diễm kinh người đập vào mặt hắn. Muốn giết ta, người còn chưa đủ tư cách. Mộ Dung Thượng cuồng hống, vết thương rách dưới vậy mà không thể tưởng tượng nổi cấp tốc khép lại, bị tầng tầng lân phiến một lần nữa bao phủ. Toàn bộ cánh tay phải hắn đều tại thời khắc này mà kịch liệt nhúc nhích, bò đầy vết tích thú văn quỷ dị. Tiếng vang ầm ầm, cương khí bay lên không trung hóa thành một đầu cự mãng trắng kiện, cũng quay quanh thành một tấm chắn cương khí. Đối kháng kim tượng. Ầm ầm. Cự tượng va chạm, thế như núi lở, tấm chắn cương khí theo đó mà nổ nát vụn, cự tượng tùy theo nổ tung, liên tiếp bạo ca Iota CS 2 tầng, Mộ Dung Thượng triệt để vỡ nát cương khí, bị đánh bay ra hơn 30 mét. Bay qua đài cao, đụng vào một cây đại thụ. Đám người vây quanh đại thụ triệt để im lặng. Cánh tay phải Mộ Dung Thượng vỡ vụn, lộ ra xương trắng, toàn thân hắn dính đầy ngọn lửa màu vàng óng, giống như nham tương vung cũng không đi được. Toàn trường kinh hô, tất cả mọi người không còn bình tĩnh. Mộ Dung Thượng, tránh đi cho ta. Mộ Dung Sung lo lắng hô to to, trước tiên muốn xông lên. Mộ Dung Thượng bị va chạm cùng bạo tạc nên đầu váng mắt hoa.
vừa mới bỏ dậy thì một bóng người từ đối diện đã lao tới. Phốc phốc, hỏa thương bạo Kaiota CS, xuyên thủng lồng ngực Mộ Dung Thượng. Không có lân phiến bảo hộ, không chịu nổi một Kaiota CS. Mộ Dung Thượng trừng trừng hai mắt, khó có thể tin được mà nhìn Khương Phàm trước mặt, há mồm muốn nói cái gì đó nhưng chỉ có thể phun ra máu tươi. Không, Mộ Dung Sung giữ tợn gầm thét, lại bị các đệ tử gắt gao ngăn lại. Thánh Linh Văn, Khương Phàm là Thánh Linh Văn. Trong dãy núi vang lên từng trận kinh hô, tất cả mọi người khó có thể tin được mà nhìn thân ảnh gầy gò kia. Khó trách Dạ Thiên Lan lại nhận Khương Phàm làm đại đệ tử, khó trách Thiên Sư Tông tự tin như vậy. Dạ An Nhiên vậy mà từ bên ngoài mang về một Thánh Linh Văn. Là Hỏa Diễm Thánh Linh Văn. Ánh mắt tất cả trưởng lão bên trong Ngọc Đỉnh Tông đều dần lộ ra tinh quang sau một lúc thất thần. Hỏa Diễm Thánh Văn. Thiên Sư Tông vậy mà tìm được một Hỏa Diễm Thánh Văn. Không làm luyện đan sư thì quả thật quá lãng phí. Dạ Thiên Lan, ngươi dám hại ta. Kim Bất Hoán chỉ vào Dạ Thiên Lan gầm thét, ngươi làm cái gì lại đưa Thánh Linh Văn tới gài chúng ta. Tên này chỉ sợ cũng là tu luyện thánh cấp võ pháp. Mũi cho chính mình mất linh, còn oán người khác. Dạ Thiên Lan không khách khí đáp lễ. Ngươi, ngươi. Kim Bất Hoán tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy, cũng hận không thể một bàn tay quất chết lão giả Bùi Vân Hải. Sắc mặt Bùi Vân Hải cực kỳ khó coi, hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới Khương Phàm lại là thánh phẩm linh văn. Loại linh văn này phóng nhãn La Phù Sơn mạch bao nhiêu? Hắn là thánh linh văn. Cổ La ngây người, nhưng thật giống như hết thảy đều thông. Trách không được Khương Phàm cường đại như vậy, lại tự tin như thế. Trách không được tông chủ tự mình thu làm đệ tử. Trách không được Dạ An Nhiên sẽ tận hết sức lực bảo hộ Khương Phàm. Dạ An Nhiên nhìn đạo thân ảnh oai hùng chê y đài cao, dung nhan đẹp đẽ mỹ lệ hiện ra mấy phần ý cười ngọt ngào. Đây chính là thời khắc nàng mong đợi, đây chính là kết quả mà nàng muốn. Dạ Thiên Lan cao giọng nhắc nhở. Xin mời Ngọc Đỉnh Tông tuyên bố kết quả. Chê y khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn của trưởng lão Ngọc Đỉnh Tông hiện ra ý cười nhàn nhạt, một lần nữa đánh giá Khương Phàm, càng xem càng hài lòng. Cạnh tranh đan dược chuyên môn, người thắng trận, Khương Phàm. Các trưởng lão khác của Ngọc Đỉnh Tông nhìn về phía Khương Phàm, ánh mắt đều trở nên nóng như lửa. Ngọc Đỉnh Tông động tâm. Rất nhiều trưởng lão tông môn đều chú ý tới nét mặt của bọn hắn, thánh phẩm linh văn vốn là Phượng Mao Lân Giác, huống chi lại là Hỏa Diễm. Đây quả thực là thiên phú kỳ tài dành cho luyện đan. Nếu như Khương Phàm đến Ngọc Đỉnh Tông, lại thành luyện đan sư, địa vị tương lai. Rất nhiều người nhìn về phía Khương Phàm, ánh mắt cũng bắt đầu thay đổi. Cái gì gọi là một tiếng hót làm kinh lòng người? Chính là đây. Khương Phàm, là ngươi. Ngay tại thời khắc Kaiota CS động này lại truyền đến một tiếng quát tháo tức giận. Khương Phàm theo tiếng trông qua, bốn vị nam nữ tử hai mắt đỏ lên nhìn hắn chằm chằm. Xảy ra chuyện gì? Đám người không hiểu thấu. Là ngươi giết bành tổ. Một vị nữ đệ tử chỉ vào Khương Phàm giận dữ mắng mỏ. Trong dãy núi lập tức vang lên liên miên tiếng kinh hô, sắc mặt vô số người đại biến. Bành tổ chết rồi. Khương Phàm giết bành tổ. Cái này quả lớn chuyện. Khương Phàm nhíu mày nhìn bọn hắn. Ta không biết ai là bành tổ. Chính là ngươi, ngươi ở bên ngoài yêu thụ lâm, là ngươi giết bành tổ sư huynh của chúng ta. Khương Phàm quái dị nhìn bọn hắn. Chính là các ngươi ở nơi đó không biết xấu hổ phục ca yêu ta siết ta. Đánh giám, là ngươi đánh lén chúng ta. Khương Phàm cười nhạt một tiếng. Không biết xấu hổ. Khương Phàm, mặc kệ là ngươi là ai, ngươi gây họa. Ai cũng không gánh nổi ngươi. Khẩu khí lớn như vậy, các ngươi là. Ngữ khí Khương Phàm không nhẹ không nhạt để đám người giữa quần sơn không còn gì để nói. Tên gia hỏa này vậy mà dưới tình huống không biết chút nào lại giết bành tổ. Thế nhưng, bành tổ cứ vậy mà như vậy chết sao? Sắc mặt Dạ Thiên Lan dần dần ngưng trọng, gây họa. Sắc mặt đông đảo trưởng lão Ngọc Đỉnh Tông đang tươi cười cũng tản ra, tiểu gia hỏa này, giết ai không giết, làm sao lại có thể giết chết bành tổ. Khương Phàm không có quản hắn là ai, hỏi trưởng lão Ngọc Đỉnh Tông. Ta muốn đan dược gì đều được. Trưởng lão Ngọc Đỉnh Tông ra hiệu các trưởng lão khác cảnh giác đám người tức giận kia đừng nên nháo sự ở chỗ này, cười nhạt nói. Chỉ cần không phải quá phận. Ngọc Đỉnh Tông đều có thể thỏa mãn.
Ta muốn một viên tạo hóa đan. Tạo hóa đan. Trưởng lão thật bất ngờ, đây là đan dược chữa trị kinh mạch. Ngọc Đỉnh Tông các ngươi có không? Thật là có một viên. Ngươi tự mình tới Ngọc Đỉnh Tông lấy, hay là chúng ta đưa đến Thiên Sư Tông? Đưa đến Thiên Sư Tông đi, làm phiền. Đúng rồi, đừng quên cam đoan của các ngươi, hai tòa quặng mỏ của Kim Cương Tông do các ngươi tiếp quản, sau đó lại giao đến chia y tay chúng ta. Khương Phàm về tới đội ngũ Thiên Sư Tông dưới vô số ánh mắt phức tạp của người khác. Ngươi muốn đan dược đó làm gì? Thanh Văn tò mò hỏi. Ở phương diện này, Ngọc Đỉnh Tông rất hào phóng, chỉ cần không phải quá phận, đều sẽ thỏa mãn. Nói không chừng coi trọng Khương Phàm là Kim Viêm Thánh Văn, điểm quá phận cũng có thể thỏa mãn. Đây chính là đại cơ duyên khó được. Tạo hóa đan. Tạo hóa đan, muội muội của ngươi không phải khôi phục kinh mạch rồi sao? Ta đắc tội quá nhiều người, nói không chừng ngày nào liền bị phế đi, lưu tạo hóa đan làm dự bị. Đám người dở khóc dở cười, cơ hội khó được, quá lãng phí. Mà tên bành tổ kia là ai? Đệ đệ tông chủ Thượng Thanh Tông. Đệ đệ, tông chủ bọn hắn bao lớn? Tông chủ là lão phụ thân già mà không đứng đắn, lúc già mới có con. Trong lời nói của Dạ Thiên Lan rõ ràng có ý kiến đối với Thượng Thanh Tông. Hắn vỗ nhẹ bả vai Khương Phàm, trấn an nói. Không cần lo lắng, nợ oán chàng có quy củ, sinh tử bên trong không mang tới bên ngoài, ta sẽ thương lượng cùng Ngọc Đỉnh Tông. Liên quan đến giao hảo sao? Ta đến xử lý, ngươi không cần lo lắng những thứ này. Đi, về tông môn trước, chúng ta hảo hảo chúc mừng. Dạ Thiên Lan nắm bả vai Khương Phàm, đi đến Thanh Lân Ưng. Mặc dù có sự việc ngoài ý muốn của Bành Tổ nhưng Thiên Sư Tông hôm nay cũng mở mày mở mặt một lần. Mà lại còn cầm xuống hai tòa tinh quáng, tương đương với việc để tổng số quặng mỏ của Thiên Sư Tông đạt đến 8 tòa, càng làm cho Kim Cương Tông chỉ còn 2 tòa. Dạ Thiên Lan nhặt được bảo vật. 8 tòa quặng mỏ tinh thạch, một vị thánh linh văn, Dạ An Nhiên là thiên thư linh văn cũng tương đương với linh văn đặc thù, thú linh văn. Cứ như vậy, Thiên Sư Tông rất có thể sẽ khởi tử hồi sinh. Khương Phàm cùng Dạ An Nhiên nếu như thuận lợi trưởng thành, Thiên Sư Tông tương lai đều có thể. Chỉ sợ có người sẽ không để cho bọn hắn trưởng thành. Thiên Cương Tông, Thượng Thanh Tông, ha ha, tam đại tôn chủ của La Phù, Thiên Sư Tông đã đắc tội hai cái. Mọi người nghị luận ầm ĩ, không nghĩ tới nợ oán chàng năm nay sẽ thấy một màn đặc sắc thế này, càng không có nghĩ tới Thiên Sư Tông xuống dốc vậy mà có thể cây khô gặp mùa xuân. Khương Phàm. Hình như ta ở đâu đó đã nghe qua cái tên này. Trưởng lão dẫn đội Thiên Cương Tông nhìn qua phương hướng Khương Phàm rời khỏi, như có điều suy nghĩ. Là đệ tử nơi nào sao? Các đệ tử và trưởng lão trong tông đều nhìn thân trưởng lão, bọn hắn không sợ Khương Phàm có thánh linh văn, chỉ sợ phía sau Khương Phàm liên lụy đến thế lực càng lớn. Ý vị này có nghĩa là phía sau Thiên Sư Tông sẽ có thế lực khác tương trợ. Sắc mặt thân trưởng lão hơi biến. Nghĩ tới. Hắn là ai? Mộ Dung Sung cũng nhìn về phía thân trưởng lão. Một tháng trước, Lang Gia Quốc ở Bắc Cương phát sinh một trận oanh động. Khương Vương Phủ đã từng thống ngự 2 triệu thiết quân Bắc Cương bị Tam Hoàng Tử Hoàng Thất thiết lập ván cục hãm hại. Khương Vương Phủ phát sinh nội loạn, Khương Vương dẫn người giết ra khỏi Bạch Hổ Quan. Trong này liền có một nhân vật trọng yếu, Khương Phàm. Ta nửa tháng trước đến Tây Cương Lang Gia Quốc làm việc ngẫu nhiên nghe được. Sắc mặt thân trưởng lão dần dần ngưng trọng lên. Khương Phàm lúc ấy đã biến mất, vậy mà lại xuất hiện ở nơi này, xem ra, là Dạ An Nhiên cứu được hắn. Khương Vương Phủ, chẳng lẽ bọn hắn cũng tiến vào La Phù Sơn Mạch? Sắc mặt một đám trưởng lão ngưng trọng, mặc dù Khương Vương Phủ sớm đã xuống dốc, nhưng có thể giết ra Bạch Hổ Quan, nói rõ còn có chút dư lực. Nếu như bọn hắn được Thiên Sư Tông che chở, chẳng khác nào Thiên Sư Tông đạt được một lực lượng cường đại. Mặc kệ Khương Vương Phủ ở đâu, Thiên Sư Tông thu lưu Khương Phàm, chính là chứa chấp một người gây họa. Các ngươi về tông môn trước, ta tự mình đi Tây Cương một chuyến. Đại Hoàng tử Lang Gia Quốc hẳn còn ở Hoàng gia võ viện. Chê y mặt thân trưởng lão hiện ra một tia ý cười tàn nhẫn. Hoàng thất Lang Gia Quốc cạnh tranh không nghĩ ân tình, Đại Hoàng tử sẽ rất nguyện ý thay Hoàng thất tìm về mặt mũi, thuận tiện nhục nhã Tam Hoàng tử đấy. Sau khi Dạ Thiên Lan mang theo Khương Phàm trở lại Thiên Sư Tông, chê y dưới tông môn đều lâm vào oanh động. Khương Phàm còn sống mà đi ra khỏi nợ oán chàng.
ý vị này có nghĩa bọn hắn lại lần nữa có được hai tòa quặng mỏ tinh thạch. Khương Phàm không phải lục phẩm linh văn, mà là càng cao quý hơn, cường đại hơn, chính là thánh linh văn. Bọn hắn ca yêu ta sẽ động đến gieo hò. Trong tông đã quá lâu không nghe thấy tin tức tốt phấn chấn lòng người như thế này. Có đầy đủ quặng mỏ, bọn hắn có thể đạt được càng nhiều tài nguyên, có thể có điều kiện tu luyện tốt hơn. Có thánh linh văn, bọn hắn tương đương có một người có thể mong đợi trong tương lai. Bọn hắn dường như đã thấy ngày Thiên Sư Tông một lần nữa đứng lên. Dạ Thiên Lan triệu tập các vị trưởng lão, quyết định phong thưởng toàn tông. Hôm nay bắt đầu, mỗi vị trưởng lão và đệ tử được nhận số lượng tinh thạch gấp bội. Quyết định này càng đốt lên ca yêu ta siết động của toàn tông. Viên đan dược kia thật thần kỳ như vậy. Khương Phàm từ chối nhã nhặn lời mời của Dạ Thiên Lan, ngồi một mình ở trong đình viện, nhìn kim tủy đan trong tay. Dựa theo ý tứ của vị trưởng lão Ngọc Đỉnh Tông kia, chỉ cần là linh anh cảnh cửu trọng thiên thì có thể trực tiếp phục dụng, sau đó trong thời gian ngắn ngưng tụ ra linh nguyên, trùng ca yêu ta siết linh nguyên cảnh. Thử một chút xem. Có thể để những người như Nhậm Thủy Hàn đè ép cảnh giới chờ đợi, hẳn là sẽ không kém. Khương Phàm ném kim tủy đan vào trong miệng, từ từ nuốt xuống, vận chuyển đại diệu thiên kinh luyện hóa. Viên đan dược nho nhỏ vậy mà lại phóng xuất ra năng lượng kinh người, cấp tốc hòa tan, lao nhanh trùng ca yêu ta siết hướng về các nơi chê y toàn thân. Như giang hà vỡ đê, như lửa núi phun trào. Giờ khắc này, bất luận là kinh mạch, mạch máu, xương cốt, hay là da thịt đều cấp tốc nóng hổi, tiếp đó giống như là muốn bốc cháy. Toàn thân Khương Phàm căng cứng, gắt gao cắn chặt răng. Nhưng năng lượng kim tủy đan quá nóng này, như muốn đem hắn sống sờ sờ xé nát, xé thành mấy ngàn phiến, mấy vạn phiến. Da thịt toàn thân Khương Phàm bởi vì sung huyết mà đỏ bừng, lỗ chân lông mở ra, bốc lên nhiệt khí nóng hổi. Kinh mạch, mạch máu không ngừng phồng lên, giống như là muốn vỡ vụn. Tuy nhiên, Khương Phàm mặc dù đang chịu đau khổ kịch liệt, nhưng cỗ năng lượng táo bạo này lại không dã man, ngược lại nương theo từng trận thanh lương mà tẩm bổ. Như băng hỏa lưỡng trọng thiên. Đây chính là công hiệu của kim tủy đan. Khương Phàm rất nhanh đã thích ứng được với cảm giác đau nhức kịch liệt, cẩn thận quan sát biến hóa của thân thể, nhất là hỏa điểu trong khí hải. Công hiệu trọng yếu nhất của kim tủy đan vẫn là ở chỗ ngưng tụ linh nguyên, tẩm bổ linh văn. Cho nên dòng năng lượng thần kỳ vô cùng vô tận tràn qua kinh mạch toàn thân, trào vào khí hải minh y gờ. Khương Phàm rốt cuộc cũng có thể xác định, hỏa điểu trong khí hải chính là linh nguyên của hắn. Nó tắm rửa lấy hào quang đang được vẩy xuống đầy trời, gáy to hưng phấn trong khí hải minh y gờ như chân chính sống lại, mà bộ dáng cũng bắt đầu phát sinh biến hóa rõ ràng. Hai cánh kéo dài, hỏa vũ tung bay, hình thể thon dài yêu mỹ, hai mắt lấp lóe cường quang. Hỏa điểu không còn chỉ là hình dáng, không còn im lặng như xưa. Nó tràn ngập ra khí tức kinh người, trong hơi thở có uy thế, càng có lệ khí, như một đầu hung cầm tuyệt thế sinh ra trong vô tận liệt diễm. Mê vụ ngập trời khí hải, kinh mạch toàn thân phát sáng, linh văn chê y chán cũng bắt đầu biến hóa thần kỳ. Mỗi một đầu văn ấn đều đang ngưng tụ, càng trở nên sáng tỏ, càng thâm thúy hơn. Từ một mảnh phức tạp trước đó biến thành ngắn gọn rõ ràng. Văn ấn kéo dài ra sang hai bên, cũng xen lẫn ở giữa. Cẩn thận quan sát, nó không còn giống như là hỏa liên, mà là một hỏa điểu dương cánh trùng thiên. Hai cánh hẹp dài, lông đuôi bay lên. Khi linh văn hoàn toàn thành hình, một khắc này, một cỗ hỏa diễm mãnh liệt từ toàn thân bạo khởi, kịch liệt sôi trào, nung khô lấy huyết nhục, càng đốt cháy hết y phục. Linh nguyên ngưng tụ, linh văn thuế biến. Linh anh cảnh giới toàn diện thăng hoa, bước vào linh nguyên cảnh. Đột phá. Đây là đại khảm đầu tiên chê y con đường tu luyện võ đạo, cứ như vậy mà tùy tiện đột phá. Tốt thay cho một viên kim tủy đan, không hổ là đan dược do chính tay tông chủ Ngọc Đỉnh Tông tự mình luyện chế. Khương Phàm nhắm mắt lại, mở ra hai tay, cẩn thận cảm thụ cảm giác kỳ diệu mà trước nay chưa có. Gân xương da thịt nóng hổi như lửa, nhưng cũng rung động năng lượng minh y gờ. Toàn thân nhẹ nhàng. Tựa như một đầu mãnh cầm tùy thời có thể dương cánh bay lên trời. Kinh mạch mở rộng, kim quang tô điểm, càng tráng kiện càng cứng cỏi. Ngay cả mạch máu đều được tẩm bổ, huyết khí lao nhanh, sinh mệnh lực thịnh vượng. Rõ ràng nhất là khí hải, phạm vi phát triển đến hơn 2 lần. Đây mới thật sự là thăng hoa. Hả? Thời điểm ngay lúc Khương Phàm đang cẩn thận cảm thụ thân thể biến hóa,
bỗng nhiên chú ý tới thanh đồng tiểu tháp trước ngực hiện ra thanh mang, nhàn nhạt. Cảm giác rõ ràng không giống với lúc trước. Khương Phàm lập tức luồn ý thức vào, đó là một mảnh mịt mờ, không có gì thay đổi, nhưng ở vị trí cạnh góc lại xuất hiện một cửa đồng lớn rộng rãi. Tòa tháp này, có tầng thứ hai. Khương Phàm ngạc nhiên, ý thức mở cửa lớn ra, tiến vào tầng thứ hai. Tầng thứ hai vừa hắc ám lại băng lãnh, âm khí âm u. Loại lạnh này như có thể xuyên thấu qua ý thức, ảnh hưởng đến linh hồn. Từng tòa cửa đá mặt quỷ dữ tợn hiện ra huyết quang như ẩn như hiện trong bóng đêm. Khương Phàm đưa ý thức đi vào trước một tòa thạch môn, xuyên thấu qua giữa chỗ trống nhìn vào. Bên trong trống rỗng, chỉ có một bộ xương khô treo ở trên y xiềng xích băng lãnh. Lại là xương người. Không biết chết đi đã bao nhiêu năm. Khương Phàm lại đi tới trước một cửa đá khác, cũng là xiềng xích, xương khô. Nơi này tổng cộng có 36 tòa thạch điện, treo 36 bộ xương khô. Đây là một tòa lao tù. Ý thức Khương Phàm khẽ động, cửa đá nặng nề rộng mở. Huyết khí mãnh liệt phiêu đãng bên trong lao ra, tiếng kêu đau đớn thảm thiết cùng tiếng gào thét điên cuồng vang vọng tầng thứ hai, giống như âm thanh hò hét bọn hắn trước khi chết để lại, vừa bi thương vừa kinh khủng. Quỷ dị âm trầm hỗn loạn kéo dài một hồi mới khôi phục bình tĩnh. Cảnh giới đột phá, tăng cường uy lực thánh hỏa, mở ra tầng thứ hai. Có thể còn có tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm, hay không, bên trong lại sẽ là cái gì? Bên trong, có vật sống không? Khương Phàm tuyệt đối không nghĩ tới trong thanh đồng tiểu tháp lại còn có bí mật dạng này, trách không được có thể xua tan hắc ám trong đại hoang. A, à, trong viện đột nhiên vang lên hai tiếng kêu sợ hãi, đem ý thức hắn từ trong thanh đồng tiểu tháp kéo đi ra ngoài thực tại. Khương Phàm, người không phải hài tử, không thể chú ý một chút hình tượng sao? Cái đồ lưu manh nhà ngươi, giữa ban ngày ngươi có thể như thế này sao? Dạ An Nhiên cùng Thanh Văn mặt mũi đỏ thấu, xấu hổ giận dữ đứng ở cửa sân. Khương Phàm kỳ quái nhìn các nàng, cúi đầu lại xem xét, lập tức lúng túng nhanh chóng đứng lên xông về gian phòng. Vừa rồi hỏa thế quá mạnh, y phục bị đốt sạch sẽ. Ta chỉ lo tu luyện, không có chú ý. Khương Phàm thay xong y phục, lúng túng đi tới. Dạ An Nhiên đang muốn nhắc nhở hắn vài câu, ánh mắt lại tập trung vào chê y chán Khương Phàm. Linh văn của ngươi làm sao biến thành, ngươi đột phá, vừa đột phá, ngươi đây là linh văn gì? Hỏa văn, làm sao giống như là? Dạ An Nhiên đang muốn nhìn kỹ, Khương Phàm đã xuất ra thắt lưng gấm bao cái trán lại. Có chuyện gì không? Dạ An Nhiên có chút thất lạc đối với việc Khương Phàm vô tình hay cố ý đề phòng, bất quá rất nhanh đã khôi phục bình thường. Ngọc Đỉnh Tông đưa đan dược tới, tam trưởng lão Ngọc Đỉnh Tông tự mình đưa tới. Chính là vị chủ trì N oán chàng hôm trước. Tuy nhiên không phải một viên, mà là hai viên. Dạ An Nhiên đưa tạo hóa đan cho Khương Phàm. Đây là ý gì? Khương Phàm nhìn không được cảm khái, không hổ là Đại Tông La Phù Tôn chủ chuyên về luyện đan, đan dược như tạo hóa đan này nói cầm thì cầm tới, lại còn là hai viên. Một viên là người có được, một viên là lấy lòng. Mặc dù tam trưởng lão không nói gì, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Bọn hắn muốn bảo hộ Kim Viêm Thánh Văn, nếu như ngày nào bị thương nặng, có thể kịp thời chữa trị kinh mạch, đừng hủy linh văn. Còn có một ý tứ khác, bọn hắn hy vọng ngươi có thể đến nhà nói lời cảm tạ. Thanh Văn hết miệng nhỏ, Ngọc Đỉnh Tông quá kiêu ngạo, không nguyện ý trực tiếp mời, mà muốn Khương Phàm chủ động đến nhà. Dạ An Nhiên lại biết bọn hắn không phải cao ngạo, mà là tôn trọng. Khương Phàm dù sao cũng là đệ tử Tông Chủ Thiên Sư Tông. Trực tiếp mời thì ý đồ quá rõ ràng. Dễ dàng mạo phạm Thiên Sư Tông, mạo phạm Tông Chủ. Sau này hãy nói đi. Khương Phàm cất kỹ hộp gấm, đây đúng là bảo bối tốt, lấy tính cách của mình, nói không chừng ngày nào đó bị hãm hại, thật bị phế. Có một viên tạo hóa đan, chẳng khác nào có hơn nửa cái mạng. Ngươi thật giống như không quá nguyện ý. Dạ An Nhiên đối với phản ứng của Khương Phàm có chút không hiểu, hắn hẳn là minh bạch địa vị của Ngọc Đỉnh Tông. Cùng ý nghĩa phần này tốt như thế nào? Phụ thân đều hy vọng Khương Phàm có thể đi Ngọc Đỉnh Tông một chuyến, vạn nhất được thu làm đệ tử thì sao? Đối với bản nhân Khương Phàm cùng Thiên Sư Tông mà nói đều có lợi rất lớn. Không nóng này, ta còn có chuyện khác. Đúng rồi, có tin tức Vương gia không? Sau khi Khương Phàm được yêu đồng chỉ điểm, cũng có chút hứng thú đối với luyện đan. Tỷ như, kim tủy đan, tạo hóa đan các loại chẳng hạn.
nếu như mình có thể luyện, không chỉ có mình không cần bị quản chế, Khương gia càng không cần lại vì mấy khỏa đan dược mà bốc lên nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng hắn không phải tới đây bái sư học nghệ, mà chờ đợi người của Khương gia. Chúng ta đang cố gắng tìm, cũng phát động đệ tử đến các nơi La Phù Sơn Mạch tìm kiếm tên của ngươi cùng tin tức Kim Viêm Thánh Văn, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Dạ An Nhiên tin tưởng dù là người của Khương gia đã cố ý ẩn nấp rồi nhưng cũng sẽ phái người hiểu rõ tình huống bên ngoài. Đến lúc đó vừa nghe đến Khương Phàm còn sống, hẳn là sẽ ngay đầu tiên chạy tới nơi này. Khương Phàm gật đầu nói tạ ơn, cũng đang mong đợi người nhà có thể một lần nữa gặp nhau. Đến lúc đó Khương gia cùng Thiên Sư Tông liên hợp, song phương sẽ có sức tự vệ. Mà, Vương gia có nói qua, bọn họ ở nơi này còn có một vị cô có địa vị rất cao. Còn có chuyện gì sao? Khương Phàm thấy các nàng giống như không hề có ý muốn rời khỏi. Thập Bát Tông La Phù cách mỗi 5 năm sẽ cử hành hội nghị một lần nữa ước định thực lực cùng tiềm lực các tông. Xác định ai là tam tôn, ai có tư cách đứng hàng 18 tông. Hội nghị lần tiếp theo là sau 1 tháng sẽ đến. Phụ thân muốn mang ngươi và ta đều đi qua đó, hiện ra tiềm lực Thiên Sư Tông, bảo đảm chúng ta ổn định địa vị trong 18 tông. Khương Phàm rất sung sướng tiếp nhận lời mời, thuận tiện hỏi, nói. Các ngươi kiên trì danh hiệu này, chỉ là bởi vì địa vị, hay là có nguyên nhân khác? Chủ yếu là địa vị, khai tông lập phái cũng giống với mở hoàng triều, đều hy vọng tông phái chính mình khai sáng có thể quang diệu một phương, vĩnh viễn truyền thừa. Tại La Phù Sơn Mạch này, đứng vào hàng 18 tông là vinh dự cao nhất, cũng tượng trưng cho uy hát yêu ta cùng ảnh hưởng. Có được lực ảnh hưởng này thì sẽ không có ai dám đến mạo phạm, có thể bảo trụ nhiều tinh thạch quặng mỏ hơn, cũng có thể hấp dẫn càng nhiều tử đệ thiên phú gia nhập tông môn. Dạ An Nhiên hơi do dự, lại nói. Còn có một nguyên nhân đặc biệt, chỉ cần đứng hàng 18 tông, tông chủ có thể chết một cách bình thường. Có ý gì? Giữa 18 tông có thể có mâu thuẫn, có thể có xung đột, nhưng không thể bộc phát chiến tranh, càng không thể dùng bất kỳ phương thức nào giết hại một tông chủ. Khương Phàm trực tiếp hỏi. Tông chủ tiền nhiệm Thiên Sư Tông không phải bị vây công chết mà chết sao? Cổ La nói cho ngươi. Ta tùy tiện hỏi thôi. Dạ An Nhiên lắc đầu nói. Nguyên nhân cái chết của tông chủ tiền nhiệm chúng ta thực ra là do chính mình gây nên, nhưng Thiên Cương Tông phái người vây công chúng ta, khiến cho Thiên Sư Tông trọng thương là sự thật. Bọn hắn cũng vì chuyện này mà bỏ ra cái giá rất lớn, sau 3 ngày chuyện xảy ra. Tông chủ đương đại của Thiên Cương Tông bị chém đầu trong bí cảnh của tông môn. Ai làm? Khương Phàm kinh hãi, một tông chủ, chết bởi bí cảnh của tông môn. Ai có thể khinh thường Thiên Cương Tông như vậy, ai có thể tùy tiện chui vào một bí cảnh tông môn, lại còn giết chết tông chủ? Bên trong La Phù Sơn Mạch còn có nhân vật như vậy. Dạ An Nhiên nói, người chế định quy tắc này. Ai? Chủ nhân chân chính của La Phù, Vô Hồi Thánh Địa. 18 tông không tính chủ nhân, còn có một Vô Hồi Thánh Địa. Khương Phàm ngạc nhiên lại cảm khái, La Phù quả nhiên càng đặc sắc hơn so với Đại Hoang. 18 tông là liên minh tông môn mạnh nhất La Phù Sơn Mạch, mà Vô Hồi Thánh Địa là thánh địa cao cao tại thượng, là chủ nhân của La Phù Sơn Mạch. Dạ An Nhiên nhắc lên 4 chữ Vô Hồi Thánh Địa, bên trong thần sắc khó nén vẻ kính sợ. Đó là thánh địa trong truyền thuyết, là thánh địa khiến cho vô số người ngưỡng vọng. Bọn hắn mấy chục năm nay đều không có lộ mặt qua, có người hoài nghi bọn hắn còn tồn tại hay không. Thiên Cương Tông cũng căn cứ vào dạng này mà hoài nghi, mới dám không chút kiêng kỵ mà vây quét Thiên Sư Tông chúng ta. Nhưng không nghĩ tới, chỉ 3 ngày ngắn ngủi mà thôi, Vô Hồi Thánh Địa đã dùng phương thức cực kỳ khủng bố đáp lại sự bất kính của bọn hắn. Thiên Cương Tông không dám trả thù Vô Hồi Thánh Địa, chỉ có thể đem oán niệm phát tiết đến chê y người chúng ta. Bọn hắn không còn dám gây lên chiến tranh. Cho nên nâng đỡ Kim Cương Tông. Vô Hồi Thánh Địa sẽ không để ý 18 tông môn này khiêu khích những tông môn bên ngoài thế nào, bởi vì bị khiêu khích là vô năng. Dạ An Nhiên đắng chát lắc đầu, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng tình cảnh Thiên Sư Tông mấy năm này xác thực rất xấu hổ. Khương Phàm hỏi, đại hội La Phù cụ thể vào thời gian nào, ta có cần chuẩn bị gì không? Sau 33 ngày, ngươi có gì cần sao? Ngươi là đệ tử tông chủ. Lại vì tông môn thắng được 3 tòa quặng mỏ, còn để mọi người gia tăng khí thế, người muốn cái gì đều không quá phận. Dạ An Nhiên hiện tại ngược lại hy vọng Khương Phàm có chút yêu cầu quá phận, để lẫn nhau sinh ra một chút ràng buộc.
Khương Phàm nghĩ nghĩ. Có y phục chống lửa hay không? Thiota thân nguyễn giáp cũng được. Ngươi rất cần thứ này. Thanh Văn trợn mắt chừng một cái, chính mình là một đại cô nương trong sạch đều đã nhìn thân thể ngươi hai lần rồi đó. Ta đi chuẩn bị cho ngươi, còn muốn thứ khác không? Không cần, ta không cần cái gì. Đan dược thì sao, linh quả thì sao? Thanh Văn rất kỳ quái, giống như từ khi Khương Phàm đến đây, chỉ là cầm chút ngọc tượng quả từ dược sơn, mặt khác cái gì cũng đều không có đụng. Những ngày này Khương Phàm là tu luyện thế nào? Ta quen tự mình đi ra bên ngoài tìm. Khương Phàm không muốn nợ Thiên Sư Tông, dù sao nói không chừng ngày nào đó sẽ rời khỏi. Hiện tại ngoại trừ tu luyện, nhớ mong nhất chính là mọi người vương gia. Chờ ngày nào tìm được, hắn còn phải trở lại Lang Gia Quốc. Không phải vì báo thù, mà cảm giác hoàng thất Lang Gia sẽ không dễ dàng tha bọn người Yến Tranh. Khương Phàm trước khi rời khỏi đã cam đoan với Yến Khinh Vũ, Yến gia gặp nạn, muôn lần chết tất về. Dạ An Nhiên các nàng chân trước vừa đi, Khương Phàm chân sau đã rời khỏi Thiên Sư Tông. Trong Thanh Đồng Tiểu Tháp còn có một cô nương đang chờ cứu mạng đây. Tịch Nhan co quắp trong mê vụ bên trong không gian của Thanh Đồng Tiểu Tháp, đã sắp hấp hối rồi. Nàng không biết đây là nơi nào, cũng không biết đã gặp phải cái gì. Nàng không có đụng tới linh quả chất đầy bên cạnh, cứ nằm như vậy, cứ muốn kết thúc sinh mệnh của mình. Trong lúc bất chợt, trời đất quay cuồng lắc lư một trận. Mê vụ biến mất, ánh mặt trời ấm áp vẩy lên người. Tịch Nhan hư nhược mở mắt ra, nhìn thấy là Nam Hải ngày đó cứu được nàng. Cô nương, ta không biết cô, ta cũng không biết cô ở trong tông môn gặp cái gì. Ta làm như vậy không cần cô hồi báo, chỉ là gặp nhau là duyên, hy vọng cô có thể tỉnh lại. Khương Phàm đưa hộp gấm tới trước mặt nàng, nhẹ nhàng mở ra. Đây là một viên tạo hóa đan, có thể chữa trị kinh mạch. Tịch Nhan hoảng hốt một lát, hai mắt ảm đạm không ánh sáng nhìn chằm chằm Nam Hải. Hảo Hảo còn sống, mặc kệ gặp được bất cứ chuyện gì, còn sống, liền có hy vọng. Khương Phàm lưu lại tạo hóa đan, cũng thả chút linh quả, sau đó biến mất trong rừng rậm. Tịch Nhan hoảng hốt nhìn hộp gấm trước mắt. Đây là mơ sao? Đều đã chết rồi, ta vẫn không cam lòng tưởng tượng hy vọng sao? Tạo hóa đan lẳng lặng nằm trong hộp gấm, lóe ra hào quang hoa mỹ, cũng tản ra thanh hương nồng đậm. Tịch Nhan nhìn một chút, trong mắt nổi lên từng tia sáng rực. Nàng trần chờ nâng cánh tay hư nhược lên, muốn cầm lấy tạo hóa đan, nhưng lại do dự, sợ sệt. Thật lâu, Tịch Nhan vẫn cầm lấy tạo hóa đan, bỏ vào trong miệng. Một cỗ khí tức thanh lương tràn ngập khoang miệng, lập tức thanh tỉnh ý thức của nàng. Tạo hóa đan cấp tốc hòa tan, thuận hầu mà xuống, làm dịu kinh mạch đứt gãy. Tịch Nhan rõ ràng cảm thụ được kinh mạch trong thân thể đang biến hóa, trong ánh mắt càng ngày càng sáng rực hơn. Đây là, thật. Tịch Nhan chống thân thể lên, kinh hỉ lại sợ hãi cảm thụ được kinh mạch biến hóa. Công hiệu của tạo hóa đan vô cùng cường liệt, những nơi đi qua, kinh mạch dần dần khép lại, cũng phát ra sức sống, tựa như là chưa từng đứt đoạn. Trong một giờ ngắn ngủi, kinh mạch toàn thân Tịch Nhan đều khép lại, cũng quán thông đến khí hải. Khí hải yên lặng nở rộ phát ra ánh sáng, vết nứt các nơi bắt đầu ngưng tụ. Tịch Nhan lắc lư ánh mắt, một giọt nước mắt trượt xuống gương mặt tiểu tụy tái nhợt. Ta khôi phục rồi. Ta, lại sống rồi. Khí hải khôi phục, kinh mạch đoàn tụ, linh văn ảm đạm một lần nữa tỏa ra sự sống. Một đại đóa hoa nở rộ, giống nhau như đúc với Tịch Dao. Nhưng, linh văn Tịch Dao là yêu diễm màu đỏ như máu. Linh văn nàng lại là màu tím thần bí. Khuôn mặt tái nhợt, linh văn thần bí. Ngay cả con ngươi cũng đều biến thành màu tím. Ngươi là ai? Tịch Dao thì thào khẽ nói, cố gắng hồi tưởng bộ dáng Nam Hải, có thể trước đó căn bản không có lòng chú ý, cũng không có thấy rõ qua. Tạo hóa đan, ngươi từ chỗ nào tìm được tạo hóa đan? Khương Phàm tìm tới một nơi rộng rãi, ném các linh yêu trong Thanh Đồng Tiểu Tháp hết ra ngoài. Trọn vẹn hơn 50 đầu, đủ loại kiểu dáng cái gì cần có đều có. Khương Phàm phóng xuất ra ngọn lửa màu vàng óng, cẩn thận khống chế hỏa thế cùng phạm vi, bao phủ một đầu Thanh Phong Lang. Sau khi cảnh giới đột phá, không chỉ có linh lực càng dồi dào, nhiệt độ hỏa diễm cũng đều trở nên cao hơn. Khương Phàm hơi không khống chế tốt, vậy mà chỉ chớp mắt đã đốt Thanh Phong Lang thành cho bụi. Tiểu xà vòng quanh Khương Phàm tán loạn một trận, nó vẫn chờ ăn huyết đan. Khương Phàm không nóng nảy,
vừa vặn dùng công việc luyện đan tinh tế này đến thích ứng sự biến hóa của linh nguyên cảnh. Sau một ngày, ta đã chờ ngươi mấy ngày, ngươi có phải đã quên giữa chúng ta còn có ước định hay không? Chỗ rừng sâu, yêu đồng bất mãn nhìn Khương Phàm chạy tới. Hồn đan, chuẩn bị cho ngươi. Khương Phàm ném một bình hồn đan tràn đầy cho yêu đồng, bất quá bởi vì yêu thú tử vong thời gian quá lâu, hồn đan luyện được đều vô cùng nhỏ. Nhưng tính cả trước đó, chừng hơn 60 khỏa. Nhiều như vậy, tha thứ cho ngươi. Mắt to của yêu đồng sáng lên, tham lam hít sâu một cái, há mồm nuốt vào toàn bộ. Hơn 60 khỏa hồn đan vào cơ thể, thân thể tái nhợt lập tức dâng lên yêu khí nồng đậm, không ngừng cuồn cuộn ra thú ảnh trong hồn đan. Lôi ưng, hỏa sư, phong lang, cự tích, đại mãng các loại, bộ dáng vặn vẹo dữ tợn. Trong không khí quanh quẩn tiếng chim gáy, tiếng thú giống chói tai. Khương Phàm nhìn yêu khí thú ảnh khắp sơn cốc, tê cả da đầu. Mặc dù hưởng thụ lấy hồi thiên mang tới chỗ tốt, nhưng luôn luôn cảm giác thuật luyện đan này có chút tà tính. Mặt mũi yêu đồng lại tràn đầy hưởng thụ, thân thể non nớt tái nhợt giống như là cái vực sâu không đáy, thôn phệ tất cả hồn ảnh. Khương Phàm càng ngày càng hiếu kỳ yêu đồng đến cùng phải là con người hay không. Mùi vị không tệ, chỉ là luyện còn chưa đủ tinh khiết. Yêu đồng hạ miệng, miệng nhỏ lộ ra răng nanh tinh mịn. 10 ngày sau gặp lại. Khương Phàm ước định cẩn thận thời gian, quay người muốn rời khỏi. Nếu hắn đã đột phá cảnh giới, các phương diện đều mạnh lên liền có thể tiếp tục nghiên cứu tu luyện càng nhiều võ pháp. Tỷ như liệt diễm phần thiên thức thứ tư liệt hỏa kim tinh. Đây là một thức trọng yếu nhất bên trong liệt hỏa phần thiên, trực tiếp ảnh hưởng đến chiêu thức phía sau, cũng là một thức gian nan nhất. Không nóng này. Ta còn có thời gian, dẫn người đi tới một nơi, đeo nó lên. Yêu đồng ném cho Khương Phàm một cái mặt nạ sắt thô ráp. Là nơi nào, thần bí như vậy? Chợ đen La Phù. Yêu đồng mang xong mặt nạ, choàng lên y phục thô ráp, không kịp chờ đợi liền xông ra ngoài. Sắc trời dần tối, La Phù sơn mạch bị bóng tối bao trùm. Nơi này mặc dù không có nguy hiểm như đại hoang, nhưng bởi vì núi cao trải rộng hiểm trở, cây rừng càng cao lại rậm rạp. Cho nên cảm giác hắc ám không chút kém nào so với đại hoang. Yêu đồng mang theo Khương Phàm chạy hết tốc lực hơn 200 dặm, đi vào một nơi kỳ quái. Nơi này bị hơn 30 tòa núi lớn nguy nga vần quanh, phạm vi vô cùng khổng lồ, bên trong không có cây cối, tất cả đều là núi đá dốc đứng cao ngất. Nghiễm nhiên thành một mảnh rừng đá cỡ lớn, chê y trăm tòa núi đá đè ép giao nhau cùng một chỗ, dần dần sáng lên dưới ánh trăng vô cùng tráng lệ. Thời điểm bọn hắn chạy tới nơi này, các nơi chê y núi đá liên tiếp có đốt ánh lửa, đám người lít nha lít nhít từ các nơi trong rừng rậm gom lại nơi này. Mỗi người đều mang mặt nạ, hất lên áo choàng thật dày, giống như ai cũng không muốn bị người khác nhận ra mình. La Phù sơn mạch có rất nhiều thành đá, so ra kém thành thị phồn hoa phía ngoài, nhưng lữ điếm, cửa hàng các loại cái gì cũng đều có. Bất quá những nơi kia đều bị đại tông khống chế, rất nhiều chuyện muốn y theo quy củ của bọn hắn mà làm. Bọn hắn sẽ còn nghĩ trăm phương ngàn kế nhúng tay đến cửa hàng thu mua linh bảo đặc thù. Nhưng có nhiều chỗ, không thuộc về bất luận tông môn gì, không tiếp nhận bất luận quản hạt gì. Tất cả vận chuyển, đều tuần hoàn theo quy tắc nguyên thủy nhất. Chợ đen. Trong La Phù sơn mạch tổng cộng có 5 tòa, đây là một trong số đó. Bên trong có thể giao dịch bất kỳ vật gì, chỉ cần cấp nổi tinh thạch. Yêu đồng mang theo Khương Phàm đi vào rừng đá. Nơi này mặc dù người đến người đi rất náo nhiệt, nhưng lại vô cùng an tĩnh. Tất cả mọi người mang theo mặt nạ, hất lên áo choàng, đi đến các núi đá khác biệt, bái phóng cửa hàng các nơi. Cũng có người mang theo đồ vật, lén lén lút lút tìm người bán ra. Người muốn mua cái gì? Khương Phàm nhìn qua lít nha lít nhít núi đá, ánh lửa lấp lóe, bóng người trùng điệp, mặc dù có chút âm trầm kiềm chế nhưng vẫn cho hắn một loại rung động. Nếu như nơi này thật không có người khống chế, hoàn toàn tự do giao dịch, những người từ trong La Phù xâm lâm tìm được bí bảo kia, cơ bản đều sẽ lựa chọn đến nơi đây giao dịch. Phục ca yêu ta siết đại tông La Phù cướp được bảo bối cũng sẽ chảy vào nơi này rửa đi vết tích. Liền ngay cả rất nhiều đại tông đều có thể phái người đến nơi đây tìm kiếm bảo bối, thậm chí tiến hành một ít giao dịch bí mật. Nơi này là đất tự do trong La Phù sơn mạch, càng tượng trưng cho một mặt hắc ám khác. Ta không cần, người cần cái đỉnh luyện đan, bắt được yêu thú, trực tiếp ném vào, người cứ đơn thuần dùng hỏa diễm nung khô lại càng dễ khống chế, cũng càng dễ dàng thành hình.
đỉnh lô tốt còn sẽ có công hiệu đặc thù. Mỗi một luyện đan sư đều sẽ có một cái đỉnh thuộc về mình. Hai cái chân nhỏ trơn tru của yêu đồng đi tới, mang theo Khương Phàm xen kẽ tại các nơi, tìm kiếm mục tiêu. Ta không chuẩn bị làm luyện đan sư. Khương Phàm càng tôn trọng chính là giã tính chiến đấu ca yêu ta siết tình, võ pháp huy sái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Đối với luyện đan không có hào hứng quá lớn. Kim Viêm Thánh Văn không làm luyện đan sư. Ngươi ngốc à, ngươi bây giờ chỉ là linh anh cảnh, cảm giác còn không lộ ra rõ. Chờ đến linh nguyên cảnh, nhất là sinh tử giới ở chê y, linh thảo linh quả căn bản không thỏa mãn được nhu cầu của ngươi, đan dược sẽ càng lúc càng trọng yếu. Một viên đan dược lớn chừng ngón cái thường thường có thể ngưng tụ hơn ngàn khỏa linh túy tinh hoa. Ngươi đến cảnh giới cao hơn, khí hải so với hiện tại sẽ khổng lồ mấy trăm lần hoặc mấy ngàn lần, chỉ dựa vào hấp thu tài nguyên thiên địa, ăn mấy cây linh thảo, căn bản lấp không đầy. Mà đan dược không chỉ bổ sung linh lực tăng cường huyết khí, chủng loại cũng có rất nhiều, có thể dùng để tu luyện, xem như vũ khí, càng có thể dùng để cứu mạng. Đây cũng là nguyên nhân luyện đan sư cao cấp đều sẽ rất tôn quý. Mọi người có thể trêu chọc một vị võ giả nhưng cũng không dám tùy tiện đắc tội luyện đan sư. Càng là luyện đan sư cường đại, càng tôn quý. Nếu như người thành luyện đan sư, không chỉ có được nhận sự tôn trọng, còn không cần bị người khác quản chế. Yêu đồng vừa đi vừa nói, mặc dù thân hình nhỏ xíu non nớt, nhưng ngữ khí lại có vài phần rất tận tình. Khương Phàm đều cảm giác buồn cười, bất quá suy nghĩ kỹ một chút thật là có mấy phần đạo lý. Được người khác tôn trọng, không quan trọng, không bị người khác quản chế mới là mấu chốt. Ha ha, tìm được rồi. Ở phía trước, nhanh lên. Yêu đồng đột nhiên tăng tốc, vào tới chê y núi một tòa đá dốc đứng phía trước. Tại giữa sườn núi, trong một thạch động bầy biện rực rỡ muôn màu, đơn sơ lại lộn xộn. Trước sơn động có hai cái chảo dầu, lửa cháy bốc lên hừng hực, bên trong là vài chén đèn dầu, tô điểm lấy mấy điểm sáng rực. Một lão nhân mang theo mặt nạ nằm nhoài chê y bàn đá, buồn ngủ. Yêu đồng nhảy đến trước bàn đá, dùng sức vỗ. Lão đầu tử để cho ta tới lấy đồ. Lão nhân lười biếng ngẩng đầu. Lão đầu tử gì? Chính là lão đầu tồn đồ ở nơi này của ngươi. Chỗ này của ta chỉ bán, không còn. Hắn nói chính là chỗ này, chính là ngươi. Tiểu gia hỏa, đừng gây chuyện, ngươi không chơi nổi. Lão nhân phất tay xua đuổi, cũng liếc mắt Khương Phàm phía sau hắn. Bóng tối trong sơn động truyền ra vài tiếng thở dốc thô trọng, giống như có mãnh thú gì đó thức tỉnh. Hỏa điều trong khí hải Khương Phàm lập tức thức tỉnh, toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên, giống như cảm nhận được nguy cơ lớn lao. Ta nhất định phải tháo mặt nạ xuống sao? Yêu đồng nhấc mặt nạ lên, nhưng chỉ xốc một nửa, hé mở ra khuôn mặt nhỏ trắng bệch, còn có răng nanh đầy miệng. A! À, lão nhân đưa tay đè ép lại, híp mắt đến gần yêu đồng. Là ngươi? Vật lão gia hỏa lưu lại đâu? Hắn đã phân phó, trừ phi hắn tự mình đến lấy. Còn không thì ai cũng không thể động. Ta là người ngoài sao? Hắn gần đây có việc, đặc biệt nhắc nhở ta, không phải vậy ta làm sao biết nơi này có cửu hoàng? Khụ khụ. Lão nhân trùng điệp ho khan vài tiếng, đánh gãy hắn. Nhanh lên, lão đầu thúc gấp. Hắn vì cái gì đột nhiên nhớ tới thứ này? Lão nhân vẫn còn có chút lo lắng. Yêu đồng úp sấp bên tai lão nhân nói câu gì đó. Lão nhân kinh ngạc đánh giá Khương Phàm. Nhẹ gật đầu, đi vào sâu trong hang đá. Ngươi nói cái gì vậy? Khương Phàm thấp giọng hỏi. Ngươi là Hỏa Diễm Thánh Văn, là đồ đệ lão gia Hỏa Thu. Khương Phàm quái dị nhìn hắn, đột nhiên hỏi. Ngươi qua đây, lão gia hỏa trong miệng ngươi. Không biết sao? Hắc hắc, yêu đồng chỉ nhếch miệng cười cười. Lão nhân rất nhanh từ chỗ sâu hang đá gian nan ném ra một cái đại đỉnh cao 5 mét, rộng thùng thình nặng nề, khí thế bàng bạc. Bốn chân như ngọn núi, thú chảo quay quanh. Mặt ngoài đại đỉnh điêu khắc lít nha lít nhít văn ấn phức tạp. Văn ấn cổ lão lại thần bí tràn ngập uy thế phảng phất thấu thể mà vào. Rất nhiều phù văn quấn quýt nhau xen lẫn hình thành 9 vòng xoáy giống như mây mù. Mỗi cái vòng xoáy cho người ta cảm giác đều rất kỳ quái, rõ ràng là ở chỗ này, lại như phiêu miểu vô tung, thâm thúy như vực sâu. Khương Phàm nhìn đại đỉnh lại có chút hoảng hốt. Thánh văn chê y chán đều nở rộ lên kim quang, tự hành thức tỉnh. Lão nhân chú ý tới kim văn chê y chán Khương Phàm, không còn hoài nghi. Ngươi, cất kỹ. Yêu đồng vỗ vỗ đại đỉnh.
Khương Phàm đem đỉnh đồng thau thu vào thanh đồng tiểu tháp, đi theo yêu đồng rời khỏi sơn động. Đây chính là đỉnh luyện đan. Giấu kỹ, đừng để người khác nhìn thấy. Lễ vật quý trọng như vậy, cứ như vậy tặng cho ta. Hữu duyên. Ngay thời điểm Khương Phàm rời khỏi chợ đen, sâu trong chợ đen lại đang tiến hành một trận giao dịch bí mật liên quan tới hắn. Đây là tiền đặt cọc, ta muốn đầu của Khương Phàm. Sau này, ta lại bù 100 khối. Trong thạch động mờ tối, Bùi Tử Phong hất lên áo choàng, mang lấy mặt nạ, đem 100 khối tinh thạch thượng phẩm óng ánh sáng long lanh đặt lên trên y bàn đá. Hai người ngồi đối diện bàn đá hất lên áo choàng, mang theo mặt nạ, không nhìn thấy rõ bộ dáng. Thượng phẩm tinh thạch cực kỳ chân quý, ẩn chứa nguyên lực tự nhiên vô cùng tinh khiết. Cứ 3 năm khỏa như vậy đã có thể lấp đầy khí hải võ giả sơ kỳ linh nguyên cảnh. Chê y giá trị, một viên tinh thạch thượng phẩm có thể bù đắp được 100 khỏa tinh thạch trung phẩm. Lại bởi vì số lượng tinh thạch thượng phẩm thưa thớt, cho nên giao dịch ở chợ đen rất ít khi dùng tinh thạch thượng phẩm, bình thường đều là tinh thạch hạ phẩm hoặc tinh thạch trung phẩm. Nhưng hai người phía sau bàn đá lại nhìn cũng không nhìn, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Bùi Tử Phong. Thế nào, chê ít sao? Ta hiểu giá thị trường chợ đen, đầu của một linh nguyên cảnh nhất trọng thiên giá trị 30 đến 50 khỏa tinh thạch thượng phẩm. Ta ra 4 lần giá cả, còn chưa đủ. Bùi Tử Phong bất mãn nhíu mày. Giá trị linh nguyên cảnh nhất trọng thiên là 30 đến 50 khỏa tinh thạch thượng phẩm, nhưng đó là người bình thường đến không thể bình thường hơn. Ngươi nói Khương Phàm, là đại đệ tử tông chủ Thiên Sư Tông, là Thánh Linh Văn. Đừng nói 4 lần, gấp 5 lần đều không đủ. Thiên Sư Tông có Khương Phàm liền có hy vọng quật khởi. Không có Khương Phàm, liền sẽ tiếp tục suy bại. Giết hắn, chẳng khác nào muốn nửa cái mạng Thiên Sư Tông. Hai người liên tiếp mở miệng, nếu như không phải mơ hồ đoán được thân phận của người đối diện, bọn hắn đã sớm đánh ra ngoài. 200 khỏa tinh thạch thượng phẩm là cái giá cao, nhưng muốn mua đầu Khương Phàm, muốn coi bọn họ là đồ đần. Vậy các ngươi nói, muốn giá như thế nào? Bùi Tử Phong cũng biết 200 có chút thấp, dù sao đó cũng là Thánh Linh Văn. Người bên trái kia nói, nếu như chỉ là Thiên Sư Tông, chúng ta sẽ muốn giá 500 khỏa thượng phẩm tinh thạch. 500, thượng phẩm tinh thạch, các ngươi điên rồi sao? Bùi Tử Phong trừng mắt, 300 là cực hạn tông môn cho hắn, đám gia hỏa kia vậy mà há mồm muốn 500. Đừng có gấp, ta còn chưa nói xong, theo tin tức chúng ta vừa lấy được. Khương Phàm ở N Oán Tràng thắng được đan dược chuyên môn, là tam trưởng lão Ngọc Đỉnh Tông tự mình đưa qua, là đưa 2 viên. Làm sao các ngươi biết? Chúng ta làm gì, các chuyện ở bên La Phù này có chuyện gì có thể giấu giếm được chúng ta? Bùi Tử Phong chau mày, từ từ ngồi vào bên cạnh ghế đá. Không chỉ có trưởng lão tự mình đưa, mà còn là đưa 2 viên. Ngọc Đỉnh Tông thật chẳng lẽ không để ý đến lửa giận của Thượng Thanh Tông, muốn thu Khương Phàm. Hỏa Diễm Thánh Văn, Ngọc Đỉnh Tông đương nhiên động tâm. Đừng nói Khương Phàm giết một tên bành tổ, coi như giết lão phụ thân bành tổ kia, Ngọc Đỉnh Tông cũng không quan tâm. Cho nên, giết một mình Khương Phàm, đắc tội không chỉ là Thiên Sư Tông, còn có Ngọc Đỉnh Tông. Chúng ta không sợ Thiên Sư Tông, nhưng La Phù Sơn Mạch không ai không cho Ngọc Đỉnh Tông mấy phần chút tình mọn. Ngữ khí hai người phía sau bàn đá mặc dù cứng nhắc, nhưng vẫn một mực không xác minh cự tuyệt lời mời này. Các ngươi muốn bao nhiêu? Chớ quá mức. Bùi Tử Phong cũng nghe ra thâm ý trong lời nói của bọn hắn, không gì hơn là muốn thêm tiền. Hai người trao đổi ánh mắt. 800. 800. Bùi Tử Phong vừa mới ngồi xuống thân thể trực tiếp đứng lên, kém chút quay đầu bước đi. Hai người chăm miệng một lời. Một viên cũng không thể thiếu. Tại sao các ngươi không đi đoạt Kim Cương Tông chúng ta? Bùi Tử Phong kém chút cắn đầu lưỡi. Sắc mặt trắng bệch, phụ mẫu nó, ta vừa mới nói là Kim Cương Tông. 800, nguyện ý, ngươi liền giao tiền đặt cọc, chí ít 200. Không nguyện ý, ngươi bây giờ có thể đi. Hai người lạnh lùng nhìn hắn. Chờ ta một hồi, ta lập tức trở về. Bùi Tử Phong trầm mặt rời khỏi, ra ra bọn hắn đều ở bên ngoài, nhiều tinh thạch như vậy, hắn không làm chủ được. Kim Cương Tông hiện tại chỉ còn 3 tòa quặng mỏ. Cộng lại một năm đều ra không đến 100 khối tinh thạch thượng phẩm. Dùng 800 khối đến để đầu Khương Phàm, đến cùng có đáng giá hay không? Chờ một chút. Ngươi vừa mới hô 3 chữ. Chúng ta muốn thu, phí bịt miệng, ngươi cứ để ở chỗ này 100 khối tinh thạch thượng phẩm đi.
hai người không khách khí bắt lấy tinh thạch chê y bàn đá, mỗi người 50 khối, thu vào áo bào đen. Bùi Tử Phong nhìn xuống hỏa khí, trầm mặt đi ra hang đá. 800. Bùi Vân Hải chờ ở bên ngoài nghe được con số này đều kém chút mắng to. Ra ra, đáng giá không? Ta nếu là Khương Phàm, ta cũng nhìn không được tự mình chặt đầu đưa tới. Bùi Tử Phong bực tức, tiểu thí hài mười mấy tuổi, vậy mà giá trị 800 thượng phẩm tinh thạch. Bùi Vân Hải rất muốn dứt khoát tự mình làm, nhưng nghĩ đến Ngọc Đỉnh Tông chủ động hướng Khương Phàm lấy lòng, vẫn nhịn được xúc động. Sư phụ, ta nghĩ là nên dùng cái giá 800 khối tinh thạch thượng phẩm. Trong bóng đen, Nhậm Thủy Hàn hất lên áo choàng thật dày, thấp giọng nói. Ngươi điên rồi. Bùi Tử Phong khó có thể tin được mà nhìn Nhậm Thủy Hàn, đây là tức giận. Hỏa Diễm Thánh Văn, Ngọc Đỉnh Tông khẳng định hy vọng thu làm môn hạ, Khương Phàm và Thiên Sư Tông cũng sẽ không bỏ qua cơ hội. Một khi Khương Phàm bái nhập Ngọc Đỉnh Tông, không chỉ là hắn đã thuộc về hai tông môn, còn liên hệ hai tông môn chặt chẽ lại với nhau. Cái này so với Thông Gia càng kiên cố hơn. Đây không chỉ có là chuyện có thể giết Khương Phàm hay không, mà là Khương Phàm cùng Thiên Sư Tông có nhào vào cắn lại Kim Cương Tông chúng ta hay không. Cho nên, Khương Phàm hẳn phải chết. Nhậm Thủy Hàn nói như thế khiến sắc mặt Bùi Vân Hải cùng Bùi Tử Phong đều ngưng trọng. Đúng vậy, nếu như Thiên Sư Tông mượn nhờ Khương Phàm dựng tuyến với Ngọc Đỉnh Tông liền không có người có thể dung chuyển địa vị bọn hắn. Kim Cương Tông không chỉ đừng nghĩ lại đến vị trí 18 tông, còn phải chịu đựng sự trấn áp của bọn hắn. Chúng ta ra giá 800 tinh thạch thượng phẩm, không chỉ có ca yêu ta si thích đám tán tu La Phủ Sơn Mạch xuất thủ, còn muốn chèn thêm yêu cầu, phải sống. Nếu như chết rồi, chỉ có thể cầm 500 thượng phẩm tinh thạch. Còn có, Thượng Thanh Tông cùng Thiên Cương Tông hy vọng Khương Phàm chết, cũng không tiện trực tiếp xuất thủ, ta đoán chừng bọn hắn cũng sẽ hướng các chợ đen khác tuyên bố lệnh truy sát. Nếu như bọn hắn ra giá cao hơn liền không có người đến lĩnh của chúng ta. Chúng ta mở cái giá này, bất quá là tạo cái thế mà thôi. Nhậm Thủy Hàn cẩn thận phân tích cho bọn hắn. Bùi Vân Hải rất vui mừng nhìn Nhậm Thủy Hàn. Không hổ là đệ tử mà mình đắc ý, không chỉ có thiên phú cao, ánh mắt còn rất độc đáo. Đi, cứ theo những gì sư muội của ngươi nói mà làm. Được rồi, bất quá, ra ra, còn có một chuyện. Chuyện gì? Ta vừa mới nói lộ ra miệng, bọn hắn chụp 100 khối phí bịt miệng. Ta quất chết ngươi. Rời khỏi chợ đen La Phù, Khương Phàm cùng yêu đồng tìm được một chỗ sơn cốc ẩn nấp. Sau khi xác định xung quanh không có ai, Khương Phàm đem đỉnh lô triệu ra. Bó đuốc thắp sáng khắp sơn cốc, chiếu ánh lấy đỉnh lô cao lớn nặng nề. Yêu đồng nhẹ nhàng vuốt ve chân vạc lạnh buốt, tự mình lẩm bẩm cái gì đó, giống như là lão bằng hữu xa cách rất lâu rồi mới trùng phùng. Khương Phàm nhìn một chút, cũng thất thần, tựa như nhìn một lão cự nhân đang ngủ say, lại như nhìn một kiện tuyệt thế trọng bảo làm cho người si mê. Khí thế này, cảm giác này, không tự chủ liền thẩm thấu đến trong linh hồn của ngươi. Phảng phất nhịn không được liền muốn nó lập tức tỉnh lại, không kịp chờ đợi muốn khống chế nó. Khương Phàm đi lên trước, cũng khẽ chạm vào đường vân mặt ngoài đỉnh lô, trong lòng hiện ra hào hùng muốn dẫn lấy nó rong ruổi thiên hạ, một loại ca yêu ta si ết động phải cố gắng để xứng đáng với nó. Nó đẹp không? Yêu đồng ngước nhìn đỉnh lô, nhếch miệng cười. Có, cảm giác rất kỳ quái. Nó đã từng là thứ mà vô số luyện đan sư suốt đời truy cầu. Nó tên gọi là gì? Tiểu Cửu, Cửu muội muội. Tên rất hay. Khương Phàm dở khóc dở cười, cảm giác hào hùng vừa tràn đầy lồng ngực lập tức biến mất sạch sẽ. Nhìn thấy chín đám vòng xoáy không? Thắp sáng mỗi một đoàn, uy thế của nó liền sẽ cường thịnh một tầng. Thắp sáng toàn bộ chín đám, nó liền có thể chân chính tái hiện thượng cổ thần uy. Yêu đồng cũng khôi phục thái độ bình thường, khuôn mặt uyển chuyển tươi cười, ngây thơ lại tà khí. Làm sao thắp sáng? Khương Phàm chú ý tới từ ngữ yêu đồng dùng, uy lực thượng cổ. Đây thật là một thượng cổ bảo khí sao? Thánh hỏa. Giống như thánh văn hỏa diễm ta vậy. Không sai. Khương Phàm từ bên cạnh kéo đến một tảng đá lớn, nhảy tới, giấy lên kim viêm liền muốn ép đến bên trong một cái. Thời điểm yên lặng đã có uy thế như thế, một khi thức tỉnh, vậy sẽ là dạng tràng diện gì? Chờ một chút, đừng xúc động. Yêu đồng tranh thủ thời gian giữ chặt tay Khương Phàm. Thế nào? Nó ngủ say rất lâu, muốn tỉnh lại, cũng phải nhận chủ. Không chỉ cần phải thánh hỏa dư thừa, càng cần máu tươi hơn,
nếu ngươi không chuẩn bị sẵn sàng, một hồi sẽ có thể hút ngươi khô. Làm sao không nói sớm? Khương Phàm tranh thủ thời gian tản ra kim viêm. Không cần sợ, ta có biện pháp. Yêu đồng nói, kéo lên ống tay áo, lộ ra cổ tay trắng nõn, đưa tới trước mặt Khương Phàm. Làm gì? Hút hai cái. Cái gì? Cắn tay ta, hút máu, hai ngụm thì có thể để cho thể trạng nhỏ này của ngươi trở nên vừa cao vừa lớn. Đừng hút nhiều, sẽ bể bụng ngươi. Đừng hồ nháo. Nếm thử, ngươi sẽ biết. Yêu đồng giơ cổ tay, nhếch miệng cười. Khương Phàm dùng sức lắc đầu, tiểu gia hỏa này quá quỷ dị, hắn cũng không dám loạn đụng. Không tin, hay là không dám, khắp người ta đều là bảo vật. Yêu đồng lắc lắc cánh tay, lại đưa đến trước mặt Khương Phàm. Khương Phàm vẫn lắc đầu, đầu bỗng nhiên khẽ động, quái dị nhìn yêu đồng. Tiểu gia hỏa này cần thánh hỏa đốt đoạn phong ấn, đỉnh lô cần thánh hỏa thức tỉnh. Hắn lại có thể bằng cảm giác tìm kiếm được đỉnh lô. Giữa bọn hắn sẽ không phải có quan hệ gì đó chứ. Chỗ này ta có 60 khỏa huyết đan, 20 khỏa hỏa diễm linh đan, vừa đủ. Khương Phàm đứng ở trên y tảng đá, đưa tay nhóm lửa, ép về hướng phía một cái bên trong 9 đám vòng xoáy của đỉnh lô. Văn ấn lạnh buốt, vô cùng cứng rắn. Từ từ cảm thụ, không cần nóng nảy. Yêu đồng xoa xoa tay, đang mong đợi đỉnh lô thức tỉnh. Thánh hỏa cháy hừng hực, chỉ chốc lát sau, đường vân mặt ngoài đỉnh lô bắt đầu phát sáng, chậm rãi vặn vẹo, giống như là linh xà sống lại. Quang mang càng ngày càng sáng, vặn vẹo càng lúc càng nhanh, đường vân xen lẫn thành vòng xoáy dần dần bắt đầu mơ hồ. Vòng xoáy này làm sao? Khương Phàm đang tò mò, vòng xoáy bỗng nhiên xoay tròn, giống như là mở miệng thú cắn cánh tay Khương Phàm, một ngụm nuốt xuống. Sắc mặt Khương Phàm đại biến, cho dù đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng cũng không ngờ tới tình cảnh như vậy. Một cỗ lực lượng thôn phệ mãnh liệt xuyên thấu qua cánh tay, quét sạch toàn thân, cướp đoạt lấy máu tươi cùng hỏa diễm. Ổn định, nhanh nuốt huyết đan linh đan, dùng tốc độ nhanh nhất của ngươi mà luyện hóa. Yêu đồng vội vàng nhắc nhở. Khương Phàm ổn định tâm thần, ăn vào huyết đan cùng linh đan, vận chuyển đại diệu thiên kinh luyện hóa, bổ sung huyết khí cùng linh lực toàn thân. Phóng thích thánh hỏa vào bên trong, nhanh nhanh nhanh, nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống, tuyệt đối không thể bỏ dở nửa chừng. Yêu đồng giống như Khương Phàm, rất khẩn trương, mắt to sáng rực mà nhìn. Khương Phàm cắn răng, một bên luyện hóa, một bên phóng thích, nhưng đỉnh lô giống như cái động không đáy, liên tục không ngừng thôn phệ, không thấy các phản ứng khác chút nào. Phải tới lúc nào? Khương Phàm ngốn từng ngụm lớn huyết đan, cứ như vậy một hồi, vậy mà đã tiêu hao 30 khỏa. 30 khỏa huyết đan, tương đương với huyết khí 30 đầu mãnh thú. Khương Phàm cảm giác rất khủng bố. Nhanh, nhanh, cái này không chỉ là tỉnh lại, càng là nhận chủ. Sau đó không lâu, khỏa huyết thứ 50 đan vào cơ thể, 20 viên linh đan tiêu hao hầu như không còn. Bên trong lò rốt cuộc cũng nổi lên tia sáng rực, bốc lên sóng nhiệt. Xong rồi. Rút ra, nhanh nhanh nhanh. Yêu đồng đột nhiên la to. Khương Phàm dùng sức lôi cánh tay phải ra, nhảy xuống tảng đá. Ầm ầm. Một tiếng kịch liệt bạo hưởng chấn động thiên địa, bên trong lò vọt lên liệt diễm ngập trời, lại là màu vàng, giống như là núi lửa phun trào, cuốn lên cao chê y không mấy trăm thước. Kim quang mênh y gờ, giống như ánh mặt trời rơi xuống đất, sáng đỏ một mảnh giữa thiên địa. Đỉnh lô dâng lên khí lãng mãnh liệt, như nộ trào oanh ca iota CS 4 phương 8 hướng. Khương Phàm ngửa mặt tung bay ra ngoài, rừng cây xung quanh càng như cuồng phong quét sạch mà gào thét đổ dạp, rất nhiều cự thạch xuyên không mà đi. Đường vân mặt ngoài đỉnh lô lại bình tĩnh giống như trước đó, lạnh buốt, nhưng khi Khương Phàm nhóm lửa nó lại tỏa ra cường quang chói mắt, giống như khảm nạm một vòng mặt trời, sóng nhiệt bạo động kinh người. Đỉnh lô kịch liệt lắc lư, khí lãng không giảm trái lại còn tăng, cuồn cuộn sơn lâm, trùng ca iota CS thiên khung, phạm vi đạt tới trăm dặm. Toàn thân Khương Phàm bỗng nhiên không còn linh lực, càng có thể rõ ràng cảm nhận được hỏa nguyên lực giữa thiên địa đang điên cuồng hội tụ vào trong đỉnh lô. Giờ khắc này, La Phù Sơn mạch rộng lớn, vô số luyện đan sư đều rõ ràng cảm nhận được đan lô của mình sao động, ngay cả vài tòa luyện lô cường đại nơi chỗ sâu trong Ngọc Đỉnh Tông đều ảm đạm không phát sáng. Các luyện đan sư đều có loại cảm giác không hiểu thấu nhưng lại vô cùng rõ ràng, có tuyệt thế đan lô thức tỉnh. Cha! Sâu trong Ngọc Đỉnh Tông,
mấy lão nhân tóc trắng xóa liên tiếp xuất hiện, ngắm nhìn phương đông xa xôi. Tông môn oanh động, mấy vị lão tổ này lại còn sống. Cha, tông chủ đương đại của Ngọc Đỉnh Tông cuống quýt lĩnh mệnh, hướng về bầu trời đánh ra một đạo chỉ lệnh. Như lợi kiếm ra khỏi vỏ, rung động toàn tông. Lĩnh mệnh, hơn 10 vị trưởng lão, mấy trăm vị cung phụng phóng lên tận trời, lao về phía La Phù Sơn Mạch. A, cỗ khí tức này. Chỗ sâu trong La Phù, một lão đầu đang đi đường suốt đêm đột nhiên dừng lại, nhíu mày nhìn qua rừng rậm hắc ám. Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh, ta ảo giác sao? Lão đầu nhi cẩn thận cảm thụ một hồi, sắc mặt đại biến, sợ hãi kêu to co cẳng phi nước đại. Tiểu hỗn đản, ngươi nếu là thật trộm nó ra, lão tổ ta không để yên cho ngươi. Khương Phàm từ dưới đất bò dậy, ngạc nhiên nhìn đỉnh lô rộng rãi bàng bạc trong sơn cốc. Vừa thức tỉnh đã cướp đoạt năng lượng thiên địa xung quanh trăm dặm, đỉnh lô này còn cường đại hơn rất nhiều so với hắn dự đoán. Đỉnh lô tỏa ra quang hoa ngập trời, bên trong lô hỏa hừng hực. Khí thế uy nghiêm, khí tức bàng bạc, càng tăng lên trước đó gấp trăm ngàn lần. Đường vân kim quang mặt đỉnh lô ngoài sáng chói, vị trí vòng xoáy trước đó biến thành một đoàn kim hỏa, cháy hừng hực như vĩnh thế bất diệt. Đây vẫn chỉ là đốt sáng lên một chỗ, nếu như tập hợp đủ 9 đám thánh hỏa, đỉnh lô này sẽ có uy năng như thế nào? Khương Phàm phấn chấn, cũng đang mong đợi. Quả nhiên là bảo bối tốt. Tiểu cửu, tỉnh rồi, 30.000 năm, còn nhận ra được ta không? Yêu đồng cười hì hì, vẫy tay lên tiếng chào hỏi. Lão tổ tông kia còn ngủ trong cổ thành trong lòng đất, hôm nào đi tìm nó ha. Khương Phàm không chú ý tới một màn quỷ dị này, đến gần đỉnh lô, ý thức khẽ động. Hỏa thế trong đỉnh lô bỗng nhiên tăng vọt, thao thao bất tuyệt, lại cấp tốc yếu bớt, trầm ổn bình tĩnh. Ý thức Khương Phàm lại khẽ động, đỉnh lô nguy nga cấp tốc ngưng tụ, từ cao 5 mét biến thành 1 mét, lại ầm vang tăng vọt, lớn đến 100 mét, lấp đầy sơn cốc. Đây coi như là nhận chủ thành công. Khương Phàm ca yêu ta xiết động nắm chặt nắm đấm, lại có một loại cảm giác không thể tin được. Xong rồi. Lại làm vài đầu linh yêu thử một chút. Yêu đồng vẫn là bộ dáng cười hì hì kia. Khương Phàm không kịp chờ đợi chạy đến gần, chỉ chốc lát sau lấy 3 đầu linh yêu, toàn bộ ném vào trong đỉnh lô, lấy kim viêm thánh hỏa thôi động luyện hóa. Trong đỉnh lô, hỏa thế không chỉ có thể theo ý thức Khương Phàm cải biến mà thay đổi, còn có thể tự hành cướp đoạt linh lực từ giữa thiên địa. Bổ sung vào trong hỏa diễm. Chỉ chốc lát sau, 9 khỏa đan dược từ bên trong bay ra. Không chỉ có tốc độ nhanh hơn rất nhiều, mà lại cô đọng càng tinh khiết hơn. Giống như là tinh thạch óng ánh long lanh, chiếu lấp lánh. Khương Phàm cùng yêu đồng không kịp chờ đợi nếm thử, cũng ném cho tiểu xà một viên. 3 tiểu gia hỏa đồng thời nhắm mắt lại, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ, dư vị vô tận. Xác thực tốt hơn rất nhiều. Đem tinh hoa toàn thân yêu thú, một giọt không dư thừa cô đọng đến trong đan dược. Nhanh thu lại, đừng để người khác phát hiện. Còn có, nếu nó có thể được ngươi thức tỉnh, sẽ là của ngươi. Ai đến đòi, cũng không thể cho. Nghe không, ai cũng không thể cho. Yêu đồng thúc giục Khương Phàm, vừa rồi thanh thế quá lớn, rất dễ dàng gây nên chú ý, nhất là đám lão gia hỏa Ngọc Đỉnh Tông kia. Khương Phàm hài lòng thu hồi đỉnh lô, bỏ vào thanh đồng tiểu tháp. Nhưng, đỉnh lô vừa mới tiến vào thanh đồng tiểu tháp liền bộc phát lên khí thế kinh khủng, cuồn cuộn không gian, ngay sau đó cưỡng ép mà đi ra. Đây là... Khương Phàm sửng sốt một chút, làm sao vậy, trước đó vẫn được mà. Nó không xứng với tiểu cửu, nếu tiểu cửu tỉnh lại liền không tùy ý như vậy. Yêu đồng cười hì hì. Nó còn có thể đi đâu? Khương Phàm dở khóc dở cười, còn kén chỗ. Khí hải của ngươi... Nơi đó hẳn có thể để nó hài lòng. Khí hải, xác định. Nó là dùng máu cùng linh nguyên của ngươi tỉnh lại, không nhất định hài lòng, nhưng miễn cưỡng có thể ở lại. Khương Phàm đưa ý thức cùng đỉnh lô tương thông, áp xúc đến nhỏ nhất, mời vào khí hải. Trong thế giới khí hải, đỉnh lô rơi xuống, thẳng tới khí hải. Nhưng, không đợi đến khi va chạm mặt biển, hỏa điểu gáy to, cuốn lên mênh y gờ liệt diễm, xông về đỉnh lô. Đỉnh lô phát ra ánh lửa ngút trời, bộc phát ra khí thế kinh người chống cự lại. Hỏa điểu gáy to, lệ khí như biển, vòng quanh đỉnh lô kịch liệt xoay tròn, mang theo nó phóng tới không trung. Nơi sâu trong khí hải, tàn đao tranh minh, bạo khởi đao khí kinh thiên như bị Kaiota siết thích, cũng muốn hiện ra uy thế.
Khương Phàm chính là lo lắng đỉnh lô có thể lại nhảy ra hay không, kết quả bị tức trong một màn cả kinh trợn mắt hốc mồm. Đánh nhau. A. À. Yêu đồng kinh ngạc nhìn chằm chằm Khương Phàm. Ngươi, ánh mắt này là ý gì? Biểu lộ chê y mặt Khương Phàm quái dị, tiểu gia hỏa này có thể nhìn thấu khí hải của hắn. Trong khí hải, kim quang chói mắt, khí lãng ngập trời cuồn cuộn, hỗn loạn tưng bừng. Hỏa điều không ngừng lao xuống, đỉnh lô trùng thiên bạo ca iota siết. Tàn đao thì dâng lên liệt liệt đao khí, ở một bên hò hét trợ uy. Vô cùng náo nhiệt. Tràng diện khoa trương kéo dài thật lâu mới khôi phục bình tĩnh. Đỉnh lô lơ lửng tờ ải chê y khí hải, nở rộ quang hoa, huy động liệt diễm. Có cảm giác hợp hòa cùng khí hải. Hỏa điều thì bao quanh nó không ngừng xoay quanh, giống như là đang thưởng thức, lại như là đang uy hát iota. Tàn đao thì một lần nữa yên lặng, chấn áp dưới đáy khí hải. Khương Phàm lẳng lặng quan sát lấy tình huống trong khí hải, bỗng nhiên cảm giác mình đã đánh giá thấp linh nguyên rồi của mình. Vậy mà có thể đè ép được đỉnh lô. Chỉ là bởi vì đỉnh lô vì nó mà tỉnh lại. Hay là, nó càng mạnh. Bất quá tàn đao vậy mà cũng có thể nhúng tay, có chút ngoài ý muốn. Ta còn thực sự đoán đúng, linh văn này của ngươi quả nhiên có chút kỳ quặc. Yêu đồng đưa đầu lưỡi đỏ tươi liota răng nanh của mình, nhìn chằm chằm Khương Phàm lại cười càng sáng lạn hơn. Trong vòng vài ngày sau đó, Khương Phàm mang theo yêu đồng xông xáo rừng rập, săn giết linh yêu, luyện hóa đan dược. Sau khi yêu đồng thống o á iota hưởng thụ lấy một trận hồn đan, hài lòng rời khỏi. Lúc nào gặp lại, hẹn một nơi đi. Khương Phàm không có truy vấn thân phận yêu đồng, mặc dù đã đoán được rất có thể có quan hệ cùng Ngọc Đỉnh Tông. Lão đầu tử sắp trở về rồi, ta một vài hôm sẽ không ra được. Tích lũy hồn đan cho ta, sau khi ta ra ngoài lại tới tìm ngươi. Yêu đồng lung lay tay nhỏ, biến mất trong rừng cây. Khương Phàm cũng quay người xông vào cánh rừng, bắt đầu việc tu luyện của mình. Huyết đan linh đan đều chuẩn bị đủ, hiện tại có thể bình tĩnh lại lĩnh hội liệt hỏa phần thiên thức thứ tư, liệt hỏa kim tinh. Một thức này mấu chốt ở chỗ ngưng tụ, cực hạn. Sau khi đem linh lực phóng thích thành hỏa diễm, lại đem hỏa diễm ngưng tụ thành trạng thái tinh thể. Mặc dù ba thức đầu có kinh nghiệm ngưng tụ hỏa liên, sóng lửa, cùng hỏa thương, nhưng muốn trong thời gian rất ngắn đem hỏa diễm hóa thành tinh thể, yêu cầu đối với linh văn cùng khống chế linh lực đều cực kỳ khắc nghiệt. Nhưng càng như vậy, càng có thể khích lệ Khương Phàm. Hắn dù sao cũng tiến vào linh nguyên cảnh sau đó tu luyện thức đầu tiên. Nhưng, cho dù chuẩn bị kỹ càng, cũng mang đầy ca iota siết tình nhưng Khương Phàm lại trọn vẹn dùng 2 ngày 2 đêm mới ngưng tụ ra viên hỏa tinh đầu tiên. Nhưng, hỏa tinh chỉ thành hình trong chốc lát, Khương Phàm ca iota siết động, khống chế yếu bớt, hỏa tinh nổ tung. Mặc dù ca iota siết cơ hỏa tinh chỉ tương đương ngón cái nhưng nó lại ẩn chứa năng lượng liệt diễm kinh khủng, trong nháy mắt bạo tạc đã nổ toàn bộ cánh tay phải Khương Phàm máu thịt be bét. Tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang vọng sơn lâm, đều dọa tiểu xa cả kinh bối rối một trận. Khương Phàm nhìn xuống đau nhức kịch liệt, tranh thủ thời gian nuốt lấy huyết đan, vận chuyển đại diệu thiên kinh hấp thu khí tức sinh mệnh. Lại lần nữa, Khương Phàm không có sợ sệt, vừa khôi phục thương thế liền tiếp tục tu luyện. Trong vòng vài ngày sau đó, cùng với vài lần mất khống chế mà bạo tạc, vài lần huyết nhục văng tung tóe, hỏa tinh cuối cùng cũng từ một viên biến đến 10 khỏa, lại đến 30 khỏa. Cũng từ bắt đầu tán loạn, đến hợp thành một thể. Khương Phàm đều nhớ không rõ mình đã bị nổ thương bao nhiêu lần, nhưng vẫn cắn răng tiếp tục tu luyện. 9 ngày sau, một tiếng oanh minh kịch liệt, ngọn lửa màu vàng óng từ toàn thân mãnh liệt mà ra, theo thánh linh văn của Khương Phàm dẫn đạo khống chế, liệt diễm cuồn cuộn hội. Tụ trước người, nhanh chóng áp xúc, kịch liệt xen lẫn. Trong vòng mấy giây ngắn ngủi biến thành một tấm tinh thuẫn lớn chừng bàn tay. Tinh thuẫn do 30 khỏa hỏa tinh xen lẫn, tinh mịn đè ép cùng một chỗ, giao hòa lẫn nhau, lại hoàn toàn độc lập. Mỗi khỏa hỏa tinh đều óng ánh sáng long lanh như bảo thạch, năng lượng lại dũng động kinh người. Sắc mặt Khương Phàm ngưng trọng, cực lực nắm trong tay. Tiểu xà đều ở bên cạnh nhìn chằm chằm, khẩn trương đến toàn thân căng cứng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thân thể Khương Phàm cũng hơi run rẩy, nhưng vẫn cắn răng cực lực khống chế. Hắn muốn nhìn tự mình xem có thể vững vững vàng vàng ngưng tụ thời gian bao lâu. Thẳng đến, sau một tiếng, phóng, Khương Phàm tản ra hỏa tinh ngay khi cơ thể chịu đựng đến cực hạn,
cùng với tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, 30 khỏa hỏa tinh hóa thành hỏa diễm mãnh liệt thả ra ngoài. Xong rồi. Khương Phàm ngạc nhiên nhảy dựng lên. Độ khó tu luyện một thức này đều muốn vượt qua cự tượng quyền. Bất quá tác dụng hỏa tinh thuẫn bài quá lớn, mà, liệt hỏa kim tinh thành công, mang ý nghĩa hắn có thể thuận lợi tu luyện thức thứ 5 phía sau, lưu tinh hỏa vũ. Đi! Khương Phàm ăn vào một viên linh đan, kêu gọi tiểu xà lao ra. Tiểu xà vèo thoát ra ngoài, tốc độ nhanh giống như một đạo lưu quang. Một con hỏa phong lớn chừng ngón cái từ bên cạnh bay qua. Tiểu xà vung cánh lăng không lượn vòng, cái đuôi như đao tùy tiện chém nó thành hai khúc. Thời gian nó ra đời rất ngắn, lại trưởng thành thật nhanh. Cũng không biết là huyết mạch của chính mình hay là do có rất nhiều huyết đan tẩm bổ, tóm lại tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh, cái đuôi nhỏ dài cũng ngày càng sắc bén, thời điểm phát huy còn có thể bốc lên hồng quang, đánh ra lực xuyên thấu kinh người. Mấy ngày nay hai cái cánh giống như cũng đều trở nên sắc bén, toát ra gai nhọn. Đuổi theo ta, lại đến. Quá chậm. Góc độ không đủ chuẩn, lại đến. Khương Phàm điên cuồng di động, tàn đao thay phiên cuồng dã chảm mạnh, giao thủ cùng tiểu xà. Nó dùng tốc độ cực hạn, xảo trá tấn công cũng có thể ma luyện Khương Phàm. Khương Phàm công ca Iota CS mãnh liệt, cũng có thể ca Iota CS thích tiểu xà. Nhưng, Khương Phàm đột nhiên dừng lại, ngưng mi nhìn phía trước. Nơi đó có mấy con hỏa phong bay lên. Tiểu xà dừng lại, quấn đến chê y vai Khương Phàm, kỳ quái trông qua. Nhìn thấy hỏa phong trước mặt không, hình như càng ngày càng nhiều. Khương Phàm âm thầm cảnh giác. Từ một giờ trước đã luôn có thể nhìn thấy. Từ lúc bắt đầu là một con, đến bây giờ là một đám. Giống như đang đuổi lấy hắn. Chẳng lẽ bởi vì tiểu xà trước đó tinh nghịch tùy tiện giết mấy con? Nhưng nếu nói như vậy, bầy ong đã sớm trả thù, vì cái gì lại chỉ là đi theo? Thời điểm Khương Phàm rốt cuộc cũng bắt đầu cảnh giác, quanh quẩn giữa rừng núi lên rõ ràng tiếng ông ông. Lít nha lít nhít hỏa phong từ bốn phương tám hướng hội tụ tới. Trốn đi! Khương Phàm quát khẽ một tiếng, quay đầu hướng phía khác mà chạy, cũng không có ra ngoài mấy bước. Dưới cây đại thụ phía trước đột nhiên nhảy xuống một nữ tử thành thục xinh đẹp. Ngươi chính là Khương Phàm, Thiên Sư Tông vậy mà lại yên tâm để một mình ngươi ở bên ngoài. Vừa rồi tra được, ta còn có chút không tin. Nữ tử dáng người thướt tha, đường cong uyển chuyển, y phục vô cùng bại lộ. Ngươi là đệ tử Kim Cương Tông. Khương Phàm cảnh giác nhìn nữ tử kia, cũng lưu ý sơn lâm xung quanh. Kim Cương Tông, hi hi. Ta cũng không có vận khí tốt có thể đi vào loại đại tông đại phái kia. Đôi môi hồng nhuận của nữ tử phơn phớt, lúc cười nói lộ ra hàm răng trắng tuyết. Lông mi thật dài bên trên y con ngươi mê người có để cho người ta khó mà kháng cự mị hoặc. Vậy là Kim Cương Tông phái ngươi tới. Khương Phàm đoán được Kim Cương Tông sẽ trả thù, cũng một mực vô cùng cảnh giác, tránh đi các loại nguy hiểm tiềm ẩn, thật không nghĩ đến lại bị một đám hỏa phong tập trung vào. Ngươi đoán xem. Nữ tử kiều mị nháy mắt mấy cái, đầu lưỡi hồng nhuận phơn phớt Liota khóe môi. Khương Phàm càng cảnh giác, âm thầm ca Iota CS ra thánh linh văn, tay phải căng cứng, tùy thời phóng thích hỏa diễm. Tiểu gia hỏa, dáng dấp ngươi cũng không tệ, chúng ta sẽ gặp lại sau. Nữ tử kia vậy mà không có xuất thủ, nàng lui lại hai bước, quay người đi vào sơn lâm. Vòng eo nhẹ xoay, gót sen uyển chuyển, mị thái mười phần. Mấy ngàn con hỏa phong cũng đều cấp tốc tản ra, biến mất trong rừng rậm. Khương Phàm chau mày, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một loại dự cảm không tốt quanh quẩn ở trong lòng. Hôm nay có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tiểu xà trốn ở trong rừng cây phía trước phun ra nuốt vào lưỡi rắn, đang muốn xông ra đến, lại bị Khương Phàm chậm rãi lắc đầu ngăn lại. Địch nhân ở đâu? Vì cái gì không trực tiếp đi ra? Thời điểm Khương Phàm đang muốn ngẩng đầu nhìn về phía tán cây. Một cỗ ba động mãnh liệt đột nhiên từ dưới chân truyền đến. Ầm ầm, mặt đất nổ tung, chia năm xẻ bảy, loạn thạch trùng thiên. Tình thế bạo liệt quá mãnh liệt, Khương Phàm vội vàng không kịp chuẩn bị, bị khí lãng mãnh liệt chấn bay lên tận trời, bay ra ngoài. Một tráng hán diện mục dữ tợn gầm thét vọt ra, giống như ác viên đạp chê y loạn thạch gào thét, trùng thiên phi nước đại, nhào tới Khương Phàm. Thánh linh văn Khương Phàm, ha ha. Ta tìm ngươi rất lâu rồi. Ác hán cuồng hống, vung lên trọng quyền đập vào mặt, khí lãng sôi trào kinh người, hướng về phía Khương Phàm đổ ập xuống.
Khương Phàm kinh mà chưa loạn, vận sức chờ phát động, liệt diễm phá thể mà ra, kim quang chói mắt, kịch liệt xen lẫn, trước người ngưng tụ thành hỏa tinh thuẫn. Bành! Tinh thuẫn run rẩy, ngạnh sinh sinh đón đỡ bạo ca Iota CS, tiếp đó ầm vang nổ tung, liệt diễm cuồn cuộn, cưỡng ép đánh bay nam tử. Khương Phàm rơi xuống đất, trong nháy mắt quay người hướng về nơi xa phi nước đại. Ha ha, lợi hại lợi hại, nhất trọng thiên vậy mà có thể thương tổn được nhị trọng thiên như ta, không hổ là thánh linh văn. Nam tử rơi xuống đất, bốc lên khí lãng mãnh liệt, chấn động bát phương. Tảng đá còn chưa có rơi xuống lại toàn bộ bay lên, phô thiên cái địa đập tới Khương Phàm. Hai chân Khương Phàm tăng tốc, luân phiên né tránh, tránh khỏi hòn đá đập tung đánh loạn xông vào chỗ rừng sâu. Nhưng, rừng cây phía trước rất hỗn loạn, cát bụi trùng thiên, cây rừng giống như bị tàn nhẫn chà đạp mà lắc lư. Đó là cỗ cuồng phong màu xanh mang theo cát đá cây rừng hỗn loạn đập vào mặt, tình thế mãnh liệt như sóng lớn vỗ bờ. Khương Phàm tránh cũng không thể tránh, thánh văn lấp lóe, linh lực sôi trào, liệt diễm cuồn cuộn mãnh liệt mà ra, cường quang nở rộ chói mắt. Một đầu kim tượng hùng tráng sôi nổi thành hình. Sau khi cảnh giới tăng lên, không chỉ tốc độ ngưng tụ tăng lên rất nhiều, cả hình thể kim tượng cũng càng đạt đến dài 5 mét. Long, long, kim tượng cuồng dã bạo ca Iota CS, dễ như trở bàn tay va nát phong trào, ngay sau đó ầm ầm nổ tung, kim quang trùng thiên, liệt diễm nuốt hết vài trăm mét sơn lâm. Khương Phàm quay đầu lui về phía sau một đoạn, hướng về hướng khác mà phi nước đại. Nhưng, từng luồng cuồng phong gào thét mà đến, to lớn lại mãnh liệt, cuồng phong hỗn loạn cùng toàn bộ liệt diễm bị cưỡng ép khống chế, giống như một đầu cự mãng bổ nhào tới Khương Phàm. Một nam tử gầy gò đứng trong rừng rậm nắm cuồng phong trong tay, diện mục dữ tợn cười to. Lão tử là linh nguyên cảnh tam trọng thiên, ngươi, kém xa. Khương Phàm cất bước phi nước đại, muốn xông lên cây già trước mặt, nhưng đầu cự mãng hung hăng kia lại đâm vào mặt đất sau lưng, bạo tạc kịch liệt hóa thành cuồng phong liệt diễm trùng ca Iota CS bốn phương tám hướng, đem Khương Phàm hung hăng cuốn bay ra ngoài. A, a, kinh hỉ đi, nơi này còn có một người đây. Lại một nam tử khác ở giữa khu rừng giống to, dây leo đầy đất đi nhanh, điên cuồng sinh trưởng, giống như thú triều nhào về phía Khương Phàm đang rơi xuống. Khương Phàm lập tức ca Iota CS phát linh văn, phóng thích liệt diễm. Nhưng, ngọn lửa màu vàng óng mặc dù có nhiệt độ cực cao, tình thế mãnh liệt, lại bất đắc dĩ vì số lượng dây leo quá nhiều, giống như là vô cùng vô tận. Khương Phàm điên cuồng đốt lộ ra một mảnh lại một mảnh, nhưng vẫn bị chồng chất áp chế, gắt gao giam cầm vào bên trong. Dây leo biến thành một cái kén dày chừng 30 đến 50 mét. Dây leo hiện lên thanh quang, điên cuồng đâm xuyên ra thịt Khương Phàm. Tiếng kêu đau đớn thảm thiết xuyên thấu qua kén dây leo vang vọng sơn lâm. Đi cho ta. Dây leo quấn quanh hai tay nam tử thật dày, bay đến kén dây leo. Ha ha, tiểu bảo bối, ngươi lại trở về. Một tên ác hán lao ra từ dưới đất giống to, nhấc lên mình y gờ bụi đất, tảng đá, hội tụ thành một nắm đấm rộng hơn 20 thước, đánh mạnh về phía trước. Kén dây leo và thạch quyền, cách xa nhau mấy chục mét, đối diện va chạm. Giống như hai đạo trọng quyền cuồng dã đối kháng. Trong chớp mắt, toàn bộ nổ nát vụn. Khương Phàm bị chấn động đến thất khiếu hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng rướm máu, chật vật tung bay ra ngoài, trùng điệp rơi xuống đất. Toàn thân quấn đầy sợi đằng, đau nhức kịch liệt khó mà chịu được, ý thức đều có chút hôn mê. Ha ha, bắt được rồi. Ba tên nam tử cấp tốc vây tới, một người trong đó vung ra một miếng phù chú, vỗ chê y chán Khương Phàm. Phù chú cấp tốc tan rã, xông vào trong linh văn. Chỉ sau chốc lát, thánh linh văn của Khương Phàm bắt đầu ảm đạm, kinh mạch toàn thân đều dần dần mất đi sức sống. Cái này gọi cấm linh chú, dùng để phong linh văn. Ác hán bóp lấy cổ Khương Phàm nâng lên trước mặt mình, giữ tợn cười nói. Vì để ngăn chặn thánh linh văn là ngươi, ca ca phải bỏ ra 5 khối tinh thạch thượng phẩm để mua loại tốt nhất. Khương Phàm cẩn thận cảm thụ linh văn cùng kinh mạch. Quả nhiên đã bị khống chế. Ngay cả hỏa điểu trong khí hải đều uể oải suy sụp, dần dần từ từ mà yên lặng. Đây chính là thánh linh văn, ta còn chưa có nhìn gần qua như vậy. Nam tử cao gầy lại gần, tỉ mỉ thưởng thức. Thánh linh văn là phượng mao lân giác lông phượng và sừng kỳ lân của La Phù Sơn Mạch, cho tới bây giờ đều là vừa thức tỉnh đã bị bảo vệ nghiêm mật, cao quý giống như hoàng tử công chúa,
trưởng thành đều trở thành cấp bậc tông chủ, sẽ không tùy tiện lộ diện. Còn Thánh Linh Văn giống như hắn cứ chạy khắp núi thế này còn là lần đầu tiên gặp được. Tiểu gia hỏa, chúng ta lại gặp mặt. Nữ tử yêu mị uyển chuyển lắc lắc dáng người, từ trong cánh rừng đi ra. Có thể bắt được Khương Phàm, công đầu là của Hồng Yên. Chờ giao cho chợ đen, tinh thạch thượng phẩm nhất định phân ngươi nhiều nhất. Ác hán cởi mở cười to, ném Khương Phàm tới dưới chân nữ tử yêu mị. Nam tử cao gầy thúc giục. Lãng Thanh, ném đi làm gì, nâng lên mang đi. Lệnh truy sát bắt đầu khuếch tán, chẳng mấy chốc sẽ có càng nhiều người lùng bắt Khương Phàm, một vài tông môn đều sẽ tới tham gia náo nhiệt, chúng ta tốt nhất nên nhanh đem hắn đưa đến chợ đen. Lệnh truy sát. Trong lòng Khương Phàm khẽ động, Kim Cương Tông không tiện trực tiếp xuất thủ mà phát lệnh truy sát sao? Không cần nóng nảy, bây giờ cách lúc chợ đen khai trương còn sớm, sớm dẫn đi không sợ người khác phát hiện được sao? Chưa kể, hắn là Thánh Linh Văn. Hồng Yên cúi đầu, cười nhẹ nhàng nhìn Khương Phàm. Một nam tử khác trợn mắt chừng một cái. Chúng ta đương nhiên biết hắn là Thánh Linh Văn. Hắn là Thánh Linh Văn, nhất định là tu thánh cấp võ pháp, kém cỏi nhất cũng là huyền cấp võ pháp. Lời Hồng Yên vừa nói ra, con mắt ba người khác lập tức sáng rực. Đúng vậy, làm sao lại không nghĩ tới chuyện này? Huyền cấp võ pháp đã vô cùng chân quý, đem vào chợ đen có thể bán được mấy vạn tinh thạch trung phẩm. Thánh cấp võ pháp thì sao? Tất nhiên là giá chê y trời. Hắn là đại đệ tử tông chủ Thiên Sư Tông, Dạ Thiên Lan. Nếu như Dạ An Nhiên mang hắn về, hai người bọn họ nói không chừng còn có tư tình gì đó. Các ngươi nói, Thiên Sư Tông có cho hắn vài vật bảo mệnh không? Hồng Yên nhìn Khương Phàm, tựa như nhìn một bảo khố, dáng tươi cười càng ngày càng vũ mị, càng ngày càng sán lạn. Đúng đó, quả là Hồng Yên, đầu óc suy nghĩ thật thấu đáo. Ha ha, nhanh nhanh nhanh, cởi hết đồ của hắn ra. Nam tử cao gầy không kịp chờ đợi xé mở y phục Khương Phàm, một trận xoay loạn, kết quả ngoại trừ thanh đồng tiểu tháp treo trên y cổ thì cũng không có cái gì khác. Tiểu tử, thánh cấp võ pháp của ngươi đâu? Vật bảo mệnh của ngươi đâu? Ngoan ngoãn giao ra. Ác hán tên Lãng Thanh nắm lấy cổ áo Khương Phàm, hung tợn trừng mắt. Khương Phàm hư nhược dương mắt nhìn. Ngoại trừ cái mạng này, ta cũng không có cái gì. Chợ đen đưa lệnh truy sát mặc dù nói là bắt sống, nhưng cũng không có nói là phải sống thành cái dạng gì. Chúng ta có thể cho tên tiểu tử ngươi sống rất tốt, cũng có thể để cho ngươi thiếu cánh tay hay đoạn cái chân. Cách trời tối còn có 6 giờ, chúng ta có nhiều thời gian chơi với ngươi. Nghe rõ chưa? Nam tử cao gầy cầm một thanh đao nhọn trong tay, tàn nhẫn nhìn chằm chằm Khương Phàm. Thánh cấp võ pháp của ta, ở trong đầu, vũ khí của ta, chính là Thánh Linh Văn. Những cái khác, ta cái gì cũng đều không cần. Khương Phàm lặp đi lặp lại ca yêu ta si ết thích Linh Văn cùng kinh mạch, hô hoán hỏa điểu, nhưng cơ hồ không có phản ứng gì. Lừa gạt ai đây, đồ của ngươi đều trong tiểu tháp này. Nam tử cao gầy vồ xuống thanh đồng tiểu tháp chê y cổ hắn. Trong lòng Khương Phàm bỗng nhiên khẽ động, cười nhạt. Bên trong xác thực có đồ, bất quá cần ta dùng linh lực để tỉnh lại, ngươi dám giải khai cấm linh chú cho ta sao? Hồng Yên, dùng giải linh chú cho hắn giải khai. Bốn người chúng ta, tại sao phải sợ một mình hắn? Tên nam tử khác phóng xuất dây leo ra, lại quấn chặt Khương Phàm lấy, mấy sợi đằng còn giống đao nhọn đứng vững ở dưới cằm, chỉ cần Khương Phàm dám phản kháng, trước tiên sẽ đâm vào. Ngoan ngoãn! Chúng ta cũng không phải người tốt gì. Hồng Yên khẽ vuốt nhẫn không gian chê y ngón tay, một tấm phù chú bay ra. Khương Phàm hơi híp mắt lại, đó là phù chú giải trừ cấm linh chú. Đây là giải linh chú, có thể. Hồng Yên cầm phù chú điểm chê y chán Khương Phàm, chợt dừng lại. Thất thần làm gì, nhanh đi. Lãng Thanh sốt ruột thúc giục, đời này còn chưa có gặp qua thánh cấp võ pháp, bên trong nói không chừng còn sẽ có rất nhiều bảo bối. Chúng ta không sợ hắn, nhưng vạn nhất bên trong chạy ra thứ gì khác thì sao? Hồng Yên chú ý tới khóe miệng Khương Phàm cười quái dị, lại thu hồi giải linh chú trong nhẫn không gian. Khương Phàm nhìn chiếc nhẫn của nàng, cố ý làm vẻ mặt thất vọng. Sau khi Hồng Yên chú ý thấy càng tin tưởng chắc chắn rằng bên trong cất giấu sát khí gì đó. Vậy làm sao bây giờ? Bọn người Lãng Thanh nghĩ cũng phải, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, thật vất vả mới bắt được Thánh Linh Văn. Tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì. Hồng Yên nghĩ,
sau đó thu giải linh chú vào tay áo. Đưa đến chợ đen, tìm người phá vỡ tiểu tháp. Tốt, chỉ có thể như thế. Chúng ta tìm nơi giấu trước đi, chờ trời tối dẫn hắn tiến chợ đen. Bọn người Lãng Thanh mặc dù thất vọng, nhưng cũng có thể nhịn. Khương Phàm cũng không có bối rối, lại không có khẩn trương, mà đang kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Chờ một lát, ta còn có chút việc phải xử lý. Hồng Yên nâng cánh tay ngọc lên, đụng vào bả vai Khương Phàm. Chuyện gì? Lãng Thanh quái dị nhìn nàng. Hắn là Thánh Linh Văn, giao cho chợ đen sẽ phải chết. Thật là đáng tiếc, ta muốn thay hắn nối dõi tông đường. Hồng Yên duỗi ra đầu lưỡi hồng nhuận phơn phớt, tiến đến che y mặt Khương Phàm nhẹ nhàng liêu ta một cái, hì hì cười. Có ý tứ gì? Biểu lộ che y mặt bọn hắn quái dị, nương môn nhi này lại phát điên cái gì đây? Ta là tứ phẩm hỏa diễm linh văn, hắn là thất phẩm hỏa diễm thánh văn. Nếu như chúng ta sinh hài tử, nói không chừng cũng sẽ là một thánh linh văn. Nếu như Hồng Yên ta có một hài tử thánh linh văn liền không cần lại màn trời chiếu đất mà sống. Các ngươi đều là thúc thúc của thánh linh văn. 20 năm sau, nói không chừng chúng ta còn có thể khai tông lập phái. Hồng Yên cũng không nghĩ tới thật có thể bắt lấy Khương Phàm, nhưng nếu đã đụng phải liền muốn hảo hảo lợi dụng. Ba nam tử hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Khương Phàm khẽ nhíu mày, khó có thể tin được mà nhìn chằm chằm nữ tử trước mặt. Lời này, đang đùa giỡn sao? Đem hắn giao cho ta. Hồng Yên lấy ra một cái hồng hoàn từ trong nhẫn không gian, bỏ vào trong miệng, ngẩng đầu nuốt xuống, nhìn bọn hắn nháy cái một mắt, kéo lấy Khương Phàm đi vào rừng cây. Bà cô này, nàng vừa mới ăn hồng hoàn. Thứ đó, hình như có thể bảo đảm một lần liền chúng. Ba người cười hắc hắc, cũng vội vàng đi theo, bất quá ở xa xa đã truyền đến tiếng cảnh cáo của Hồng Yên. Quan sát các nơi cho ta, đừng để người khác tới gần. Ngươi muốn bao nhiêu thời gian? Tiểu gia hỏa vừa phát, chịu không được giày vò. Có muốn mấy ca làm dự bị một chút hay không? Bọn người Lãng Thanh cười xấu xa hô to. Thật thua thiệt nàng có thể nghĩ ra. Bất quá, nếu thật có thể lưu lại Thánh Linh Văn, coi như đã kiếm được lợi lớn. Thực sự không được, lục phẩm Linh Văn cũng không tệ. Hồng Yên mang theo Khương Phàm đi vào hẻm núi gần đó. Tiện tay ném xuống đất. Mấy ngàn con hỏa phong bay theo vào hẻm núi, giống như một đám mây lửa, bao trùm giữa không trung, tản ra từng trận sóng nhiệt. Nói cho tỷ tỷ, chạm qua nữ tử bao giờ chưa? Hồng Yên quan sát tỉ mỉ Khương Phàm, mặc dù ngây ngô một chút, tuy nhiên bộ dáng ngược lại tuấn tú xinh đẹp. Khương Phàm hư nhược chống người lên. Các ngươi không sợ Thiên Sư Tông trả thù. Giao dịch trong chợ đen, coi trọng chính là một chữ bí. Cha không được ai thả lệnh truy sát, càng cha không được ai lĩnh tinh thạch. Đây chính là mị lực của chợ đen. Hồng Yên vận chuyển công quyết, hấp thu công hiệu hồng hoàn dược, toàn thân phát ra từng trận nhiệt ý, nhãn thần nhìn hướng Khương Phàm đều từ từ mê ly. Sự tình bình thường, không cần cha, có thể giết ta, không chỉ có ảnh hưởng đến Thiên Sư Tông, càng có thể ảnh hưởng đến Ngọc Đỉnh Tông. Nếu như bọn hắn liên thủ lại, một ngày đã có thể bắt được các ngươi. Khóe mắt Khương Phàm liếc qua chú ý thấy tiểu xà đang di động ngay chê y vách đá tại hẻm núi, tránh né hỏa phong. Hắn không để lại dấu vết giơ ngón trỏ lên, chậm rãi đung đưa, cũng thỉnh thoảng chỉ hướng Hồng Yên. Tiểu xà vô cùng linh tính nghiêng đầu một chút, lĩnh hội ý tứ của Khương Phàm. Chuyện của tỷ tỷ cũng không phiền ngươi phí tâm, thời gian chênh lệch không nhiều lắm, chúng ta không cần lãng phí thời gian tốt đẹp này. Tin tưởng tỷ tỷ, rất dễ chịu. Hô hấp Hồng Yên bắt đầu gấp rút, con mắt nổi lên ánh sáng, nàng khẽ liêu ta bờ môi, cởi ra vạt áo, da thịt trắng nộn vô cùng mê người, thần thái vũ mị càng chọc người. Người suy nghĩ kỹ càng rồi. Khương Phàm nhẹ nhàng thở ra một hơi, cũng xé mở áo, lộ ra cơ bắp cường tráng. Thế này mới đúng. Toàn thân Hồng Yên nổi lên sóng nhiệt, lắc y gờ đi về hướng Khương Phàm. Chê y trời. Đột nhiên Khương Phàm đưa tay chỉ về không trung, Hồng Yên trước tiên thanh tỉnh, thần sắc siết chặt, đưa tay chỉ lên trời, mình y gờ liệt diễm phóng lên tận trời. Nhưng, ngay tại một khắc cánh tay ngọc giơ cao lên, một đạo thân ảnh mảnh khảnh trong nháy mắt mà tới, cánh thịt liên tục di động, đuôi nhọn gào thét, phù một tiếng, huyết thủy vẩy đầy đất, tay phải bị đứt tận gốc. Tiểu xà quấn lấy tay phải, xông về Khương Phàm. A! Hồng Yên kêu thê lương thảm thiết.
ôm cổ tay trào máu lảo đảo lui lại. Khương Phàm tiếp được tay phải, lột xuống chiếc nhẫn chê y đó, nhỏ máu nhận chủ. Đây không phải là hàng cao giai, tùy tiện thì có thể đổi chủ. Ngươi, tên tiểu súc sinh nhà ngươi, tỷ tỷ cũng không phải ai cũng có thể đụng, trước khi chết có thể để ngươi o á yêu ta hoạt một lần, còn không lĩnh tình. Hồng Yên tức giận thét to, đau đến mặt mày đều bóp méo. A Di, dung mạo ngươi cũng không tệ lắm, nhưng mà suy nghĩ khiến người ta thật buồn nôn. Khương Phàm lấy ra giải linh chú từ trong nhẫn không gian, bỏ vào chê y chán. Ngươi không có giải được, phóng thích cấm linh chú, cần linh lực, toàn bộ linh lực của ngươi đã bị phong. Hồng Yên còn chưa nói xong, đầu ngón tay Khương Phàm dâng lên ngọn lửa nhàn nhạt, rót vào cấm linh chú. Cấm linh chú rất mạnh, nhưng không đến mức hoàn toàn phong bế thánh linh văn, một chút linh lực là đủ. Cấm linh chú nở rộ cường quang, thẩm thấu ra thịt, lắng đọng đến trong linh văn. Một cỗ năng lượng kỳ dị xuyên thấu qua linh văn, thẳng tới kinh mạch toàn thân, cũng lao xuống khí hải. Tất cả đến đây cho ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hồng Yên nhịn đau hô to, đồng thời toàn thân bạo phát lên hỏa diễm mãnh liệt, phóng lên tận trời, nuốt sống hỏa phong giữa không trung. Hỏa phong bạo tẩu, toàn bộ giao hòa cùng liệt hỏa, phô thiên cái địa đánh về phía Khương Phàm. Linh nguyên cảnh nhị trọng thiên, phối hợp với hỏa phong loạn vũ đánh ra khí thế tam trọng thiên. Khương Phàm chẳng những không tránh né, ngược lại còn vọt tới đón hỏa diễm mãnh liệt, ngay trong chớp mắt va chạm, Khương Phàm đưa ý thức xông vào khí hải. Ầm ầm, liệt diễm cuồn cuộn, đất rung núi chuyển, vách đá hai bên đều chấn động rớt xuống đá vụn. Đỉnh lô xông ra khỏi khí hải, sôi trào lên hỏa diễm mãnh liệt, càng tràn ngập uy thế kinh người. Khương Phàm thay phiên đẩy đỉnh lô hướng về phía trước, hình thể đỉnh lô tiếp tục tăng vọt, đến khi cao đến 20 mét, miệng đỉnh hiện lên cường quang, liệt diễm cuồn cuộn, bên trong sán lạn như kim hải. Bầy hỏa phong vội vàng không kịp chuẩn bị hút hết đi vào bên trong. Đây là thứ gì? Sắc mặt Hồng Yên đột biến, quay người muốn tránh né, tiểu xa lại từ đối diện lao tới, cái đuôi liên tiếp tấn công, làm cho nàng luống cuống tay chân một trận, thời điểm khi nàng phẫn nộ muốn đánh ra liệt diễm, tiểu xa đã quả quyết lui lại. Xong. Trong lòng Hồng Yên hơi hồi hộp một chút. Đỉnh lô rơi xuống, bao phủ nàng lại. Đại địa lay động, bụi đất tung bay. Khương Phàm không lo được dựng ngược đỉnh lô lại, thôi động thánh linh văn điên cuồng phóng thích thánh hỏa, rót vào vòng xoáy quấn quanh đoàn kim hỏa kia. Đỉnh lô kịch liệt lắc lư, cưỡng ép luyện hóa. Hồng Yên ở bên trong kêu thê lương thảm thiết, thống khổ dẫy dụa. Nàng muốn phóng thích liệt diễm phản ca Iota CS, lại bị đỉnh lô tùy tiện hấp thu. Liệt diễm bên trong vô cùng mãnh liệt, giống như là biển lửa vô biên vô tận. Xảy ra chuyện gì? Sắc mặt ba người phía ngoài hơi biến, lập tức xông vào hẻm núi, một màn trước mắt để bọn hắn hít một ngụm khí lạnh. Cự đỉnh móc ngược, liệt diễm mãnh liệt giống như kêu dê y thảm thiết xuyên thấu qua đỉnh lô quanh quẩn trong hẻm núi. Khương Phàm không quan tâm phóng thích thánh hỏa, điên cuồng đốt cháy, trực tiếp luyện đan. Đồ hỗn trướng, ngươi thả nàng ra cho ta. Bọn người Lãng Thanh giật mình bừng tỉnh, giống như điên nhào tới. Các ngươi bại lộ rồi. Nhìn đó là cái gì? Khương Phàm đưa tay chỉ vào vách đá, nơi đó đang có một con tiểu xà đang cắn hai con hỏa phong lao xuống núi. Đó là chiến sủng của ta. Nó sẽ mang theo hỏa phong trở về Thiên Sư Tông. Các ngươi không đuổi kịp. Hỏa phong hẳn là tiêu chí chi đội ngũ này của các ngươi. Ta chết, Thiên Sư Tông có thể truy tung đến các ngươi. Tinh tệ cho lệnh truy sát, các ngươi có mệnh lĩnh, nhưng không có mạng tiêu. Tiếng quát tháo của Khương Phàm quanh quẩn hẻm núi. Ba tên nam tử nổi điên quả thực đã ngừng lại. Bọn hắn dừng ở nửa đường, hồng hộc thở hổn hển, hung ác nhìn chằm chằm Khương Phàm, nhưng không có ai lại lao về phía trước nửa bước. Hiện tại, Hảo Hảo nghĩ rõ ràng, nếu như ta có bất trắc gì, các ngươi sẽ chết vô cùng khó coi. Khương Phàm tiếp tục cảnh cáo bọn hắn, cũng một khắc cũng không ngừng phóng thích liệt diễm, luyện hóa nữ tử bên trong. Hồng Yên vừa nãy còn đang dãy giụa, nhưng bây giờ đã càng ngày càng yếu. Chỉ chốc lát sau đã triệt để không có động tĩnh. Đừng nghe hắn, chỉ cần đuổi kịp con tiểu xà kia thì không có người biết là chúng ta. Lãng Thanh thúc giục hai người theo hắn cùng đuổi theo. Vừa rồi hẳn là có thể đuổi kịp, hiện tại đã chạy xa rồi. Các ngươi không có cơ hội. Khương Phàm tản ra liệt diễm,
thu lại đỉnh lô. Hồng Yên không thấy đâu, chỉ còn lại cho tàn. Mặc dù có thể trực tiếp luyện thành đan dược, nhưng Khương Phàm thực sự không có dũng khí luyện người sống. Ra đầu bọn người Lãng Thanh tê dại một hồi, người đâu, luyện thành cho rồi. Đưa thanh đồng tiểu tháp cho ta. Sau đó, quỳ xuống. Ánh mắt Khương Phàm lạnh lùng nhìn bọn hắn. Lãng Thanh thở hổn hển, vùng vẫy một hồi, vẫn ném thanh đồng tiểu tháp tới. Dũng khí bọn hắn đến bắt Khương Phàm, hoàn toàn đều đến từ chợ đen bí ẩn, nếu như bại lộ, chính là tự tìm đường chết. Đồ có thể cho ngươi, nhưng muốn chúng ta quỳ xuống, mơ tưởng. Lãng Thanh nắm chặt nắm đấm, ra hiệu hai người kia cùng một chỗ lui lại. Quỳ xuống cầu xin tha thứ, chính là mua một cái an tâm cho các ngươi. Cứ đi như thế, các ngươi không sợ ta sau này sẽ trả thù. Quỳ xuống, cầu xin ta tha thứ. Chuyện ngày hôm nay, coi như không có phát sinh. Sau khi xấu hổ giận dữ giãy giụa một trận, ba người cũng quay đầu quan sát bên ngoài hẻm núi, xác định không có người khác liền cắn răng quỳ xuống. Ta khuyên ngươi, mau chóng về Thiên Sư Tông. Ngũ đại chợ đen của La Phù đã đồng thời tuyên bố lệnh truy sát. Thấp nhất 100.000 tinh thạch thượng phẩm, cao nhất 200.000 tinh thạch thượng phẩm. Đây là lệnh treo thưởng truy nã cao nhất La Phù Sơn Mạch từ trước tới nay, nhằm vào linh nguyên cảnh. Ngươi chỉ là linh nguyên cảnh nhất trọng thiên, giết ngươi quá dễ dàng, chỉ cần là linh nguyên cảnh nhị trọng thiên trở lên thì sẽ dám tiếp lệnh truy sát này. Không đến 3 ngày, đầy khắp núi đồi này, đều sẽ là người đến giết ngươi. Thời điểm Khương Phàm trở lại Thiên Sư Tông, trong tông môn náo nhiệt mang theo mấy phần bối rối, rất nhiều đệ tử cùng trưởng lão ra ra vào vào. Nhưng khi nhìn thấy Khương Phàm, một khắc này, trước sơn môn rộng rãi bỗng nhiên an tĩnh. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Khương Phàm. Khương Phàm, ngươi trở lại rồi, tông chủ đều sắp điên rồi. Nhanh nhanh nhanh, tông chủ đang ở trong Thanh Vân Điện. Một vị trưởng lão bắt lấy Khương Phàm chạy nhanh vào trong tông môn. Sau khi La Phù phát lệnh truy sát, chế y dưới Thiên Sư Tông mới biết được Khương Phàm căn bản cũng không ở trong tông môn. Không chỉ có tông chủ luống cuống, toàn tông chế y dưới đều luống cuống. Bọn hắn thật vất vả mới có được một thánh linh văn, đều coi Khương Phàm là hy vọng chấn hưng. Nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Thiên Sư Tông rất có thể trong vòng một đêm sẽ trở lại tình huống chật vật biệt khuất trước đó. Bọn hắn chịu đủ. Các trưởng lão bế quan nhao nhao xuất quan, các đệ tử đi ra ngoài lịch luyện liên tiếp trở về, ngay cả trưởng lão, đệ tử trấn thủ quặng mỏ đều bị cưỡng ép rút trở về một nhóm. Bên trong Thanh Vân Điện, sau khi nhìn thấy Khương Phàm trở về, tất cả mọi người dừng cãi lộn lại, nhẹ nhàng thở ra. Ngươi không sao chứ, sư tỷ đều dẫn người ra ngoài tìm ngươi. Thanh Văn chạy tới, từ chê y xuống dưới đánh giá Khương Phàm, xác định không sao sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Dạ Thiên Lan phân phó trưởng lão bên cạnh triệu hồi bọn người Dạ An Nhiên đến, lại nhìn Khương Phàm nói. Chợ đen La Phù Liên Hợp ban bố lệnh truy sát, ra giá cao nhất đạt tới 2.000 tinh thạch thượng phẩm, người mấy ngày nay cũng đừng có đi ra ngoài. Làm sao rút về lệnh truy sát? Khương Phàm cũng không muốn mỗi ngày đều nghẹn trong Thiên Sư Tông. Lệnh truy sát lần này cũng không chỉ là một mình Kim Cương Tông làm, rất có thể còn có Thiên Cương Tông, Thượng Thanh Tông. Trừ phi chính bọn hắn rút về, lại hoặc là không nộp ra đầy đủ tinh thạch, nếu không lệnh truy sát sẽ một mực treo ở đó. Dạ Thiên Lan không ngờ tới Tam Đại Tông sẽ trả thù Khương Phàm, không nghĩ tới lại ác như vậy. Vậy mà lại có thể mở ra giá chê y trời là 200.000 khối tinh thạch thượng phẩm. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng đến những tán tu linh nguyên cảnh điên cuồng trong La Phù Sơn Mạch kia. An Nhiên nghĩ đến một biện pháp, chúng ta vừa rồi đều đã quyết định, chuẩn bị áp dụng. Một vị trưởng lão ở bên cạnh nói ra. Biện pháp gì? Khương Phàm chú ý tới sắc mặt rất nhiều trưởng lão cũng không phải quá đẹp đẽ, nhưng đều không có lên tiếng phản đối nữa. Chúng ta sẽ chuẩn bị chọn lựa 30 vị đệ tử linh nguyên cảnh nhất trọng thiên, ngụy trang thành ngươi, tiến ra La Phù Sơn Mạch. Lấy bọn hắn làm mồi nhử, câu những tán tu kia xuất thủ. Chúng ta, thừa cơ phục sát. Giết một nhóm lại một nhóm, một mực giết tới tán tu La Phù kính sợ. Giết tới bọn người nhìn thấy chân nhân của ngươi, cũng không dám xác định ngươi là thật là giả, xung quanh có người phục ca yêu ta siết hay không. Chê y khuôn mặt anh tuấn của Dạ Thiên Lan toát ra khí tức sát phạt hiếm thấy. Khuôn mặt Khương Phàm có chút động, trách không được sắc mặt những trưởng lão này không bình thường như thế. Loại kế dụ địch này xác thực hữu hiệu, nhưng những đệ tử làm mồi dụ lúc nào cũng có thể sẽ nguy hiểm tính mạng.
tương đương bắt mệnh bọn hắn, đổi mệnh Khương Phàm. Khương Phàm vừa muốn cự tuyệt, lại bị Dạ Thiên Lan đưa tay ngăn lại. Đệ tử lựa chọn đều là phải tự nguyện, chúng ta sẽ không cưỡng cầu. Bọn hắn đều sẽ được phân đến hộ giáp THIO ta thân, cũng sẽ được ban thưởng. Cái này cũng không chỉ là vì bảo hộ ngươi, Thiên Sư Tông vừa vặn mượn cơ hội này, thể hiện ra tư thái cường ngạnh. Khương Phàm do dự một lát, miễn cưỡng tiếp nhận, bất quá lại nói. Cũng coi như có ta nữa. Ngươi đừng đi ra ngoài, cứ ở tại Thiên Sư Tông. Ta biết ngươi không nguyện ý quấy rầy, đã ở sau núi dọn dẹp ra một vùng đơn độc cho ngươi, ngươi cứ an tâm tu luyện. Nơi này còn có một miếng ngọc bài, ngươi có thể dựa vào ngọc này bài, đến bảo các nơi lấy thứ mình cần. Dạ Thiên Lan có chút bất đắc dĩ, đệ tử khác đều xin sư phụ ban thưởng linh bảo, võ pháp, cực lực biểu hiện, tranh thủ cơ hội. Hắn nơi này ngược lại là xin đệ tử muốn chút gì đó, dù là đi xem một chút cũng tốt. Khương Phàm nhận lấy ngọc bài, lại hỏi. Trong tông vừa đạt được ba tòa tinh quáng, cần phân trưởng lão và đệ tử ra trấn thủ, chúng ta có thể dùng nhiều người như vậy sao? Chúng ta đã liên hệ 5 tổ chức ám sát của La Phù Sơn Mạch. Do bọn hắn xuất thủ phối hợp. Dạ Thiên Lan từ toàn tông cùng tất cả quặng mỏ, chuẩn bị dòng giã 300 khối tinh thạch thượng phẩm, 500.000 khối tinh thạch trung phẩm, cùng ngũ đại tổ chức sát thủ làm giao dịch. Cứ như vậy, không chỉ tránh cho ngũ đại tổ chức sát thủ kia vây bắt Khương Phàm, còn ít đi một địch nhân chí mạng, lại có thể dùng bọn hắn đến phản sát tán tu La Phù. Mặc dù số lượng 300.000 tinh thạch thượng phẩm cùng 500.000 khối tinh thạch trung phẩm bị trưởng lão toàn tông mãnh liệt phản đối. Nhưng, Khương Phàm không chỉ có là hy vọng của toàn tông, càng là tranh thủ cho tông môn ba tòa quặng mỏ, tất cả trưởng lão mặc dù phản đối, nhưng cuối cùng đều tiếp nhận. Mà Dạ Thiên Lan cũng cường điệu lặp đi lặp lại, lần này, nếu như bọn hắn nhịn nữa, Thiên Sư Tông liền thật bị vượt qua. Cho nên, nhất định phải cường thế, nhất định phải tàn nhẫn. Khương Phàm mặc dù đối với tinh thạch không khái niệm gì, nhưng nhìn thần sắc Dạ Thiên Lan cùng các trưởng lão cũng có thể đoán được bọn hắn đều thật là đã hạ nhẫn tâm. Cho đến giờ phút này, ấn tượng của Khương Phàm đối Thiên Sư Tông mới cải thiện được một chút. Đây mới là tư thái cùng quyết đoán mà một đại tông vốn có. Cầm lấy ngọc bài, đến bên trong bảo các tuyển mấy bộ võ pháp, chọn mấy món vũ khí. Ta đã phân phó, người muốn cái gì đều được. Dạ Thiên Lan lại nhắc nhở lấy Khương Phàm, để tiểu tử này an tâm đợi tại Thiên Sư Tông một thời gian, đừng có lại chạy loạn. Khương Phàm gật đầu nói tạ ơn sau đó lại hỏi. Sao ta không thấy Nam Cung trưởng lão? Nam Cung trưởng lão đã quyết định quy ẩn, ta thu Cổ La làm đệ tử. Dạ Thiên Lan cũng không ngờ tới Nam Cung trưởng lão vậy mà lại chủ động đưa ra ý quy ẩn, còn cam đoan sẽ không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì. Vì tôn trọng. Hắn đã thu đệ tử Cổ La của Nam Cung trưởng lão làm đệ tử. Cổ La cũng xem như là mầm mống tốt, thiên phú và linh văn đều rất mạnh, chỉ là đi theo Nam Cung trưởng lão lâu, tính tình mềm nhũn. Nếu như hảo hảo bồi dưỡng, hẳn là có thể một mình đảm đương một phía. Sau khi Khương Phàm rời khỏi Thanh Vân Điện, đi tới Bảo Các Thiên Sư Tông, Lăng Vân Các. Lăng Vân Các so với Sâm La Điện Khương gia không biết hơn bao nhiêu lần, hoàn toàn là đục núi xây lên. Đem một tòa núi cao ngàn trượng cải tạo thành bảo các. Từ chê y xuống dưới chừng 36 tầng, trưng bày các loại đan dược, linh thảo, vũ khí, cùng công quyết võ pháp. Mà mỗi một tầng đều có hạn chế nghiêm khắc, cần đến cấp bậc gì cảnh giới gì mới có thể đi vào. Khương Phàm mới vừa đến nơi này liền đưa tới oanh động. Thánh Linh Văn, đại đệ tử tông chủ, một danh hiệu trong đó đều để bọn hắn không ngừng hâm mộ. Khương Phàm đơn giản ứng phó vài câu. Thẳng đến tầng 10 trở lên. Thiên Sư Tông không hổ đã từng là tôn chủ La Phù, mặc dù xuống dốc nhưng nội tình vẫn là nổi bật ở từng phương diện. Trong Lăng Vân Các này, võ pháp công quyết vô cùng toàn diện. Khương Phàm cũng không thiếu võ pháp, hai bộ võ pháp liệt hỏa phần thiên cùng vạn thú thiên hoàng quyền này là một huyền một thánh đã rất thích hợp hắn, cũng đầy đủ để hắn tu luyện cùng thi triển. Nhiều hơn nữa, ngược lại sẽ hỗn tạp. Bất quá Khương Phàm thiếu một bộ luyện thể võ pháp, hoặc có thể THIO ta thân cận chiến, có thể bảo đảm hắn phát huy cận chiến ưu thế tốt hơn. A, Thú Văn Quyết. Khương Phàm từ chê y giá sách xuất ra một bộ võ pháp, lật ra nhìn một lát. Đó cũng không phải một bộ công quyết cao thâm, chỉ là liên quan tới giảng giải cùng phóng thích thú linh văn, nhưng vô cùng cẩn thận toàn diện. Khương Phàm đột nhiên nhớ tới trận ngoài ý muốn ở Bạch Hổ Quan kia.
lúc ấy đầu đau muốn nứt, ý thức hỗn loạn, lại bạo phát ra thực lực linh nguyên cảnh cường đại siêu việt. Nhất là đôi hỏa dực kia, để hắn có thể dương cánh bay lượn, bay qua thành bạch hổ. Hiện tại nếu xác định linh văn của mình chính là thú linh văn, cũng nên là thời điểm nghiên cứu. Nếu quả thật có thể ngưng tụ ra hỏa dực, vô luận là cận chiến hay là hỗn chiến, thực lực chắc chắn sẽ tăng lên thực chất. Khương Phàm trở lại nơi ở Dạ Thiên Lan chuẩn bị cho hắn. Nơi này ở cạnh góc một tòa núi lớn nhất trong 33 tòa núi. Bởi vì rất nhiều năm trước, ngoài ý muốn mà ngọn núi này sụp đổ hơn phân nửa. Khương Phàm ngược lại rất hài lòng, nơi này không chỉ có vắng vẻ, còn cây cối thông mộng, cảnh sắc kỳ tú, rất thích hợp để tu luyện. Khương Phàm ngồi trong trạch viện đơn sơ, lật ra đại diễn thú văn quyết, nghiêm túc nghiên cứu. Quá trình trưởng thành của thú linh văn chia làm ba đại giai đoạn to lớn nhất chính là linh nguyên cảnh giới. Giai đoạn linh anh trải qua thai nghén, các phương diện thân thể đều phát sinh thích ứng với tính biến hóa, sau khi linh nguyên thành hình, thân thể bắt đầu toàn diện cải tạo. Lấy lang linh văn làm thí dụ, sẽ theo cảnh giới không ngừng đột phá, tuần tự ngưng tụ ra lợi trảo, răng nanh các loại, lớn nhất là lực sát thương bộ vị, sau đó được các tiêu chí đặc hữu của cự lang như tốc độ, lực bộc phát, lực phòng ngự các loại. Lấy hỏa hùng linh văn làm thí dụ, cảnh giới tầng tầng đột phá, hình thú bắt đầu dần dần hiển hiện, hình thể bắt đầu tăng trưởng, đồng thời bắt đầu phóng xuất ra khí tức hỏa hùng đặc biệt. Tại giai đoạn này, người còn cần nuốt thú nguyên của linh yêu cũng gần giống với linh văn, nếu như tìm không thấy thú nguyên, cũng cần nuốt máu tươi da thịt của bọn chúng. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn linh hồn. Giống như linh văn võ giả bình thường, sau khi tiến vào cảnh giới này, thú nguyên sẽ cùng linh hồn giao hòa, cho đến hình thành linh hồn hoàn toàn mới. Cho nên thú linh văn đến giai đoạn này sẽ được hoàn toàn biến thân thành yêu thú hoàn chỉnh, thực lực cường đại. Giai đoạn thứ ba là lại hướng lên sinh tử cảnh. Đây là một giai đoạn vô cùng đặc thù lại làm cho người khác e ngại, rất nhiều cường giả tình nguyện kẹt tại linh hồn cảnh đỉnh phong, cũng không dám bước chân tới sinh tử cảnh. Thú linh văn sẽ ở giai đoạn này cũng sẽ nghênh đón khiêu chiến tàn khốc hơn. Hơi không cẩn thận liền sẽ triệt để hóa thân thành mãnh thú, vĩnh viễn dừng lại, cũng đánh mất ký ức, biến thành dã thú từ đầu đến đuôi. Nếu như kiên trì nổi, sẽ không ngừng nuốt đồng loại, phát sinh dị biến mất khống chế. Khương Phàm cẩn thận lật nhìn hai ngày hai đêm, đối với thú linh văn đã toàn diện hiểu rõ, cũng rất mong đợi. Thử trước ngưng tụ hỏa dực một chút. Khương Phàm buông đại diễn thú văn quyết xuống, dựa theo giảng giải phía trên y bắt đầu Kaiota Siết phát thú linh văn. Hắn mặc dù không có trải qua thai nghén linh anh cảnh, nhưng từ khi bắt đầu thức tỉnh linh văn, hỏa điểu ở trong khí hải hẳn là đã thích ứng không tệ. Khương Phàm đầu tiên tu luyện hóa hình là hỏa dực, ngoại trừ thực dụng, cũng là bởi vì lúc trước từng phóng thích qua trong thành bạch hổ, hẳn là dễ thành hình. Tây Cương, Hoàng gia võ viện, đại hoàng tử ở một chỗ bí mật trong trạch viện võ viện, tiếp kiến thân trưởng lão đến từ Thiên Cương Tông. Người xác định là Khương Phàm. Đại hoàng tử mở nửa vạt áo, hai tay bày chê y ghế mây, hơi vểnh mặt lên. Thoải mái không bị trói buộc, lại mang theo ngông cuồng. Không giống với tam hoàng tử nội liễm âm hiểm, vị đại hoàng tử này từ trong ra ngoài tản ra một loại khí thế bá đạo buông thả. Thời gian Khương Phàm đến La Phù, cách sự kiện phát sinh tại Bạch Hổ Quan là sau nửa tháng. Dạ An Nhiên biến mất trong 3 năm, hẳn là ở trong Thương Châu Võ Viện. Hắn chính là Khương Phàm, không sai được. Thân trưởng lão trước đó không biết Dạ An Nhiên trốn ở Thương Châu Bắc Cương, còn có chút lo lắng, hiện tại hoàn toàn có thể xác định. Thân trưởng lão nói cho ta biết cái này là có ý tứ gì. Đại hoàng tử ngửa đầu, thờ ơ. Thân trưởng lão cười nhạt nói. Tam hoàng tử làm cho hoàng thất mất mặt, đại điện hạ có thể giúp một tay kiếm về. Tức có thể nhục nhã tam hoàng tử, lại có thể để hoàng thất cao hứng, nhất cử lưỡng tiện. Đại hoàng tử ngồi dậy, nhìn chằm chằm con mắt thân trưởng lão. Đây cũng là một ý không tệ, vậy người của Khương Vương phủ đâu, cũng ở Thiên Sư Tông sao? Đây là thói quen của hắn, bất kể là ai, chỉ cần nói chuyện cùng hắn, sẽ bị hắn nhìn chằm chằm. Tựa như rắn độc cắn con mồi. Thân trưởng lão đã quen thuộc ánh mắt của hắn, nhưng vẫn bị nhìn chằm chằm không thoải mái. Cái này không xác định. Đại hoàng tử nhìn hắn một hồi, ngoài cười nhưng trong không cười hừ một tiếng. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ chờ mấy ngày lại tới nơi này. Hôm nay, ta sẽ điều tra Thiên Sư Tông thật tốt.
Thân trưởng lão khẽ nhíu mày, không khách khí đáp lễ nói. Nếu như ta là ngươi, có được tin tức này nói ra chữ đầu tiên là tạ ơn, chữ thứ hai, cũng là tạ ơn, sau đó đứng lên nói cho ta nghe một chút. Lớn mật. Trong phòng hoàng gia, bọn thị vệ tức giận quát lớn. Đại hoàng tử đưa tay ngăn thị vệ lại. Ta chuẩn bị lễ vật dâng tặng cho phụ hoàng, đã đủ dày nặng. Thiếu một tên Khương Phàm cũng không sao cả, thêm một tên Khương Phàm cũng chỉ là dệt hoa chê y gấm. Ngược lại là Thiên Cương Tông các ngươi càng hy vọng có thể diệt trừ Khương Phàm đi. Mượn tay ta, giết người ngươi muốn giết, còn muốn ta nói cảm ơn. Lão gia hỏa, ta phạm tiện, hay là ngươi phạm tiện? Nụ cười chê y mặt đại hoàng tử dần dần biến mất, thay vào đó là một tia sát ý tùm. Thân trưởng lão chau mày. Đại điện hạ, lúc chúng ta gặp mặt lần đầu tiên, ngươi cũng không phải thái độ này. Coi ta là đồ đần, còn phải để ta hầu hạ. Đại hoàng tử vươn một đầu ngón tay ra cho thân trưởng lão. Điện hạ có ý tứ gì? Đại hoàng tử lắc lắc đầu ngón tay. Chỉ lần này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, nếu không, còn dám trêu đùa ta, giết chết ngươi. Đại hoàng tử dâng tặng lễ vật cho hoàng thất, toàn do Thiên Cương Tông chúng ta đến đỡ, thái độ này của ngươi, không sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thân trưởng lão dùng sức nắm chặt nắm đấm, vừa ký xong hiệp nghị, thái độ gia hỏa này liền thay đổi. Ta và Thiên Cương Tông các ngươi hợp tác là căn cứ vào đôi bên cùng có lợi. Ngươi chỉ là kẻ truyền lời, thật đúng là đề cao bản thân rồi. Đại hoàng tử mở hai tay ra, hào phóng ngửa ngồi chê y ghế mây. Cáo từ. Thân trưởng lão vươn người đứng dậy, trầm mặt rời khỏi. Chậm đã. Đại điện hạ còn có chuyện gì? Đại hoàng tử ngoắc ngoắc đầu ngón tay với thị vệ bên cạnh. Thị vệ đưa qua một cẩm thư, đại hoàng tử cầm ở trong tay lung lay. Đây là cái gì? Hiệp ước chúng ta ký kết. Phía chê y này có vết máu của ta, còn có ai? Tông chủ Thiên Cương Tông. Đại hoàng tử lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Là nội dung gì? Thân trưởng lão bỗng nhiên có một loại dự cảm thật không tốt. Hai tháng sau, Tây Cương sẽ nhấc lên hành động xâm lấn quy mô lớn nhất từ trước tới nay, quét ngang La Phù. Thiên Cương Tông, bí mật phối hợp. Nói rõ hơn một chút, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lông mày thân trưởng lão dần dần nhăn lại. Ký đều đã ký, có cái gì không dám nói. Đầu tiên, một tháng sau, đem người của ta, bí mật đưa vào chỗ sâu trong La Phù, giấu kỹ. Thứ hai, hai tháng sau, các tông ở Tây Cương chia ra ba đường tập ca Iota CS La Phù, Thiên Cương Tông làm tốt chỉ dẫn, bảo đảm chúng ta vây quét Thượng Thanh Tông. Lễ vật đại hoàng tử dâng tặng cho phụ hoàng chính là ổn định thế cục Tây Cương, thúc đẩy La Phù đại loạn. Lấy thực lực Tây Cương so với La Phù thì các tông kỳ thật ở vào thế hạ phong. Nhưng nếu như có thể tinh chuẩn xác định các tông La Phù phân phối cụ thể ở đâu rồi chặn đánh bọn hắn có thể tránh đi một ít chiến đấu không cần thiết, tập trung ưu thế lực lượng, vây quét một bộ trong đó. Cũng chính là La Phù đệ nhất tông, Thượng Thanh Tông. Hắn muốn lấy công lao Thượng Thanh Tông, dâng tặng lễ vật cho phụ hoàng. Mà Thiên Cương Tông muốn mượn cơ hội này phế bỏ Thượng Thanh Tông, thượng vị La Phù đệ nhất tông. Đây chính là cơ sở hai bên hợp tác. Đại hoàng tử cười cười. Nếu như ta đem cẩm thư này ném vào La Phù, người đoán sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Thượng Thanh Tông sẽ có phản ứng gì, các tông môn La Phù lại sẽ có phản ứng gì? Đại điện hạ, lời này của ngươi có ý gì? Sắc mặt thân trưởng lão bỗng nhiên âm trầm. Thứ hiệp nghị bí mật thế này, một khi bại lộ, Thiên Cương Tông sẽ vạn kiếp bất phục. Nếu như chúng ta hợp tác thật tốt, nhất định có thể hủy Thượng Thanh Tông, loạn La Phù. Ta có thể bàn giao cho Phụ Hoàng một việc rất hài lòng. Nhưng nếu như chúng ta thiếu sự hợp tác, ta lại ném cẩm thư vào La Phù, các tông La Phù cũng sẽ xé sống Thiên Cương Tông các ngươi. Ta thừa cơ tấn công, có thể trọng thương La Phù, cũng là một bàn giao rất không tệ. Sắc mặt thân trưởng lão đại biến. Ngươi không dám, ném cẩm thư vào La Phù, biến số quá nhiều, ngươi sẽ không mạo hiểm như vậy. Đại hoàng tử bình tĩnh nhìn hắn một hồi, cao giọng cười to, đưa cẩm thư cho thị vệ. Ta xác thực không dám, vừa rồi chỉ là đùa giỡn. Thân trưởng lão phẫn nộ, chợt minh bạch, đây là cảnh cáo. Tiễn khách, không cần tiễn. Sau khi thân trưởng lão rời đi, một vị thị vệ thấp giọng nói. Điện hạ. Ngài ca Iota CS thích thế này không sợ khiến Thiên Cương Tông bất mãn.
vạn nhất đến lúc đó bọn hắn cố ý giở trò xấu thì sao? Suy nghĩ nhiều, dạng này mới để cho bọn hắn càng phối hợp. Đại hoàng tử cười lạnh hai tiếng, phân phó nói. Đưa tin tức về hoàng thành, thông báo cho lão tam. Đây là vì cái gì? Hắn ở Bắc Cương chịu nhục, sẽ không từ bỏ như thế. Nếu Khương Phàm xuất hiện ở La Phù, hắn khẳng định sẽ có hành động, mặc kệ hắn làm thế nào, cuối cùng đều có thể thay chúng ta kiềm chế một phần lực lượng của La Phù, hành động của chúng ta sẽ thuận lợi hơn. Bọn thị vệ trao đổi lấy ánh mắt, nhao nhao cúi người. Điện hạ anh minh, ngũ đại chợ đen liên hợp phát ra lệnh truy sát, nhấc lên sóng to gió lớn tại La Phù Sơn Mạch. Khương Phàm mặc dù có thân phận đặc thù, chung quy là linh nguyên cảnh nhất trọng thiên, cấp bậc săn giết quá thấp, độ khó săn giết quá nhỏ, vậy mà tự nhiên khơi dậy vô số người tham lam. Rất nhiều tông môn đều triển khai bí mật hành động. Nhưng, bọn hắn làm thế nào cũng đều không nghĩ đến, thiên sư tông vậy mà lại điên cuồng phản ca Iota CS để đáp lễ bọn hắn vây bắt. 36 vị Khương Phàm vung vào các nơi La Phù làm mồi dụ, thành công dụ sát lấy từng đợt lại từng đợt thợ săn. Bởi vì thời gian Khương Phàm đến La Phù quá ngắn, không có mấy người tận mắt nhìn thấy hắn, trong tay có chỉ có một bức tranh, cho nên bọn hắn căn bản cũng không phân rõ Khương Phàm thật giả. Cũng chính là bởi vì như thế nên rất nhiều tán tu và tông môn bị dẫn dụ, cũng bị thiên sư tông điên cuồng bắt giết. Trong hơn 10 ngày ngắn ngủi, hơn 600 vị tán tu bị xử tử, máu tươi chảy xuống treo ở bên ngoài ngũ đại chợ đen. Thiên sư tông còn từ trong quá trình bắt giết cường giả cũng đã xác định 7 tiểu tông môn cỡ trung tham dự trong đó. Dạ Thiên Lan cũng không khách khí, trực tiếp giết vào những tông môn kia. 3 tông chủ tông môn bị giết, 4 tông môn bị ép giao phó rất nhiều tinh thạch để bồi thường. Cứ như vậy, trong thời gian nửa tháng ngắn ngủi, cỗ lực lượng do Thượng Thanh Tông, Thiên Cương Tông, Kim Cương Tông liên hợp nhấc lên phong bạo săn giết rốt cuộc cũng bị hành động như mưa to lôi đình của Thiên Sư Tông phản ca Iota CS mà lắng lại. Ngoại trừ số người cực ít còn dục dịch bên ngoài, cũng không còn ai vọng tưởng săn giết Khương Phàm đem đổi lấy tinh thạch. 3 tông Thượng Thanh vừa phẫn nộ vừa bất đắc dĩ. Bọn hắn biết Thiên Sư Tông khẳng định đã giấu Khương Phàm đi rồi, cuối cùng chỉ có thể triệt tiêu lệnh truy sát. Tuy nhiên, ai cũng không hề từ bỏ, mà đưa ánh mắt nhìn vào đại hội La Phù sắp đến. Khương Phàm cũng không biết chuyện phát sinh bên ngoài, hoàn toàn đắm chìm trong việc nghiên cứu thú linh văn. Đây là một phương thức tu luyện hoàn toàn khác với võ pháp, vừa mới lạ lại vừa ca Iota CS thích. Mà thời điểm mỗi khi nếm thử ca Iota CS phát, trong thân thể Khương Phàm cuối cùng sẽ xuất hiện cảm giác kỳ diệu. Thật giống như một ít ký ức muốn hiện ra, một ít bản năng đang dần dần thức tỉnh. Khương Phàm không biết mệt mà đắm chìm trong đó. Huyết đan phối hợp đại diệu thiên kinh, bổ sung tinh lực để hắn có thể ngày đêm không ngừng không nghỉ mà tu luyện. Nhưng, hỏa dược mặc dù đã thành hình, cũng có thể mang hắn bay lên, nhưng dù sao cũng không đạt được hiệu quả dự trù. Khương Phàm sau khi lặp đi lặp lại nếm thử, nghĩ đến một phương thức tìm đường chết để ca Iota CS thích. Hỏa dực, mở. Khương Phàm xông lên vách núi hơn 700 mét, thả người nhảy xuống. Thánh linh văn nở rộ như hỏa điểu dương cánh. Phía sau lưng hiện ra mảng lớn văn ấn hỏa dực. Một cỗ liệt diễm mãnh liệt mà ra ngưng tụ thành hỏa dực rộng lớn, mỗi cái triển khai dài 1 mét. Khương Phàm lao xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, gió mạnh gào thét bên tai. Hỏa dực mãnh liệt phung vẩy, lại dưới cuồng phong gào thét mà không ngừng tán loạn. Lên, lên! Khương Phàm trừng trừng hai mắt, điên cuồng ca Iota CS ra dực văn phía sau lưng, phóng thích ra liệt diễm càng mênh IG. Vách núi cao 700 mét, một đầu đâm xuống không chết cũng tàn phế. Tiểu xà vòng quanh hắn bay tới bay lui, gấp tê tê gọi bậy. Lên, lên, lên cho ta! Khương Phàm gào thét rơi xuống. Mắt thấy cách mặt đất đã không đủ 50 mét, toàn thân hắn căng cứng, lớn tiếng gào thét. Oanh! Thánh văn chê y chán chói mắt, dực văn phía sau lưng phát sáng, một cỗ hỏa diễm mãnh liệt hơn phóng ra, hỏa dực hai bên cũng đã mở đạt tới 2 mét. Cùng với chấn động mãnh liệt, hỏa dực cuốn lên khí lãng mang theo Khương Phàm phóng lên tận trời. A! À, Khương Phàm hưng phấn giống to, huy động cánh chim, nhanh chóng tung bay. Khương Phàm! Sẽ không phải chạy mất đấy chứ. Dạ An Nhiên tìm đến Khương Phàm, kết quả không thấy người đâu. Khương Phàm. Dạ An Nhiên lại hô vài tiếng, không ai trả lời, đang muốn quay người rời khỏi, một cỗ liệt diễm từ trên trời giáng xuống.
Bành. Khương Phàm rơi ầm ầm trên y mặt đất, toàn thân liệt diễm mãnh liệt, kim quang hừng hực, hỏa dược hoa lệ triển khai sau lưng. Khương Phàm. Dạ An Nhiên khẽ nhếch môi đỏ, kinh ngạc nhìn hình ảnh kinh người này. Sao cô lại tới đây? Khương Phàm đang muốn tản ra liệt diễm, chợt nhớ tới y phục toàn thân lại bị đốt không còn một mảnh. Cô, nếu không đi ra ngoài trước một lát được không? Thế nào? Dạ An Nhiên nhìn chằm chằm linh văn lấp lóe trên y trán Khương Phàm, cảm xúc chập trùng, thú linh văn, quả nhiên là thú linh văn. Hắn vậy mà có được thánh phẩm thú linh văn. Không mặc y phục. Khương Phàm cười cười xấu hổ. Khuôn mặt Dạ An Nhiên đỏ lên, từ trong nhẫn không gian lấy ra kiện nhuyễn giáp, giày, còn có một bộ y phục màu đen, bỏ trên y đất. Đây là chuẩn bị cho ngươi. Phụ thân tự mình tìm thợ rèn, chế tạo riêng cho ngươi, có thể chống cự hỏa diễm, cũng có lực phòng ngự nhất định. Dạ An Nhiên quay người đưa lưng về phía Khương Phàm. Khương Phàm tản ra hỏa dực, đi vào trong nhà đá thay nhanh. Ta trở về đã bao lâu rồi? 18 ngày. Dạ An Nhiên quay đầu, đôi mắt đẹp hiện lên mấy đạo ánh sáng, nhịn không được mà nhìn Khương Phàm vài lần. Khương Phàm mặc dù dáng dấp tuấn tú, nhưng trước đó luôn mặc chút vải thô áo gai, đi chân đất, không chút nào chú ý hình tượng. Dạ An Nhiên càng chú ý khí chất của hắn cùng tư thái xử sự, không nghĩ tới hôm nay thay y phục khác, vậy mà để cho nàng cảm giác hai mắt tỏa sáng. Áo đen, kim văn, tóc ngắn, còn có ánh mắt sáng tỏ lại sắc bén, thể trạng lãnh tuấn lại cường tráng. Quả là một tiểu tử tinh thần tuấn tú. Đại hội La Phù sắp bắt đầu sao? Khương Phàm tính toán thời gian một chút, bên ngoài đã hơn 10 ngày, trở về lại thêm 18 ngày, đã sắp tới đại hội La Phù. Hôm nay chuẩn bị, ngày mai khởi hành. Dạ An Nhiên không nghĩ tới mình vậy mà cũng có một ngày chú ý vẻ đẹp bên ngoài của một người. Nhưng mà, thật đúng là rất anh tuấn. Ta cần chuẩn bị cái gì? Khương Phàm vẫn rất mong đợi. Đại hội 18 tông, không chỉ có các tông cao tầng tụ tập, còn có tinh anh tử đệ các tông. Nhiều người trẻ tuổi tinh anh khí thịnh tập hợp tại một chỗ, chắc chắn sẽ không nhàn rỗi. Chúng ta đều đã chuẩn bị xong, ngươi chỉ cần đi qua bồi tiếp là được. Dạ An Nhiên so với Khương Phàm càng chờ mong hơn. Thú linh thánh văn. Nhìn chung lịch sử La Phù Sơn Mạch, hình như chưa từng xuất hiện qua dạng linh văn này. Ta chỉ cần biểu hiện ra linh văn thì có thể ổn định địa vị Thiên Sư Tông. Thánh linh văn của ngươi có thể đại biểu tiềm lực Thiên Sư Tông, nhưng chúng ta có thể tiếp tục lưu lại tại vị trí 18 tông hay không còn phải xem thái độ các tông. Là thế nào? Khương Phàm đã biết sẽ không đơn giản như thế. Ở giữa 18 tông có rất nhiều minh ước điều lệ. Trong đó có một điều, nếu như cộng đồng Tam Tôn Chủ La Phù quyết định khu trục một tông môn nào đó, các tông khác lại vượt qua ngũ đại tông môn tán thành. Tông môn này mặc kệ mạnh yếu, đều sẽ bị trục xuất, lại trong vòng 10 năm không được tiến vào 18 tông. Nếu như trong Tam Tôn Chủ La Phù có hai vị cộng đồng đề nghị khu trục một tông môn, chỉ cần có thể được thập đại tông môn duy trì, cũng có thể đem tông đó khu trục, thời gian là 5 năm. Phụ thân mấy ngày nay đã liên hệ giao hảo trước đó giữa chúng ta cùng Ngọc Hư Tông, Linh Cực Tông. Bọn hắn đều mịt mờ nhắc nhở các tông La Phù đều đã nhận được nhắc nhở đến từ Thượng Thanh Tông và Thiên Cương Tông, bọn hắn muốn khởi động điều lệ thứ hai, đem Thiên Sư Tông trục xuất khỏi 18 tông. Bên trong phần này có nhắc nhở, có dụ hoặc, cũng có uy hát yêu ta. Dạ An Nhiên lắc đầu. Trước đó thật đúng là không ngờ tới sẽ là tình huống thế này. Bọn hắn chỉ cần trực diện Thiên Cương Tông là có thể. Nhưng Khương Phàm ngoài ý muốn giết chết Bành Tổ, Thiên Cương Tông liền cùng Thượng Thanh Tông cùng chung mục tiêu. Ngọc Đỉnh Tông có thái độ gì? Khương Phàm cũng không nghĩ tới mình lại bổ ra một đao đại phiền toái như thế. Ngọc Đỉnh Tông cự tuyệt phụ thân xin gặp. Nếu như Ngọc Đỉnh Tông chỉ không nguyện ý trực tiếp cùng Thượng Thanh Tông cùng Thiên Cương Tông đối kháng, mà dự định trung lập, chúng ta chỉ cần có thể tranh thủ duy trì với 5 tông môn liền có thể bảo trụ địa vị. Nhưng nếu như 3 tông liên hợp, chúng ta chắc chắn sẽ thua. Dạ An Nhiên rất rõ ràng mục đích của Thượng Thanh Tông cùng Thiên Cương Tông, một khi đem Thiên Sư Tông đuổi ra ngoài, chắc chắn sẽ lập tức phái người truy sát phụ thân, hủy Thiên Sư Tông. Khương Phàm trầm ngâm một lát. Cần ta đi Ngọc Đỉnh Tông một chuyến hay không? Dạ An Nhiên lắc đầu. Bọn hắn mặc dù thưởng thức linh văn của ngươi, nhưng dính đến sự vụ tông môn cũng sẽ không bởi vì ngươi bái phỏng mà thay đổi. Còn không có tin tức của mọi người vương ra sao?
Khương Phàm không phải đã hiểu rất rõ tình huống La Phù, chỉ cần phối hợp liền tốt. Không sai biệt lắm, nhưng đến hiện tại vẫn không có gặp người. Dạ An Nhiên cũng rất kỳ quái, trước có N oán chẳng hiện ra Thánh Linh Văn, lại có chợ đen treo giải thưởng săn giết, danh hào Khương Phàm đã truyền khắp La Phù. Người của Khương gia coi như giấu ở xa cũng hẳn là nghe được chút tin tức. Thế nhưng, cũng không có. Khương Phàm trầm mặc. Vương gia đến La Phù là đầu nhập vào cô. Nói cách khác vị cô vốn không che mặt kia hẳn là ở trong La Phù Sơn Mạch, hơn nữa là trong đại tông nào đó. Thế nhưng lấy tình huống hiện tại, 18 tông hẳn là đều đã nghe nói qua tên của hắn, vì cái gì còn không tới. Chẳng lẽ, bọn hắn không thể rời khỏi đại hoang sao? Hay là lúc ấy nghe lầm, cô cũng không phải ở trong La Phù Sơn Mạch, mà là lân cận La Phù. Phụ thân suy đoán, Khương Vương có thể không yên lòng tình huống tại Bạch Hổ Quan, đã bí mật lẻn về Lang Gia Quốc. Hắn hôm trước liền phái người đi Lang Gia Quốc, nghe ngóng tình huống ở Bắc Cương. Tin tưởng chúng ta, Thiên Sư Tông nhất định sẽ giúp ngươi tìm thấy bọn hắn. Dạ An Nhiên tiếp xúc Khương Phàm không nhiều, nhưng cũng rất hiểu tính cách của hắn, nếu như xác định Khương gia không ở La Phù, hắn rất có thể sẽ trực tiếp rời khỏi, sẽ không có bất kỳ lưu luyến gì đối với nơi này. Vất vả rồi. Khương Phàm không có quá gấp. Lấy tính cách Vương gia, nói không chừng thật đúng là có khả năng đã trở về Lang Gia Quốc. Nhưng, cô thì sao? Nàng đến cùng là ai, ở La Phù có thân phận gì? Dạ An Nhiên hơi do dự, thanh âm đều thấp rất nhiều. Còn có một chuyện, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Chuyện gì? Chúng ta ngày kia đến La Phù Đại Hội, cần hơi thân cận một chút. Ý của phụ thân là, để các tông cho rằng hai người chúng ta là, cùng nhau. Dạ An Nhiên nhăn nhó nói xong, má ngọc xinh đẹp nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt. Đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nói ra lời mập mờ như thế. Khương Phàm quái dị nhìn Dạ An Nhiên. Ta còn nhỏ. Dạ An Nhiên nghẹn hòng im lặng, cái gì gọi là ngươi còn nhỏ, ta rất lớn sao? Tông chủ, có người xin gặp. Là tam trưởng lão Thượng Thanh Tông. Tại thời điểm Dạ An Nhiên đi tìm Khương Phàm, một vị đệ tử gõ cửa phòng Dạ Thiên Lan. Thượng Thanh Tông. Dạ Thiên Lan đang vì cục diện bây giờ mà phát sầu. Thượng Thanh Tông đột nhiên liên hợp Thiên Cương Tông, muốn tại đại hội La Phù khu trục Thiên Sư Tông, hoàn toàn ngoài ý liệu của hắn. Giết Bành Tổ, xác thực xem như đã gây thù kết oán. Nhưng đó là sự kiện xảy ra trong N oán chàng, không nên đưa đến bên ngoài. Thượng Thanh Tông cho dù có ý diệt trừ Khương Phàm, cũng không thể vì việc này công khai bên chê y sự vụ xuất thủ. Dù sao Thượng Thanh Tông cũng là đệ nhất đại tông La Phù, đại biểu cho mặt mũi thập bát tông La Phù, đại biểu quy củ của thập bát tông La Phù. Nhưng Dạ Thiên Lan xác thực nhận được tin tức từ Ngọc Hư Tông, Linh Cực Tông nơi đó nói rằng Thượng Thanh Tông và Thiên Cương Tông đã liên thủ. Hai đại tôn chủ liên thủ, cũng cho các tông một áp lực thực lớn. Trừ phi Ngọc Đỉnh Tông đứng ra, nếu không các tông La Phù chỉ có thể thuận theo hai đại tôn chủ thỉnh cầu, khu trục Thiên Sư Tông. Thế nhưng, một bên chèn ép, một bên lại tới bái phỏng. Thượng Thanh Tông đang muốn làm cái gì? Mời hắn vào. Dạ Thiên Lan ngồi nghiêm chỉnh, ra hiệu đệ tử mời người vào. Vâng tông chủ, nghe nói quý tông gần đây gặp chút phiền phức. Lão Phu được tông chủ nhờ vả, tới giúp ngươi giải vây. Tam trưởng lão Thượng Thanh Tông đi vào gian phòng, cởi mở cười to. Tam trưởng lão, hạnh ngộ. Không biết quý tông chủ giúp Thiên Sư Tông ta thế nào? Dạ Thiên Lan cũng không cùng hắn nói nhảm, rất thẳng thắn hỏi. Tam trưởng lão còn tưởng rằng Dạ Thiên Lan sẽ già mồm vài câu, không nghĩ tới lại thống o á yêu ta như thế. Xem bộ dáng là thật sốt ruột. Thượng Thanh Tông có thể bảo đảm Thiên Sư Tông tiếp tục lưu lại trong 18 tông. Chỉ cần Dạ Tông chủ đáp ứng hai điều kiện. Tam trưởng lão cũng đi thẳng vào vấn đề. Tam trưởng lão cứ nói đừng ngại. Vậy ta nói thẳng, điều kiện đầu tiên, Thiên Sư Tông muốn trục xuất Khương Phàm khỏi tông môn. Điều kiện thứ hai, Dạ An Nhiên gả vào Thượng Thanh Tông. Dù lòng Dạ Thiên Lan thâm sau cũng không nhìn được tức giận hiện lên chê y mặt, kém chút đã trực tiếp tiễn khách. Dạ Tông chủ cảm giác quá mức, nhưng ta cho rằng rất hợp lý. Khương Phàm giết Bành Tổ, Tông chủ nhất định phải cho toàn tông một cái công đạo. Khương Phàm, hẳn phải chết, ngươi ném ra, chúng ta tới giết, mà cân nhắc đến mọi thứ, Thiên Sư Tông đã mất đi Khương Phàm, các phương diện có thể sẽ chịu chút ảnh hưởng, cho nên.
chúng ta nguyện ý cùng Thiên Sư Tông trở thành thông gia. Các ngươi dùng Dạ An Nhiên, chúng ta dùng chính là thiếu tông chủ. Hình Luyện, đối với Dạ An Nhiên mà nói, đây là phúc khí. Đối với Thiên Sư Tông mà nói là, đây là cơ duyên. Tam trưởng lão tươi cười nhìn Dạ Thiên Lan. Sắc mặt Dạ Thiên Lan lại âm trầm, cố nén lửa giận. Tốt thay cho một thượng thanh tông. Trước Liên Hợp Thiên Cương Tông chèn ép, bức Thiên Sư Tông đến tuyệt lộ. Lại đến một chiêu rút củi dưới đáy nồi, khu trục Khương Phàm, cưới Dạ An Nhiên. Thế này bằng với việc muốn một mực khống chế Thiên Sư Tông, biến bọn họ thành người phụ thuộc. Dạ Tông Chủ, ngươi là người thông minh, rất rõ ràng thế cục bây giờ. Nếu như chúng ta thật cùng Thiên Cương Tông tại Đại hội La Phù đề nghị khu trục Thiên Sư Tông các ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn rời khỏi. Sau khi rời khỏi 18 Tông, Thiên Cương Tông sẽ không có bất kỳ trói buộc gì, bọn hắn nhất định sẽ đưa ngươi vào chỗ chết. Ngươi còn có thể trông cậy vào Ngọc Đỉnh Tông ra mặt. Nhưng, ha ha, Ngọc Đỉnh Tông có chủ ý gì, ngươi thật không rõ ràng. Tam trưởng lão nhếch miệng, dáng tươi cười dần dần hiện ra vẻ âm hiểm. Bọn hắn không nguyện ý trực tiếp cùng Thượng Thanh Tông và Thiên Cương Tông đối nghịch, nhưng lại muốn có được Khương Phàm. Làm sao bây giờ, kết cục tốt nhất đương nhiên là hai tông chúng ta liên thủ, Hủy Thiên Sư Tông, bọn hắn lại nhúng tay sau, cứu Khương Phàm tại trong biển lửa. Khương Phàm, chính là của bọn họ. Dạ Thiên Lan trầm mặc không nói. Đây cũng là điều mà hắn nghi ngờ đối với thái độ Ngọc Đỉnh Tông. Ngọc Đỉnh Tông muốn Khương Phàm cũng đã thuộc về Thiên Sư Tông. Ngọc Đỉnh Tông cao ngạo, không có khả năng cưỡng ép mời chào, cũng không nguyện ý cùng Thiên Sư Tông cùng hưởng, nếu không liền mang ý nghĩa hiện tại bọn hắn muốn liên hợp với Thiên Sư Tông, nhất định trực tiếp đối đầu Thiên Cương Tông. Cái này không thể nghi ngờ sẽ tạo thành áp lực thực lớn cho bọn hắn, để Tam Tôn Chủ La Phù bất hòa. Ngọc Đỉnh Tông sẽ không trực tiếp khu trục các ngươi, nhưng tuyệt sẽ không thay các ngươi nói nửa câu ti chê y Đại hội La Phù. Cứ như vậy, các tông khác ai lại dám đứng ra phản bác hai đại tôn chủ? Dạ Tông Chủ, các ngươi thật đang rất nguy hiểm. Biện pháp duy nhất chính là đồng ý điều kiện của Tông Chủ chúng ta. Khu trục Khương Phàm, dâng lên Dạ An Nhiên. Chỉ cần ngươi đồng ý, Thượng Thanh Tông sẽ không đề nghị khu trục Thiên Sư Tông. Thiên Cương Tông một cây chẳng chống vững nhà. Thiên Sư Tông có thể bảo trụ địa vị. Tam trưởng lão ăn chắc Dạ Thiên Lan. Trừ phi Dạ Thiên Lan muốn chết, lại lôi kéo Thiên Sư Tông chôn cùng, nếu không cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Cứ như vậy, bọn hắn đã có thể xử tử Khương Phàm, càng có thể thừa cơ bắt lấy Thiên Sư Tông. Đã vãn hồi danh dự, lại tăng mạnh thực lực, còn tránh cho Thiên Cương Tông đến đỡ Kim Cương Tông tiến vào 18 tông. Một công ba việc. Một đám lão hồ ly. Dạ Thiên Lan phẫn nộ, nhưng không có phát tác, bởi vì, trong 18 tông, đâu có vị tông chủ nào là người lương thiện. Đều không phải. Bao gồm cả hắn, hắn cũng không phải người tốt lành gì. Dạ Tông Chủ, suy tính thế nào? Khương Phàm tuy là thánh linh văn, nhưng Thiên Sư Tông bây giờ không gánh nổi. Thiếu tông chủ Hình Luyện của chúng ta là thiên kiêu số một trong La Phù mà mọi người công nhận, Dạ An Nhiên có thể gả cho hắn là phúc khí. Tâm tình tam trưởng lão đang rất không tệ, cũng có kiên nhẫn chờ đợi. Nếu như có thể đem Thiên Sư Tông đã từng là một trong tam tôn chủ biến thành phụ thuộc, lực ảnh hưởng của Thượng Thanh Tông trong 18 tông thậm chí bên trong La Phù Sơn Mạch sẽ lại đề thăng thêm một phương diện. Ta đã suy nghĩ kỹ. Dạ Thiên Lan ổn định cảm xúc, thản nhiên nói. Vậy chúng ta ký hiệp nghị. Tam trưởng lão lật tay lấy quyển sách bằng da ra, phía chê y đã nghĩ ra tốt hiệp ước. Thiên Sư Tông chúng ta vô cùng hy vọng có thể lưu vào trong nhóm 18 tông, nhưng nếu như 18 tông thật dung không được chúng ta sẽ đi. Trong lòng Dạ Thiên Lan hừ lạnh, vọng tưởng khống chế Thiên Sư Tông. Nằm mơ. Dạ Tông Chủ, ngươi đây là ý gì? Ngươi lưu tại 18 tông, Thiên Cương Tông không dám động đến ngươi. Một khi bị khu trục, ta cam đoan không quá 3 ngày, ngươi sẽ trở thành một bộ xương khô trong La Phù Sơn Mạch này. Mấy trăm năm cơ nghiệp của Thiên Sư Tông cũng sẽ hủy ở chê y tay ngươi. Ngươi xứng đáng với sư tôn tiên tổ ngươi sao? Nụ cười chê y mặt tam trưởng lão dần dần biến mất. Dạ Thiên Lan đáp lễ bốn chữ. Người đâu, tiễn khách. Tam trưởng lão bỗng nhiên đứng dậy, lạnh lùng hừ một cái. Ta thấy Dạ Tông Chủ ôm lấy mấy phần huyễn tưởng đối với Ngọc Đỉnh Tông rồi. Vậy ta sẽ cho ngươi thời gian thêm một ngày. Ngày mai trước khi trời tối. Nếu như ngươi chủ động tìm tới ta, hiệp ước này còn có thể ký. Thời gian vừa tới,
coi như ngươi quỳ xuống cầu xin ta, Thượng Thanh Tông cũng sẽ không thu các ngươi. Tam trưởng lão thu hồi quyển sách bằng da, phẩy tay áo bỏ đi. Nhìn cửa phòng đóng chặt, chê y khuôn mặt anh Tuấn Dạ Thiên Lan lại hiện ra nhàn nhạt sầu lo. Một đám dã thú muốn ăn tươi nuốt sống. Ngày kia là đại hội La Phù, xem ra chỉ có thể đem hy vọng đặt ở chê y người Khương Phàm cùng Dạ An Nhiên. Nhưng, kết quả như thế nào, không đoán trước được. Sáng sớm hôm sau, thời điểm Khương Phàm đi vào Thanh Vân Điện, Dạ Thiên Lan đã đợi ở chỗ này. Còn có hai vị trưởng lão Độc Cô Thương, Văn Thải Y, Dạ An Nhiên, Cổ La cùng tám vị đệ tử tinh anh Thiên Sư Tông. Sau khi Khương Phàm hướng Dạ Thiên Lan hành lễ, nhìn tới Cổ La mấy lần. Tên gia hỏa này giống như đã thay đổi hoàn toàn thành một con người khác. Mắt sáng rực lên, còn hiện ra lãnh quang bức người. Từ trong ra ngoài tản ra khí thức bén nhọn. Cổ La mấy ngày trước đã tiến vào linh nguyên cảnh. Dạ An Nhiên giải thích. Minh Linh Văn khi còn là linh anh cảnh cũng không đột xuất, nhưng sau khi tiến vào linh nguyên cảnh, khí chất sẽ phát sinh thay đổi rõ ràng, thực lực càng ngày càng mạnh. Như, kiếm Linh Văn tiến vào linh nguyên cảnh, chẳng khác nào có được kiếm thai. Tiến vào linh hồn cảnh, linh hồn đều sẽ biến thành hình kiếm, vạn vật trong thiên hạ đều có thể làm kiếm. Giống Thuẫn Linh Văn của Từ Dương Thạc, nếu có cơ hội tiến vào linh hồn cảnh, có thể khiến Sơn Hà làm thuẫn. Đáng tiếc, còn không có cơ hội trưởng thành liền chết trong N oán tràng. Cổ La cõng một thanh trọng kiếm ở sau lưng, nhắc nhở Khương Phàm. Ngày mai là đại hội La Phù, người sẽ là tiêu điểm. Bên trong đám tân sinh mười mấy tuổi có tam đại thánh linh văn La Phù Sơn Mạch, trong đó có hai vị đúng lúc là linh nguyên cảnh nhất trọng thiên. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn đều sẽ hướng tới người khởi xướng khiêu chiến. Cổ La đã được chứng kiến thực lực của Khương Phàm, rất mạnh. Nhưng hai vị thánh linh văn này sớm đã danh chấn La Phù, vô luận là linh văn hay là thực lực đều vô cùng cường đại. Ba thánh linh văn. Khương Phàm ngoài ý muốn, không hổ là La Phù Sơn Mạch, tân sinh thôi mà đã có ba vị. Hình luyện của Thượng Thanh Tông, linh văn là Tử Dương Thánh Hỏa. Hiện tại là linh nguyên cảnh nhất trọng thiên, Thiên Cương Tông, Cửu Nguyên Lương, thánh văn là Hắc Kim, linh nguyên cảnh nhị trọng thiên. Thánh Nữ Tông, Tịch Giao, thánh văn là Táng Hồn Hoa. Linh nguyên cảnh nhất trọng thiên. Rất không may, ba tông này đều có xung đột với Thiên Sư Tông chúng ta. Dạ An Nhiên cũng thừa nhận bọn người hình luyện xác thực rất mạnh. Ba vị này đều được tông môn tỉ mỉ bồi dưỡng, võ pháp tạo nghệ hơn hẳn Khương Phàm tự bản thân khổ tu. Khương Phàm, lần này thật muốn nhờ vào ngươi. Chỉ cần ngươi có thể chống đỡ được tất cả khiêu chiến, điều kiện gì ta cũng đều đồng ý với ngươi. Dù là gã An Nhiên cho ngươi. Đem Thiên Sư Tông cho ngươi cũng được. Dạ Thiên Lan dùng sức vỗ vỗ bả vai Khương Phàm, một mặt nghiêm túc. Khương Phàm vừa muốn nói yên tâm, kết quả bị một câu phía sau hắn chặn lại. Phụ thân, Dạ An Nhiên xấu hổ. Xuất phát, Dạ Thiên Lan mang theo bọn hắn leo lên Thanh Lân Ưng, phóng lên tận trời, chạy tới nơi tổ chức đại hội La Phù, Khôi Binh Sơn. Khôi Binh Sơn cách Thiên Sư Tông hơn 1.300 dặm. Ở vào nơi cực sâu trong La Phù Sơn Mạch. Cao tới vạn mét, nguy nga hùng vĩ, khí thế bàng bạc. 18 thềm đá nối thẳng đỉnh núi tượng trưng cho 18 tông mạnh nhất La Phù. Thời khắc đại hội bắt đầu, đại biểu 18 tông sẽ leo lên thềm đá. Lúc Dạ Thiên Lan mang theo bọn người Khương Phàm chạy tới nơi này, trong thành đá dưới núi đã vô cùng náo nhiệt. Không chỉ có Ngọc Hư Tông, Thương Vân Tông, Linh Cực Tông mà các tông môn khác cũng đã sớm đuổi tới. Mặt khác, Kim Cương Tông hay các tông môn khác không thuộc về 18 tông cường thịnh cũng đều tới đây. Đại hội La Phù đều có thể nói là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong La Phù Sơn Mạch. Mặc dù chỉ là hội nghị nhưng lại quyết định vận mệnh rất nhiều tông môn, cũng thường xuyên sẽ diễn ra gió tanh mưa máu. Nếu như liên minh trong tông môn không thay đổi, ngược lại cũng dễ nói. Nhưng nếu như bất kỳ một tông môn nào bị thủ tiêu tư cách liền cần từ trong những tông môn khác một lần nữa tuyển lên một tông. Tự nhiên vậy mà sẽ dẫn phát chiến đấu kịch liệt. Còn tông môn bị trục xuất kia cũng sẽ nhận khiêu khích tàn khốc từ các phương. Thiên Sư Tông đến. Một tiếng hô to truyền khắp thành đá không lớn, rước lấy ánh mắt các nơi. Đại hội La Phù năm nay, Thiên Sư Tông không thể nghi ngờ chính là tông môn được quan tâm nhất. Nếu như Dạ Thiên Lan gánh vác được, chẳng khác nào đã có thời gian 5 năm quý giá, nương tựa theo 8 tòa tinh quáng cùng Khương Phàm có thánh phẩm linh văn kia,
cũng dần dần triển lộ tư thái, Thiên Sư Tông vô cùng có khả năng một lần nữa đứng vững. Nếu như Dạ Thiên Lan gánh không được, hắn sẽ chết, Thiên Sư Tông càng sẽ gặp phải biến cố lớn. Dạ Thiên Lan tới. Nghe nói hắn đã bị Ngọc Đỉnh Tông cự tuyệt rồi. Ngoại trừ Ngọc Hư Tông ra, hình như không có người nào nguyện ý gặp hắn. Nếu như chỉ là Thiên Cương Tông, còn không có lực ảnh hưởng lớn như vậy, ai bảo Khương Phàm một đao đánh chết Bành Tổ. Nếu đổi lại là ta, đã sớm một bàn tay chụp chết Khương Phàm, tự mình đưa đến Thượng Thanh Tông. Đáng thương, thật vất vả mới đạt được Thánh Linh Văn, lại đắc tội Thượng Thanh Tông, được không bù mất. Thượng Thanh Tông một mực là đệ nhất đại tông tại La Phù, địa vị chưa bao giờ bị dung chuyển qua, Ngọc Đỉnh Tông đều muốn bán mấy phần tình mọn. Bọn hắn cùng Thiên Cương Tông liên thủ, ai cũng đến cân nhắc một chút. Rất nhiều tông chủ tông môn nhìn qua Thanh Lân Ưng từ chê y trời giáng xuống, thay Dạ Thiên Lan đáng tiếc. Tuy nhiên, chỉ có Thiên Sư Tông bị trục xuất khỏi 18 tông, những tông môn nhị lưu như bọn hắn đây mới có tư cách trở thành một trong 18 tông. Đệ tử tinh anh các tông cũng đều nhìn qua nơi xa mà nghị luận ầm ĩ. Tên nào là Khương Phàm? Tới rồi sao? Đến bây giờ còn không ai tra ra lai lịch hắn sao? Nghe nói Thiên Sư Tông vì phản ca Iota CS lệnh truy sát tại chợ đen, ném ra 300.000 tinh thạch thượng phẩm và 500.000 tinh thạch trung phẩm. Dạ Thiên Lan coi hắn là con nuôi sao? Hắc hắc, là con rể. Hắn có thể đi theo Dạ An Nhiên hấp tấp về Thiên Sư Tông, quan hệ khẳng định không đơn giản. Mỹ nhân kế, người nói cũng phải, dáng dấp Dạ An Nhiên thật đúng là không tệ, so ra thì cũng không kém cạnh Tịch Giao Thánh Nữ Tông. Thanh Lân Ưng hạ xuống trong vô số ánh mắt chú ý, rơi xuống một chỗ trong đình viện vùng Đông Nam thành đá. Ngôi viện này là của Thiên Sư Tông chúng ta, ở lại bên trong, đừng tùy tiện đi ra ngoài. Văn trưởng lão bồi tiếp bọn hắn, Độc Cô trưởng lão cùng ta đi tiếp mấy vị lão hữu. Sau khi Dạ Thiên Lan dặn dò vài câu thì mang theo Độc Cô Thương rời khỏi. Hôm nay các tông đều đến, là cơ hội tốt để gặp mặt, cũng là trước khi đại hội La Phù bắt đầu. Hắn tranh thủ một lần duy nhất lấy được cơ hội ủng hộ. Khương Phàm, đi ra một chút, để cho chúng ta mở mắt một chút, xem Thánh Linh Văn, kẻ giết Bành Tổ, Mộ Dung Thượng. Làm sao lại phải khóa cửa lại, đi ra đi. Cũng không phải nữ tử không mặc y phục, có cái gì mà không có mặt mũi gặp người khác. Khương Phàm, Khương Phàm, Khương Phàm. Rất nhiều đệ tử tông môn rất nhanh đã vây đến bên ngoài, cách tường viện hô to. Trở về nghỉ ngơi, trước ngày mai đừng đi ra. Văn Thải Y trưởng lão để Dạ An Nhiên bồi tiếp Khương Phàm đi nghỉ ngơi. Đừng cho bất cứ kẻ nào tiến vào. Bọn người Cổ La đi đến chê y tường viện, thần sắc lạnh lùng cảnh giác đám người sao động bên ngoài, để phòng có người xông tới nháo sự. Khương Phàm đâu? Xem thường chúng ta à? Ba vị thánh linh văn khác đều ở bên ngoài, hắn thì sao? Ta thấy không dám đi ra. Giết Bành Tổ, Mộ Dung Thượng, đắc tội hai đại tôn chủ, hắn sợ đi ra sẽ bị giết chết. Trong hàng đệ tử tông môn phía ngoài rất nhiều đều là người thân cận của Thượng Thanh Tông cùng Thiên Cương Tông, cố ý vây quanh ở đây hô to khiêu khích. Nếu như có thể ca yêu ta siết thích Khương Phàm đi ra làm bị thương mấy người, cho những đệ tử tinh anh Thượng Thanh Tông cùng Thiên Cương Tông kia một cái cớ xuất thủ liền hoàn mỹ. Bọn người Cổ La lạnh lùng nhìn, thờ ơ. Những mánh khóe vụng về này bọn hắn đều nhìn thấu. Sẽ không mắc lừa. Nhưng, trong đám người Cổ La thấy được một thân ảnh quen thuộc. Con mắt nhỏ dài của Mộ Dung Sung hiện ra như độc xà gắt gao nhìn chằm chằm Cổ La. Sát ý ở trong đó ngay cả người bên cạnh đều cảm thụ được. Cổ La bị nhìn chằm chằm mà toàn thân run rẩy, lại làm bộ như không nhìn thấy. Không thể trêu vào, tránh không nổi. Cũng may Mộ Dung Sung chỉ là nhìn chằm chằm một hồi liền quay người rời khỏi. Cổ La vừa muốn thở phào thì góc tường bên dưới lại truyền đến một thanh âm trầm thấp. Sau khi trời tối, phía đông rừng cây. Cổ La cúi đầu xem xét, lại là Bùi Tử Phong. Ngươi sẽ không coi sự tình tại N oán chàng cứ như vậy đi qua chứ? Yên tâm, nơi đó chỉ có mình ta. Tìm ngươi đàm luận mấy câu. Ngươi đi, sự kiện N oán chàng kia còn có cơ hội giải quyết. Ngươi không đi vậy liền xin lỗi. Ngươi hôm nay không chết, ngày mai cũng phải chết. Ngày mai không chết được, ngày kia cũng sẽ chết. Tóm lại, ngươi sống không quá nửa năm. Lời này, Mộ Dung Sung nói. Ngươi nên cân nhắc một chút, suy nghĩ thật kỹ, thật rõ ràng. Sau khi trời tối, ta chờ ngươi ở phía đông rừng cây.
Bùi Tử Phong để lại câu cảnh cáo, sau đó cũng rời khỏi nơi này. Cổ La chau mày, dùng sức nắm chặt nắm đấm, không muốn để ý tới, nhịn một chút liền đi qua. Nhưng nghĩ lại, hắn vẫn nhìn qua rừng rậm mờ tối ở phía đông phía thành đá. Ha ha, Ngọc Đỉnh Tông lại cự tuyệt tiếp kiến Dạ Thiên Lan. Ta tận mắt nhìn thấy. Tam trưởng lão Thượng Thanh Tông nhận được tin tức, bước nhanh chạy đến báo cáo với tông chủ. Tông chủ Ngọc Đỉnh Tông quả là lão hồ ly. Nếu như chỉ có Thiên Cương Tông, bọn hắn không sợ. Nếu có thêm Thượng Thanh Tông chúng ta, Ngọc Đỉnh Tông chỉ có thể rụt cổ lại giả câm vờ điếc. Chê y khuôn mặt già nua lạnh lẽo cứng rắn của tông chủ Thượng Thanh Tông cũng hiện ra nhàn nhạt ý cười. Thiên Sư Tông đã từng là một trong tam tôn chủ, vậy mà lại luân lạc tới tình trạng này. Đáng thương đáng tiếc, tuy nhiên, Thiên Sư Tông chẳng mấy chốc sẽ cúi đầu trước hắn, trở thành một con chó trong tay bọn họ, liền cùng. Thánh Nữ Tông một dạng. Tông chủ, Dạ Thiên Lan nếu quả như thật tiếp nhận yêu cầu của chúng ta, trục xuất Khương Phàm khỏi tông môn. Chúng ta là thật giết hắn, hay là thu hắn? Tam trưởng lão nhếch miệng dâng lên một nụ cười tà ác. Có ý gì? Hắn bị Dạ Thiên Lan đuổi ra ngoài, khẳng định ghi hận trong lòng, chúng ta vừa vặn có thể thu hắn. Tam trưởng lão đưa ra ý kiến của mình, Khương Phàm dù sao cũng là thánh linh văn, giết đi cũng thực sự đáng tiếc. Giết! Tông chủ Thượng Thanh Tông dứt khoát từ chối. Hắn nhất định phải cho tông môn một cái công đạo, giết bành tổ liền phải trả giá đắt. Hắn còn muốn hướng La Phù Sơn Mạch biểu hiện ra tư thái, cho dù là thánh linh văn, bọn hắn rõ ràng có cơ hội biến thành của mình, cũng sẽ trực tiếp diệt trừ. Không có ý nghĩa, sợ gì chứ? Còn tưởng rằng là một cọng rơm cứng đâu. Chết ở bên trong đi. Đệ tử các tông vây quanh sân nhỏ ồn ào nửa ngày nhưng cũng không thấy Khương Phàm có ý muốn ra ngoài, đều thấy không thú vị nữa mà tản ra. Sau khi trời tối, Cổ La thừa dịp những sư huynh sư tỷ khác không chú ý đã lặng lẽ rời khỏi sân nhỏ. Trong một mảnh rừng phía đông, Bùi Tử Phong đang ở chê y một chỗ tảng đá, cười lạnh. Không cần nhìn, thật chỉ có một mình ta. Tìm ta có chuyện gì? Cổ La từ trong bóng tối đi tới, thu hồi trọng kiếm, vác ở sau lưng. Kiếm không tệ, Dạ Thiên Lan tặng cho ngươi. Còn chưa có chúc mừng ngươi, toại nguyện trở thành đệ tử tông chủ. Khương Phàm là đại đệ tử, ngươi là nhị đệ tử. Hắn là thánh linh văn, ngươi xếp thứ hai cũng không thua thiệt. Nhưng quá đáng tiếc, nếu là Thiên Sư Tông lúc trước, thân phận đệ tử thân truyền tông chủ này của ngươi hẳn rất tôn quý. Hiện tại, chính là chuyện thiếu lâm. Nói không chừng ngày mai thoáng qua một cái, Thiên Sư Tông liền bị trục xuất khỏi 18 tông. Ngươi đoán xem, đến lúc đó Dạ Thiên Lan sẽ còn sống không? Bùi Tử Phong từ chê y tảng đá nhảy xuống, ngoài cười nhưng trong không cười đi tới Cổ La. Nếu như ngươi muốn nói những lời nhàm chán này, vậy cáo từ. Cổ La quay người muốn rời khỏi. Ngươi đi đi, ngươi dám đi sao? Ta nói còn chưa dứt lời, ngươi đi sẽ phải chết. Bùi Tử Phong khinh thường hừ một tiếng. Muốn sống hay không? Cổ La cắn răng. Có lời gì, nói. Theo ta thấy là không cần cùng ngươi nhiều lời, trực tiếp giết chết coi như xong. Nhậm Thủy Hàn nói, chuyện trong N oán chàng không nên oán ngươi. Một, là ngươi cũng không có lá gan kia. Ha ha, nói sai rồi, là ngươi không có ngu như vậy. Thứ hai, các ngươi nếu như từ lúc bắt đầu liền nghĩ cách tính kế với chúng ta liền không có khả năng giết bọn người Lưu Ba. Vì cái gì các ngươi nói giết liền? Nếu như gặp địch nhân, bọn hắn chết, các ngươi cũng phải trọng thương, thế nhưng ngươi và Khương Phàm lại sống rất tốt. Mà nếu quả thật muốn tính kế chúng ta, ngay từ đầu liền xuất thủ, không cần thiết kéo tới cuối cùng. Nhậm Thủy Hàn suy đoán, là Khương Phàm giết bọn hắn, bức bách ngươi. Bùi Tử Phong chậm rãi vây quanh phía trước Cổ La, giật giật cổ áo hắn. Ngươi vô tội. Cổ La nhắm lại mắt, nói. Nếu đều đoán được, còn gọi ta tới làm gì? Thiên Sư Tông sắp xong rồi, Dạ Thiên Lan phải chết. Ngươi là lục phẩm kiếm linh văn, thiên phú lại cao, ở lại nơi đó thực sự đáng tiếc. Chúng ta cho ngươi một cơ hội, có thể đến Kim Cương Tông, cũng có thể đến Thiên Cương Tông. Tiến vào Kim Cương Tông, ngươi chính là đệ tử thân truyền của tông chủ. Tiến vào Thiên Cương Tông, ngươi sẽ trở thành sư đệ Mộ Dung Sung, cùng sư phụ là đại trưởng lão. Bùi Tử Phong cười cười, tiến đến trước mặt hắn. Thế nào, ta nghe đều hâm mộ. Điều kiện, Cổ La thản nhiên nói. Tốt, thống o a yêu ta. Bùi Tử Phong từ trong ngực lấy ra một bình ngọc,
giao đến trong tay Cổ La. Vẩy vào trong phòng Khương Phàm, nó vô sắc vô vị, cũng không có độc tính mãnh liệt, sẽ chỉ làm cho người đó ngay thời điểm Kaiota Siết phát linh văn bị quấy nhiễu kết nối linh văn và khí hải. Cổ La nhìn bình ngọc trong tay. Các ngươi muốn vào chê y diễn võ trường ngày mai giết Khương Phàm. Có thể chết hay không, xem tạo hóa bản thân hắn. Tuy nhiên, nếu không chết cũng sẽ thảm bại. Bùi Tử Phong nhếch miệng cười lạnh. Chỉ cần Khương Phàm bại, hoặc là phế đi, các tông khác sẽ thất vọng đối với Khương Phàm, thất vọng đối với Thiên Sư Tông, tiếp theo sẽ kiên định ủng hộ đề nghị của Thượng Thanh Tông cùng Thiên Cương Tông. Các ngươi không nắm chắc thắng được Khương Phàm, nhất định phải dùng loại thủ đoạn ti tiện này. Cổ La dùng sức nắm chặt bình ngọc. Thượng Thanh Tông, Thiên Cương Tông liên thủ khu trục Thiên Sư Tông. Thiên Sư Tông thua không thể nghi ngờ. Đây chỉ là một thủ đoạn để bảo đảm, cũng là cho ngươi một cơ hội biểu hiện. Nếu không, không có Thiên Sư Tông, cả một đời Cổ La ngươi liền xong rồi. Cố gắng mà nắm chắc. Bùi Tử Phong vỗ vỗ bả vai Cổ La, quay người muốn rời khỏi. Chờ một chút. Cổ La hít sâu một hơi, gọi Bùi Tử Phong lại. Thế nào, còn muốn nói điều kiện? Bùi Tử Phong đưa lưng về phía Cổ La, hừ lạnh một tiếng. Trần chờ thế này, chờ Thiên Sư Tông xong, hắn cũng không sống nổi. Nói đi, làm sao? Bùi Tử Phong quay đầu vừa muốn chế giễu, một thanh kiếm sắc đột nhiên đâm xuyên qua ngực của hắn. Tay phải Cổ La lóe ra cường quang chói mắt, linh lực ngưng tụ thành một thanh lợi kiếm. Ta tên Cổ La, đệ tử Thiên Sư Tông, cả đời không thay đổi. Ngươi, ngươi! Bùi Tử Phong khó có thể tin được mà nhìn Cổ La trước mặt. Cổ La lạnh lẽo cứng rắn, biểu lộ trở nên tàn nhẫn. Ta đã phạm qua một lần sai, sẽ không lại phạm lần thứ hai. Phốc phốc! Tay phải vừa rút, kiếm khí xen lẫn lợi kiếm từ trong ngực Bùi Tử Phong rút ra. Máu tươi mãnh liệt tuôn ra, nhuộm đỏ cả y phục. Bùi Tử Phong dùng sức che ngực, thống khổ quỳ chân chê y mặt đất, miệng lúc mở lúc đóng, cái gì cũng đều nói không ra được. Cổ La nhìn rừng cây hắc ám xung quanh một chút, giả bộ như đều không có phát sinh cái gì cả, cứ thế rời khỏi nơi này. Nhưng đây dù sao cũng là lần đầu tiên Cổ La làm loại sự tình này, trong lòng cũng hơi hoảng, mà một kiếm kia vừa rồi cũng không có đâm xuyên qua tim. Sau một lát khi Cổ La rời khỏi, Bùi Tử Phong hư nhược mở mắt ra, đưa mấy khỏa đan dược vào trong miệng. Một vòng ánh mắt oán độc hiện lên ngay đáy mắt. Khương Phàm đang ngồi ở trong phòng nhắm mắt minh tưởng, bỗng nhiên cảm giác trước mặt giống như có cái gì đó. Ảo giác rồi sao? Khương Phàm kết thúc vận chuyển đại diệu thiên kinh, mở mắt xem xét, trước mặt là một cái mặt mo tràn đầy nếp nhăn. Ngươi là ai? Khương Phàm giật mình một cái, vội vàng lui lại. Chớ khẩn trương, ta không phải người xấu. Lão nhân ôm tiểu xà trong ngực, vui vẻ cười. Tiểu xà vậy mà ngoan ngoãn uốn ở trong ngực hắn, chẳng những không có phản kháng, bộ dáng ngược lại rất hưởng thụ. Nhìn ngươi cũng không giống người tốt. Khương Phàm rất cảnh giác, lão gia hỏa này là đến lúc nào. Ngươi không thể nhìn bề ngoài, ta mặc dù dáng dấp kém một chút, nhưng tâm lại rất sạch sẽ. Ngươi mặc dù dáng dấp nghi thanh mục tú, lông mày dài nhỏ, mắt đẹp. Diện mạo đẹp đẽ lại trộm đồ không nên trộm. Đầu ngón tay khô cạn của lão nhân nhẹ nhàng xẹt qua lân phiến tiểu xà, lưu lại từng điểm tinh quang, tiểu xà thoải mái run rẩy một trận. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi hình như là nhận lầm người rồi. Khương Phàm kỳ quái nhìn đầu ngón tay lão nhân, đó là năng lượng gì? Ngươi biết yêu đồng sao? Thời điểm lão nhân nói ra hai chữ yêu đồng đã chú ý tới con mắt Khương Phàm rõ ràng rụt rụt. Không biết. Ngươi biết. Ta không biết. Trước khi ta đi đã bắt nhốt hắn lại, ai ngờ hắn đã kéo đứt xiềng xích, mê choáng đệ tử trông coi, chạy đi mất. Khương Phàm giật mình. Đây chính là lão đầu trong miệng yêu đồng sao. Hắn mang theo ngươi đến chợ đen, từ nơi đó lấy đi một cái đỉnh lô. Thật sao? Khương Phàm vừa định nói không phải, nhưng khi đó yêu đồng cùng người sau bàn đá kia nói rằng hắn là cái gì đệ tử của lão đầu. Xem ra, người kia đều đã đem tình huống nói qua cùng lão đầu này. Đỉnh lô là của ta, nó ở đâu? Đang ở trong khí hải của ta. Ồ, lúc này đến phiên lão nhân ngoài ý muốn. Khương Phàm có thể làm tỉnh lại Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh, nhất định là dùng máu tươi và linh lực của chính hắn, Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh trấn nhập khí hải cũng là hợp tình lý. Nhưng, Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh chính là Vạn Đỉnh Tôn Sư,
cho dù là thức tỉnh một tầng đều cực kỳ khủng bố, chấn ở trong khí hải đều sẽ nhấc lên ba động kịch liệt trong đó. Hắn vậy mà không có phát giác được bất kỳ khí thức đỉnh lô gì từ chê y người Khương Phàm. Lấy ra đi, ta xem một chút. Động tĩnh quá lớn. Gian phòng này đã bị ta bày ra cấm chế. Khương Phàm do dự một lát sau đó mời đỉnh lô ra từ trong khí hải. Ầm ầm, liệt diễm cuồn cuộn, quang mang chói mắt, gian phòng kịch liệt lay động. Đỉnh lô cho dù bị Khương Phàm khống chế ở trong quy mô khoảng nửa mét nhưng vẫn tản ra uy thế đánh rách tả tơi sơn hà. Lão nhân nhìn đỉnh lô trước mặt thật sâu, đôi mắt thâm thúy ngưng tụ một hồi. Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh cứ như vậy tùy tiện tỉnh lại. Hắn đã chuẩn bị 5 năm, mong đợi 5 năm. Kết quả, Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh lại thành của người khác rồi. Khương Phàm lo lắng gây nên oanh động, tiếp theo thu hồi đỉnh lô vào trong khí hải. Ánh mắt lão nhân phức tạp nhìn thiếu niên trước mặt. Người cái đỉnh biết đây là gì sao? Luyện đan. Cũng đúng, luyện đan. Lão nhân cười nhạt, lại hỏi. Người biết tên của nó sao? Tiểu Cửu. Ha ha, lai lịch thì sao? Không biết. Thân phận của yêu đồng. Không biết. Những thứ này ngươi đều không thấy hiếu kỳ. Hiếu kỳ. Ta giới thiệu cho ngươi. Không cần, ngươi hôm nay tới là muốn đem đỉnh lô thu hồi lại sao? Khương Phàm cảnh giác nhìn lão nhân. Lúc đó yêu đồng đã nhắc nhở qua, mặc kệ ai đến đòi, cũng không thể giao ra. Hắn không rõ ràng quan hệ cụ thể của lão đầu cùng yêu đồng, càng sẽ không giao. Ta ngược lại thật rất muốn, ngươi cho sao? Lão nhân thở dài trong lòng, buông tiểu xà ra. Vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, giống như có người nào đó xông xáo tiến vào sân nhỏ. Ta rất nhanh sẽ trở lại. Ánh mắt Khương Phàm nhìn lão nhân, quay người muốn rời khỏi gian phòng. Tiểu gia hỏa, nó gọi là Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh, là ta phát hiện từ cổ thành dưới đất. Nếu yêu đồng giao nó cho ngươi, sẽ là của ngươi. Bất quá, tuyệt đối không nên để bất luận kẻ nào biết. Bao gồm cả Ngọc Đỉnh Tông, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, người bây giờ còn không đắc tội nổi Ngọc Đỉnh Tông. Lão nhân đưa tay đánh ra một đạo cường quang, đánh tới cửa phòng, tạo ra trùng điệp gợn sóng, triệt bỏ cấm chế trong phòng. Hôm nay ai cũng không gánh nổi hắn, cút ra đây cho ta. Đồ hỗn trướng, dám giết tôn nhi ta. Văn Thải Y, người muốn thử thực lực Bùi Vân Hải ta một chút sao? Cút ngay. Bùi Vân Hải của Kim Cương Tông đằng đằng sát khí, căm tức nhìn Văn Thải Y trước mặt. Số đông trưởng lão cùng các đệ tử Kim Cương Tông xông vào sân nhỏ, cùng bọn người Dạ An Nhiên rằng co. Bên ngoài viện còn tụ rất nhiều những đệ tử tông môn khác, vỉnh lên đầu xem náo nhiệt. Bùi lão đầu, uổng cho ngươi là đại trưởng lão Kim Cương Tông. Vội vàng xông tới một trận gọi bậy, ai biết ngươi đang phá sự gì. Văn Thải Y mặc dù dáng dấp trắng nõn mỹ lệ, danh tự cũng rất điềm đạm nho nhã, nhưng làm việc hay tư thế đều mang cỗ lực lượng cường thế. Đây cũng là nguyên nhân Dạ Thiên Lan bắt đầu trọng dụng nàng và Độc Cô Thương. Cái gì phá sự, đệ tử Thiên Sư Tông các ngươi gây nên chuyện, còn đến hỏi ta. Các đệ tử sau lưng Bùi Vân Hải lập tức tách ra. Bùi Tử Phong bị hai đệ tử mang tới, người đầy máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thở hào hển. Cổ La, không nghĩ tới, lão tử còn sống. Sắc mặt Cổ La hơi biến, lại cắn răng không nói chuyện. Cổ La, đây là có chuyện gì? Dạ An Nhiên kỳ quái, mọi người không đều một mực ở tại nơi này sao, tên Bùi Tử Phong này xảy ra chuyện gì? Cổ La trầm mặc, không muốn nói, cũng không thể nói. Nếu không chuyện hắn tiếp nhận Mộ Dung Xung Dụ hoặc sẽ bại lộ. Mặc dù trong lòng rất rõ ràng rằng chuyện đó sẽ không lừa được quá lâu, nhưng tuyệt đối không hy vọng là hiện tại. Nói chuyện đi. Dạ An Nhiên thúc giục. Trước đó đã nói không được gây chuyện, tại sao lại chọc tới Kim Cương Tông? Cổ La, ngươi là tên tiểu nhân hèn hạ, vậy mà lại ở trong rừng đánh lén ta, nếu như không phải mệnh ta lớn, hiện tại đã sớm chết. Thiên Sư Tông làm sao lại có loại bại hoại này như ngươi? Bùi Tử Phong cũng sẽ không trước mặt mọi người vạch trần, nếu không đối với hình tượng của Kim Cương Tông cùng Thiên Cương Tông cũng sẽ bị ảnh hưởng. Mấy vị đệ tử Thiên Sư Tông đều nhìn về Cổ La, đánh lén. Đây cũng không giống như tính cách của Cổ La. Ngươi nói chuyện đi, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Dạ An Nhiên thúc giục hỏi Cổ La. Là ta. Cổ La là mở miệng. Vì cái gì? Nhìn hắn không thuận mắt.
Dạ An Nhiên dở khóc dở cười, vị sư huynh này lúc nào lại có khí phách như vậy, thấy ngứa mắt liền đi đánh lén. Xem đi, chính hắn đều thừa nhận, Văn Thải Y, hôm nay nhất định phải đem cổ la giao ra. Nếu không, hôm nay không xong. Bùi Vân Hải chỉ vào Văn Thải Y tức giận la hét. Nợ máu trả bằng máu, ai cũng không gánh nổi cổ la. Dám đánh lén, tên hỗn đản hèn hạ, Thiên Sư Tông đều là một đám rác rưởi, cút ra đây, đừng trốn nữa. Đám tử đệ Kim Cương Tông nhao nhao kêu gào, đang lo không lấy được cớ hướng đến Thiên Sư Tông, hiện tại đây chính là cơ hội. Hôm nay không thể không loạn nơi này. Cổ la nghiêm mặt, nắm chặt tay lại, cất bước muốn đi ra. Chờ một chút, Văn Thải Y đang muốn ngăn cổ la lại, phía sau cửa phòng đột nhiên đẩy ra. Ta thật sự rất kỳ quái, đám gia hỏa các ngươi ở đâu ra tự tin như thế? Các ngươi cho ta cảm giác, có vẻ Thiên Sư Tông giống như là tông môn nhị lưu, Kim Cương Tông lại là đại tôn chủ cao cao tại thượng. Khương Phàm từ trong phòng đi ra. Đánh hắn thì thế nào? Cắm hắn một kiếm thì thế nào? Các ngươi liền đến tìm chúng ta thiên kinh địa nghĩa rồi. Chúng ta còn không thể phản ca Iota CS. Lại nói, chúng ta là Thiên Sư Tông. Cho tới hôm nay vẫn còn trong 18 tông. Mà các ngươi chỉ là con chó của Thiên Cương Tông, không phải người Thiên Cương Tông. Khương Phàm nhục nhã một câu, nói đến sắc mặt đám người Bùi Vân Hải tái nhợt. Tiểu tử, Thánh Linh Văn thì thế nào? Ngày mai Thiên Sư Tông bị trục xuất khỏi 18 tông, Dạ Thiên Lan phải chết, ngươi cũng không sống nổi. Bùi Vân Hải chỉ vào Khương Phàm giận dữ mắng mỏ. Khương Phàm không để ý tới hắn, mà nhìn kỹ Bùi Tử Phong một chút. Hỏi cổ la bên cạnh. Ngươi giết. Cổ la chỉ là nhẹ gật đầu, không giải thích nhiều. Lần sau muốn giết người, phải nhắm chuẩn trái tim. Cảm giác không có nắm chắc, liền chặt đầu. Hoặc là không xuất thủ, nếu đã xuất thủ liền không thể để lại tai họa ngầm. Nếu không sẽ như hiện tại. Tiếng nói của Khương Phàm không lớn, lại vô cùng rõ ràng truyền khắp sân nhỏ. Khương Phàm, tên danh con nhà ngươi. Chờ Thiên Sư Tông xong. Lão tử sẽ ăn sống thịt của ngươi. Không, lão tử sẽ ở ngay trước mặt ngươi, biến con quỷ nhỏ của ngươi. Bùi Tử Phong vừa muốn gầm thét, một cỗ ý lạnh đột nhiên từ tim truyền đến, khí lực cả người giống như vỡ đê cấp tốc biến mất. Đây là cái gì? Đệ tử ở bên cạnh đỡ lấy hắn trừng to mắt nhìn ngực Bùi Tử Phong. Một đầu tiểu xà không biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn, cái đuôi lanh lảnh cắm vào ngực của hắn. Tiểu xà rút cái đuôi ra. Mang ra lượng lớn máu tươi, vèo một cái xuyên qua đám người, cuộn đến chê y vai Khương Phàm, đưa cánh thịt, lưỡi rắn phun ra nuốt vào. Các ngươi, bọn này, Bùi Tử Phong trùng điệp quỳ chê y mặt đất, cúi đầu xuống bên dưới. Lần này là thật đã chết rồi. Người, ta giết, làm gì đi? Khương Phàm lạnh như băng một câu để đình viện thoáng lâm vào an tĩnh bỗng sôi trào. Ngay trước mặt Bùi Vân Hải, giết Bùi Tử Phong. Tên điên này trong đầu chứa cái gì? Thực có can đảm giết. Tất cả mọi người không bình tĩnh. Bọn người Dạ An Nhiên đều sửng sốt một chút, cũng không nghĩ tới Khương Phàm vậy mà lại ở trước mặt mọi người giết chết Bùi Tử Phong. Cổ la âm thầm hấp khí, đủ hung ác. Ta giúp tất cả mọi người các ngươi nhận rõ tình thế. Mặc kệ Thiên Sư Tông chúng ta có còn thuộc về một trong 18 tông hay không, chúng ta cũng không sợ khiêu khích. Ai muốn chết, trực tiếp đi tới, đừng che giấu. Muốn giết ta, cũng trực tiếp tới, Khương Phàm ta sẽ tiếp đón hết thảy. Liệp sát lệnh gì đó còn không có giết chết ta, mất mặt xấu hổ. Khương Phàm nói xong, ôm tiểu xà đi trở về gian phòng. Đồ hỗn trướng, ngươi muốn chết. Bùi Vân Hải rốt cuộc cũng bạo khởi, nhấc lên cương khí giống như sóng lớn đánh về phía Khương Phàm. Văn Thải Y có chút hăng hái nhìn Khương Phàm, trong chốc lát xoay người, sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo. Bùi lão cẩu. Lăn ra ngoài. Ầm ầm. Lôi đình nổ tung, ánh sáng đâm rách hắc ám. Văn Thải Y nhấc lên lôi chiều kinh người, đinh tai nhức óc giống như đầu lâu ác thú dữ tợn đánh về phía Bùi Vân Hải. Đình viện Thiên Sư Tông đột nhiên truyền ra một tiếng oanh minh kinh động đến toàn bộ thành đá. Dạ Thiên Lan cũng trước tiên rời khỏi sân nhỏ của Linh Cực Tông, cấp tốc trở về. Tông chủ sắp tới, không muốn chết, cút ngay lập tức. Toàn thân Văn Thải Y bạo động lôi chiều. Tức giận rằng co với Bùi Vân Hải. Đại trưởng lão, chúng ta đi nhanh đi. Các trưởng lão Kim Cương Tông tuyệt đối không nghĩ tới Thiên Sư Tông sẽ cường thế như vậy. Xem thái độ bọn hắn, chắc
chờ Dạ Thiên Lan đuổi tới có khả năng thật đúng là sẽ không quan tâm mà đánh chết Bùi Vân Hải. Biểu lộ chê y mặt Bùi Vân Hải dữ tợn, phẫn nộ đến muốn điên, nhưng không thể không thừa nhận, Thiên Sư Tông thật giống như đã thay đổi, đã giống với 5 năm trước rồi. Bọn người Dạ An Nhiên cũng ca yêu ta siết hoạt linh văn, đằng đằng sát khí tiếp cận đệ tử Kim Cương Tông. Danh con, Kim Cương Tông sẽ không tha cho ngươi. Bùi Vân Hải tản ra cương khí, mang theo các đệ tử rời khỏi. Đệ tử các tông tụ ở bên ngoài hai mặt nhìn nhau. Mấy năm này bọn hắn đã quen nhìn Thiên Sư Tông nhu nhược điệu thấp, thật là có chút không thích ứng. Nhất là tên Khương Phàm này, làm ra chuyện thật là hung ác. Tên này nếu trưởng thành, còn đến mức nào? Xảy ra chuyện gì? Dạ Thiên Lan lo lắng gấp rút trở về, sợ người nào đó bị thương Khương Phàm. Khương Phàm giết Bùi Tử Phong. Văn Thải Y lắc đầu, lại lộ ra mấy phần ý cười. Cảm giác này vẫn rất tốt. Thiên Sư Tông xác thực cần cải biến cách nhìn của các tông đối với bọn hắn. Biện pháp trực tiếp nhất chính là, ai hại ta, ta hại ai? Khương Phàm đâu? Vẫn tốt. Dạ Thiên Lan thở phào, Khương Phàm không có chuyện gì liền tốt. Các ngươi nói thế nào rồi? Ngọc Đỉnh Tông không muốn gặp, thái độ của Linh Cực Tông và những tông môn kia rất mập mờ. Dạ Thiên Lan mặc dù không được bất kỳ một tông minh nào xác thực duy trì, nhưng tình huống căn bản đều hiểu. Mọi việc liền xem biểu hiện ngày mai của Khương Phàm cùng Dạ An Nhiên. Tốt thay cho một tên Khương Phàm. Tịch Giao đứng ở nóc nhà đằng xa, nhìn qua sân nhỏ của Thiên Sư Tông. Lúc gặp mặt lần đầu, lực chú ý đều ở chê y người yêu đồng. Không nghĩ tới vị thiếu niên không đáng chú ý kia lại có một mặt hung ác như thế. Ngươi để ý ánh mắt của hắn, căn bản không giống như một hài tử 13 tuổi. Nhậm Thủy Hàn có được song linh văn, thiên phú cực cao, rất ít để ai nhìn ở trong mắt, nhưng Khương Phàm lại cho nàng một cảm giác vô cùng đặc biệt. Ngọc Đỉnh Tông đến bây giờ đều không có gặp Dạ Thiên Lan, xem ra không nguyện ý cùng Thượng Thanh Tông cùng Thiên Cương Tông đối nghịch. Đại hội La Phù ngày mai, Thiên Sư Tông rất có thể sẽ bị trục xuất khỏi 18 tông. Sau đó, Dạ Thiên Lan có thể sẽ chết, Khương Phàm cũng có thể sẽ chết. Đáng tiếc một thánh linh văn, Tịch Giao có chút tiếc nuối, một kim viêm thánh văn liền phải biến mất. Dạ Thiên Lan sẽ chết, Khương Phàm không chết được, Ngọc Đỉnh Tông cao ngạo, cho dù không nguyện ý trực diện ứng đối hai đại tôn chủ, nhưng cũng không có khả năng mặt cũng không chịu gặp. Trừ phi, bọn hắn cũng hy vọng Thiên Sư Tông sụp đổ. Mục đích, đương nhiên là thu Khương Phàm vào dưới trướng mình. Nhậm Thủy Hàn trước đó cũng rất kỳ quái với thái độ của Ngọc Đỉnh Tông, nghĩ đi nghĩ lại, mới nghĩ đến khả năng này. Tịch Giao không khỏi nhìn đến ánh mắt Nhậm Thủy Hàn. Sư phụ ta mời, người nhận được chưa, Thánh Nữ Tông hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Kim Cương Tông, không xứng với ngươi. Một vị nữ đệ tử vội vã đi vào nóc nhà. Thánh nữ, có người nhìn thấy Tịch Nhan. Sắc mặt Tịch Giao lập tức trầm xuống. Ai lại đùa kiểu này với ta, đừng trách Tịch Giao ta vô tình. Không chỉ là một người thấy được, mái tóc màu tím, tuổi tác chừng 13 tương đương 14 tuổi. Ngoại trừ cảnh giới là linh nguyên cảnh nhất trọng thiên gia, mặt khác đều vô cùng giống Tịch Nhan. Nàng, đang đi về phía cổ thành dưới mặt đất. Tịch Giao hơi nhíu lông mày, trầm mặc một hồi mới nói. Lập tức đưa người đi thăm dò, sau khi đại hội La Phù kết thúc, ta tự mình đi qua. Thượng Thanh Tông đợi một đêm đều không thấy Dạ Thiên Lan đến bái phỏng. Tốt thay một tên Dạ Thiên Lan, có cốt khí, để ta xem ngươi có thể cứng rắn tới khi nào. Chuẩn bị sẵn sàng, một khi Thiên Sư Tông xác định bị trục xuất khỏi 18 tông, liền tiếp cận Khương Phàm cho ta. Mặc kệ Thiên Cương Tông xử lý Thiên Sư Tông thế nào, ta chỉ cần mệnh của Khương Phàm, tuyệt đối không thể để hắn rơi vào trong tay Ngọc Đỉnh Tông. Tông chủ Thượng Thanh Tông đã lâu không có tức giận như thế. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hắn nhất định phải làm cho Dạ Thiên Lan trả giá đắt. Sáng sớm, tông chủ 18 tông mang theo trưởng lão cùng đệ tử của mình dọc theo thềm đá đi đến đỉnh núi. Còn các tông môn khác đều ở lại trong thành đá, chờ đợi lấy kết quả sau cùng. Mây mù lượn lờ đỉnh núi, gió thổi se lạnh. Ngoại trừ một tòa cung điện rộng rãi, còn phân tán ra 9 đài diễn võ khác. Xin mời tông chủ 18 tông tiến đến đại điện La Phù. Một vị lão nhân đẩy cửa điện nặng nề ra, cung nghênh các tông giá lâm. Xin mời. Ha ha, xin mời xin mời xin mời. Tông chủ các tông ra hiệu lẫn nhau, nhưng lại không có người nào bước ra đầu tiên,
đều là trước nhìn về hướng Thượng Thanh Tông, Ngọc Đỉnh Tông cùng Thiên Cương Tông. Ba vị tôn chủ mỉm cười, sau khi đưa tay mời lẫn nhau liền cùng đồng thời đi vào đại điện La Phù. Tông chủ các tông khác lúc này mới đuổi theo. Nơi này giao cho các ngươi. Sau khi Dạ Thiên Lan hướng về Độc Cô Thương gật đầu cùng Văn Thải Y ở hai bên phải trái liền đi đến đại điện nghị sự trước mặt. Tông chủ các tông toàn đi vào cửa điện, đỉnh núi lúc này mới náo nhiệt lên. Đều là vài thiếu niên mười mấy tuổi, đều là trúc tử đệ tinh anh trong tông môn. Linh văn phổ biến đều chê y ngũ phẩm, bọn hắn trẻ tuổi nóng tính, rất nhanh đã kêu gào muốn tỉ võ với nhau. Các trưởng lão các tông đều không có nhúng tay, ngược lại đều đang mong đợi bọn hắn so đấu, vừa vặn quan sát tiềm lực thế hệ này. Nữ hài kia chính là Tịch Giao. Khương Phàm chú ý tới đội ngũ thánh nữ tông, đều là những thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp, đứng ở nơi đó vô cùng đáng chú ý. Xung quanh các nàng cũng đều vây quanh rất nhiều các nam đệ tử các tông. Tịch Giao, thánh nữ đương đại của thánh nữ tông, linh văn táng hồn hoa, thiên phú cực cao. Nếu như không phải bởi vì chuyện của muội muội nàng liên lụy tinh lực, hiện tại hẳn là linh nguyên cảnh nhị trọng thiên. Dạ An Nhiên cũng thuận ánh mắt của hắn trông qua. Muội muội nàng thế nào? Thời điểm Khương Phàm chú ý tới Tịch Giao cũng đang nhìn về phía nơi này, chỉ là ánh mắt rõ ràng mang theo vài phần bất thiện. Nàng có một muội muội sinh đôi, tên gọi Tịch Nhan. Tịch Giao là thất phẩm táng hồn hoa, Tịch Nhan là lục phẩm phệ hồn hoa. Nhưng Tịch Nhan đã phạm sai lầm, chết rồi. Dạ An Nhiên nhắc đến yêu hoa linh văn, hai đầu lông mày cũng tụ lên mấy phần ngưng trọng. Loại linh văn này vừa ác độc vừa kinh khủng, bất kỳ loại gì cũng đều cực ít xuất hiện, ai cũng không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện ở chê y thân một đôi tỉ muội song sinh. Nàng hình như đối với ta có địch ý. Khương Phàm chú ý tới ánh mắt Tịch Giao càng ngày càng lăng lệ. Ta đã nói rồi, Thánh Nữ Tông rất thân cận với Thượng Thanh Tông. Địa vị đệ nhất tông của Thượng Thanh Tông La Phù bảo trì hơn ngàn năm, bằng vào lực ảnh hưởng cường đại, bọn hắn hàng năm đều có thể tụ tập số lượng lớn đệ tử ưu tú, cam đoan trường thịnh không suy. Mà Thánh Nữ Tông đều là nữ tử, trong La Phù sơn mạch rất dễ dàng chịu khi dễ, trong lịch sử cũng có mấy lần bị trục xuất khỏi hàng ngũ 18 tông, thẳng đến 300 năm trước, các nàng cùng Thượng Thanh Tông ký kết minh ước. Thượng Thanh Tông bảo đảm vĩnh cửu địa vị Thánh Nữ Tông trong 18 tông, mà Thánh Nữ Tông là cần ủng hộ Thượng Thanh Tông vô điều kiện. Hiện tại quan hệ hai bên càng thân cận, mẫu thân của Bành Tổ, chính là một vị trưởng lão Thánh Nữ Tông. Dạ An Nhiên lắc đầu, ai cũng không ngờ tới Khương Phàm sẽ một đao bổ chết tên đại phiền toái như Bành Tổ ở trong N oán chàng như vậy. Khương Phàm, có hứng thú đến luận bàn một chút hay không? Đám người náo nhiệt tách ra. Một đám thanh niên nam nữ hất lên áo khoác huyết sắc đi tới chỗ bọn hắn. Thiên Cương Tông. Đó chính là đệ nhất thiên tài Thiên Cương Tông, Cửu Nguyên Lương. Dạ An Nhiên nhắc nhở Khương Phàm. Thiên Cương Tông thế hệ này rất nhiều đệ tử tinh anh, ngoại trừ huynh đệ Mộ Dung đều cùng là lục phẩm thú linh văn gia thì còn có một tên có được kim loại linh văn, Cửu Nguyên Lương. Ngươi chính là Khương Phàm. Toàn thân Cửu Nguyên Lương khí tức cường thịnh. Bởi vì kim loại linh văn nên đường cong cơ bắp đều thể hiện tại mỗi một bộ vị, ngay cả gương mặt kia cũng đều cứng rắn như đao gọt búa bổ. Kim loại linh văn của hắn là hắc kim cứng cỏi, cho nên cả làn da đều hiện ra nhàn nhạt ô quang, càng lộ ra sự cường thế. Ngay cả Mộ Dung Sung có được thú linh văn, lại lớn hơn hắn mấy tuổi nhưng khi ở bên cạnh hắn đều có chút thất sắc. Bầu không khí chê y đỉnh núi yên tĩnh một hồi, lại khôi phục náo nhiệt. Nhanh như vậy đã đối mặt. Không đợi bọn ngũ phẩm lục phẩm chúng ta làm nóng người trước sao? Cửu Nguyên Lương thật đúng là tính tình nóng nảy. Bất quá, thánh phẩm quyết đấu, quá chờ mong. Ta là linh nguyên cảnh nhị trọng thiên, ngươi chỉ là nhất trọng thiên. Ta không khi dễ ngươi, chỉ đơn giản luận bàn mấy lần. Có dám hay không? Trong mắt Cửu Nguyên Lương chỉ có Khương Phàm, những người khác nhìn cũng chưa từng nhìn qua một lần. Nơi này không có sinh tử tràng, chỉ là luận bàn mà thôi. Khương Phàm, nể mặt không? Con mắt dài nhỏ của Mộ Dung Sung hiện ra lãnh quang. Đệ tử tông môn xung quanh đều nghị luận ầm ĩ, cái này rõ ràng là khi dễ người, chỉ cần Khương Phàm lên đài, bọn hắn khẳng định đánh cho đến chết. Nhưng với uy thế của Thiên Cương Tông, không người nào dám nói thẳng. Huống chi bọn hắn cũng mặc kệ Khương Phàm chết sống, ngược lại đang mong đợi hắn có thể tiếp nhận khiêu chiến, đến quyết đấu một trận đặc sắc. Không tiếp. Khương Phàm trực tiếp lắc đầu. Không tiếp, ngươi đường đường là thánh linh văn,
chẳng lẽ sẽ khi dễ một vài ngũ phẩm lục phẩm linh văn? Đừng cho thánh linh văn mất mặt, ta thay ngươi làm chủ, tiếp, xin mời. Cửu Nguyên Lương đưa tay trực chỉ lôi đài đằng trước bên trái. Thời điểm ngươi giết đệ đệ lục phẩm linh văn của ta, không phải rất sung sứ y gờ sao? Hiện tại sao lại mềm nhũn rồi? Thiên sư tông các ngươi hôm nay không phải đến hiện ra tư thái sao? Luận bàn cũng không dám. Mộ Dung Sung đe dọa nhìn Khương Phàm, nếu như không phải hắn đã là linh nguyên cảnh tam trọng thiên, cùng cảnh giới Khương Phàm quả thật có chút không thể nào nói nổi, hắn đã sớm tự mình lên. Lên đi, chỉ là luận bàn mà thôi. Thánh linh văn nên tìm thánh linh văn quyết đấu. Lên đi, chúng ta chờ đâu? Đám người nhao nhao ồn ào, rất nhiều người trực tiếp vây đến xung quanh võ trường, vỗ mặt bàn ồn ào. Khương Phàm liếc mắt Dạ An Nhiên bên cạnh. Còn đứng ngây đó làm gì? Dạ An Nhiên ánh mắt quái dị nhìn Khương Phàm một hồi, đi đến phía trước. Ta đến lĩnh giáo, như thế nào? Ngươi điên rồi. Cổ La tranh thủ thời gian ngăn Dạ An Nhiên lại, dùng ánh mắt và sức cảnh cáo. Đây cũng không phải là trò đùa. Cửu Nguyên Lương là kim loại thánh linh văn, là có thể so với ô cương hắc kim, khí tức kim loại cực kỳ khủng bố. Hơi không cẩn thận, sẽ trực tiếp mất mạng. An Nhiên, đừng xúc động. Hai vị trưởng lão Văn Thải Y cùng Độc Cô Thương cũng đều ngăn lại. Ngươi không xứng. Cửu Nguyên Lương hôm nay chính là muốn ngược Khương Phàm, bất kỳ người nào khác cũng không xứng để hắn xuất thủ. Cùng ta luận bàn trước mấy chiêu, tiêu hao linh lực của ngươi, nếu như đánh xong, ngươi còn có dư lực, lại cùng Khương Phàm đánh. Đến lúc đó, không cần ngươi nhường, trực tiếp đánh. Dạ An Nhiên nói xong, không để ý bọn người Văn Thải Y đang ngăn cản, trực tiếp đi đến lôi đài. Khương Phàm, ngươi làm gì vậy? Khí phách bình thường đâu, làm sao lại để nàng lên? Cổ La lo lắng thúc giục Khương Phàm. Mau khuyên Dạ An Nhiên trở về. Ngươi là mất hết khí thế hay là còn thiếu định lực? Khương Phàm để lại câu nói, cũng đi theo Dạ An Nhiên đi đến lôi đài. Ngươi nói, không cần nhường. Khóe miệng Cửu Nguyên Lương khẽ nhếch, không khách khí đi tới. Dạ An Nhiên thay Khương Phàm xuất chiến. Quan hệ của hai người thật không tầm thường. Không nên coi thường thiên thư linh văn, đó là giống như thú linh văn kỳ dị hiếm thấy. Thiên thư linh văn rất thần bí, nhưng phải để ý xem là đối đầu với người nào. Hắc kim linh văn của Cửu Nguyên Lương quá mạnh, ta đoán vừa đối mặt liền có thể trọng thương Dạ An Nhiên, sẽ không cho nàng cơ hội thi triển phù chú. Đệ tử các tông oanh động, mặc dù không đợi được thánh linh văn quyết đấu, nhưng có thể thưởng thức được hắc kim thánh văn cùng quyết đấu với thiên thư linh văn, cũng không tệ. Rất nhiều trưởng lão đều lộ ra hứng thú, chờ mong xem thiên thư linh văn được Dạ An Nhiên tu luyện tới trình độ gì, có thể chịu đựng mấy hiệp với Cửu Nguyên Lương. Hôm nay là thời gian đặc thù, không tiện thấy máu. Nhưng linh văn ta càng đặc thù, nếu như đắc tội Dạ cô nương, còn xin bỏ qua cho. Cửu Nguyên Lương nhảy lên đài diễn võ, dùng sức bẻ bẻ cổ, nhìn Dạ An Nhiên lộ ra dáng tươi cười hung ác. Dạ An Nhiên đứng ở bên cạnh lôi đài, yên lặng điều chỉnh trạng thái, đưa tay chỉ Cửu Nguyên Lương phía xa. Mời! Chuẩn bị sẵn sàng! Độc Cô Thương cùng Văn Thải Y trao đổi ánh mắt, tùy thời chuẩn bị xuất thủ cứu người. Bọn người Cổ La khẩn trương nắm chặt tay, thật sợ Cửu Nguyên Lương sẽ ngược chết Dạ An Nhiên. Xin chỉ giáo! Cửu Nguyên Lương cất bước phóng tới, một tiếng giống vang lên, khí tức kim loại mênh mông mãnh liệt mà ra, trong tiếng leng keng chói tai ngưng tụ thành một thanh trọng kiếm màu đen, như chiến binh tuyệt thế thiên truy bách luyện, dài đến 5 mét, hàn quang bốn phía, đâm rách không gian, thẳng đến Dạ An Nhiên. Dạ An Nhiên hoạt động hai tay, linh quang lấp lóe, một phong tự phù sôi nổi thành hình. Trong một chớp mắt giống như thủy triều cuồn cuộn bao trùm gào thét mà tới. Quang mang trong phong tự phù chú tăng vọt, khuếch tán đến một mét. Trong ánh mắt kinh ngạc của vô số người, cuồng phong dâng trào rít gào như ngàn vạn lưỡi đao cuồn cuộn mà ra. Thương thương thương! Hắc kiếm bị ngạnh sinh giữ lại đứng vững, bên trong tiếng tranh minh chói tai mà ầm vang sụp đổ. Cuồng phong mãnh liệt cuồn cuộn cuồng xông lên đối diện nuốt sống Cửu Nguyên Lương. Cái gì? Cửu Nguyên Lương vội vàng không kịp chuẩn bị, chật vật tung bay ra ngoài, đập ầm ầm trên lôi đài, liên tiếp bắn ngược ba lần mới dừng lại. Đỉnh núi náo nhiệt cấp tốc lâm vào an tĩnh, tất cả đám người chuẩn bị lớn tiếng khen hay đều ngơ ngẩn. Cửu Nguyên Lương, ngã xuống. Lượng lớn ánh mắt đồng loạt hướng nhìn về phía Dạ An Nhiên,
tại sao phù văn có thể có lực lượng mạnh như thế? Cơ hồ trong nháy mắt đã cướp đoạt một nửa gió của cả đỉnh núi. Rất nhiều tinh anh thiên tài có được phong linh văn đều chau mày, bọn hắn tin rằng toàn lực ứng phó cũng khó có thể làm đến điểm này, cho dù là linh nguyên cảnh tam trọng thiên. Đám người Cổ La lại không dám tin tưởng vào con mắt của mình, Cửu Nguyên Lương mặc dù không dùng toàn lực, nhưng có phải Dạ An Nhiên có chút mạnh quá mức hay không? Cửu Nguyên Lương chậm rãi chống người lên, sắc mặt âm trầm tiếp cận Dạ An Nhiên. Thiên thư linh văn, quả nhiên danh bất hư truyền. Bàn luận võ, 3 trận thắng 2. Ván đầu tiên, ngươi thua rồi. Dạ An Nhiên lay đầu động ngón tay, điểm sáng chói lòa bao quanh trên đầu ngón tay nàng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sáng, nhẹ nhàng mà thần bí vờn quanh ở xung quanh nàng. A, à, thần sắc Tịch Dao khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên có một loại cảm giác kỳ quái. Như ngươi mong muốn, 3 trận thắng 2. Ván thứ hai, khí thế Cửu Nguyên Lương thay đổi, năng lượng kim loại màu đen mãnh liệt xông ra, dũng mãnh trải rộng ra hơn 30 mét, chật ních hơn phân nửa diễn võ trường. Thương thương thương, bên trong tiếng tranh minh kịch liệt, năng lượng kim loại cấp tốc xen lẫn, ngưng tụ ra nhóm vũ khí 33 chuôi lợi kiếm, trường đao, trọng chùy, chiến phủ. Toàn bộ những thứ đó đều do năng lượng kim loại ngưng tụ, vô cùng sắc bén, bao quanh khí tức kim loại nồng đậm. Toàn trường kinh hô, một màn này để cho tất cả đệ tử binh linh văn đều cảm nhận được áp lực đến ngạt thở. Cửu Nguyên Lương chỉ là linh nguyên cảnh nhị trọng thiên đã có thể đồng thời ngưng tụ cũng khống chế nhiều vũ khí như vậy, tương lai sẽ trưởng thành đến thế nào? Dạ An Nhiên, ta xem ngươi làm sao tiếp. Hai mắt Cửu Nguyên Lương sung huyết, thánh văn nở rộ ra hắc mang tia sáng đen yêu dị, binh khí màu đen trước mặt kịch liệt lắc lư, cùng với bạo hưởng đinh tai nhức óc. Tất cả binh khí toàn bộ tụ tập cuốn lên hắc khí lạnh lùng, 4 phương 8 hướng đánh về phía Dạ An Nhiên. Hoàn toàn không có góc chết, chí mạng vây quét. Dạ An Nhiên thờ ơ, hai tay liên tiếp hoạt động, từng tấm phù chú đầy trời sôi nổi thành hình, vờn đến xung quanh. Lấy phù chú là nguyên, ở giữa đất trời, ngừng tụ ra sơn hà. Sơn hà chú. Hai con người Dạ An Nhiên sáng tỏ lập tức hiện ra đường vân thần bí. Linh văn trên trán nở rộ ra ánh sáng kinh người, tất cả phù chú kịch liệt xen lẫn, hướng về giữa thiên địa điên cuồng cướp đoạt lấy nhiều loại năng lượng. Thổ nguyên lực, thủy nguyên lực, phong nguyên lực, mộc nguyên lực các loại. Gió mạnh trên đỉnh núi nhanh chóng bình tĩnh, mê vụ cũng đều trở nên mỏng manh. Trong ánh mắt vô số người đều là kinh ngạc, phù chú xen lẫn thành một bộ sơn hà họa quyển, vờn quanh người Dạ An Nhiên. Bức tranh mặc dù mông lung mơ hồ, lại có thể nhìn thấy uy thế núi cao, rừng rậm bên trong. Như một mảnh sơn hà thu nhỏ. Ầm ầm. 33 thanh binh khí toàn diện bạo kích, thanh thế kinh người khiến cho người người dùng mình, lại giống như oanh đến ở giữa sơn hà, nổ lên oanh minh kịch liệt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 5.